chương 821, Chu Phượng Phượng nhào giọng khuyên nhủ, "Lão ca, ta cảm thấy có thể làm cuộc mua bán này, kể chuyện có thể lấy đi bảo bối, không lỗ vốn chút nào." Ta nhìn nữ nhân tuy hơi thấy khó chịu nhưng tổng thể không quá vai mắt, hay là Chu Phượng Phượng cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, cho cảm giác nguy hiểm, nếu đầu cứng thì không biết có xảy ra trận đại chiến không. Xem tình huống thì cô nương không rõ lai lịch này có cảm tình với lão ca, nếu lão ca chịu uất ức một chút không chừng trở thành giai thoại. Lâm Phàm lường lão, sang góc chơi đi nói gì mà hơi thấy khó chịu, đến bây giờ không rõ đối phương là thứ gì. Chẳng lẽ kêu hắn đè quỷ? Trúc Phượng Phượng rực cổ, nhéo lỗ tai dương dương. Ta nói có gì sai đâu. Trong mập khẽ kêu tỏ vẻ lão nói đúng, nhưng mắt thì cứ liếc đống bảo bối xếp đầy đất, ụt ụt. Lâm Phàm tiến lên choàng vai cô nàng cho cổ kéo sang một bên, vấn đề của nàng hơi phức tạp, có chuyện kỳ như không thể kể mỗi ngày đúng không, vì sẽ có ngày nghe chán. Khi Lâm Phàm đặt tay lên vai nàng cho cổ, tuy cách phải áo nhưng có thể cảm giác làn da hơi mềm mại đúng là gặp quỷ giọng nàng cho cổ rất bình tĩnh ánh mắt bình thản như thể không để bụng chuyện gì ta sẽ không chán lâm phàm nghiêm túc nói nàng sẽ chán nan cho cổ lắc đầu nói ta sẽ không răng rắc lâm phàm siết khớp tay cảm giác nói mãi không lọt tai hắn rất muốn đấm cho đến khi cô nương này chịu phục Nàng cho cổ chậm rãi bày cổ nhìn lâm phàm ngươi muốn đánh ta vậy đánh đi rồi kể chuyện cho ta đầu lâm phàm nổi lên dấu chấm hỏi nói cai quái gì vậy sao nghe không hiểu ta không cần mấy thứ này nàng có thể trở về thôn trang của mình không lâm phàm không muốn nói nhiều với cô nương này như nước đổ lá khoai hơn nữa đối phương để mặc hắn đánh chắc vì có nắm chắc ngăn cả nếu không đã chẳng nói như vậy chu phụng phụng thâm mập ngoan ngoãn ở yên một góc chờ không biết lão ca đàm phán với cô nương quỷ dị này thế nào rồi kể chuyện thôi mà có gì khó khăn nếu được thì lão rất muốn kể chuyện thay lâm phàm. Sau đó sẽ được đến kho báu chỗ này, giao dịch công bằng biết bao." Nàng cho cổ lắc đầu nói, "Ta luôn ở đây, chưa từng đi thôn Trang." Nàng hoàn toàn phủ định cách nói mình từng ở thôn Trang, Lâm Phàm cảm thấy nàng cho cổ từng bị đập vào đầu, quên luôn chuyện trước kia. Lâm Phàm nhìn nàng cho cổ, Quân nương cũng nhìn hắn, còn thường chớp mắt một cái. Lâm Phàm tạm thời không làm gì được nàng, xem như gặp đối tượng khó chơi. Chú Phượng Phượng lại gần, nói nhỏ, "Lão ca, qua đây nói chuyện chút." Hai người đi xa chu phượng phượng liếc nữ nhân kia rồi vội cúi đầu bảo lão ca ta nghĩ lão ca nên đồng ý thì hơn cô nương kia trong khờ khạo nếu chúng ta không nhận thì còn có người đến khi đó tài phú chỗ này đều bị người ta lừa đi hết kể chuyện thôi mà biên đại là sao có cần làm phức tạp vậy không chu phượng phượng cảm giác mình nói chuyện không có vấn đề bình phẩm từ góc độ chuyên nghiệp lâm phàm sơ cam nghe có lý bọn họ không lấy thì sau này sẽ có người khác lấy trong khi hai người thảo luận phía xa có hai lồ sáng bay nhanh đến có người bị động tĩnh ở đây hấp dẫn. Đinh Vương, phía xa có động tĩnh rất kinh thiên động địa, chắc có dị bảo gì xuất thế, không biết chúng ta có đến kịp không. Nam nhân người tỏa ánh sáng rực rỡ, khuôn mặt anh Tuấn, khi thế bất phàng, rất mong đợi tình huống phía xa. Lã là cường giả 100 hạng đầu bảng thiên kiêu, ở bên ngoài tôi luyện nâng cao thực lực bản thân, sau đó gặp Minh Vương 50 hạng đầu bảng thiên kiêu. Đi cùng nhau, mặt Minh Vương bình tĩnh nhưng mắt lấp lóe tia sáng, bảo bối tất nhiên chỉ có người có duyên mới biết, nếu chúng ta có cơ duyên thì đi khi nào đều thấy nó, còn không có duyên phận. Dù bây giờ đi cũng không có duyên lấy được. Nói là vậy nhưng Minh Vương rất mong đợi bảo bối. Chốc lát sau hai người xuất hiện giữa hư không. Đưa mắt nhìn, thầm ngạc nhiên, tung điện phía dưới hấp dẫn bọn họ chú ý. Chu Vũ nhíu mày nói. Không có ngươi. Minh Vương, xem ra chúng ta đến đủ mau, tạm thời chưa ai lại đây. Nhưng sao cảm giác tình huống nơi này là lạ. Minh Vương huynh nhìn bên dưới xem, càng giống như một chỗ vùng đất mạo hiểm bị người sốc nóc biểu tình của chu vũ nghiêm túc có gì đó là lạ lá Thần cảnh giác bọn họ không ngốc nơi này đột nhiên xuất hiện chắc chắn có nguy hiểm nhưng ngay sau đó bọn họ thấy bảo quang rực rỡ bao bọc cung điện dù họ là cường giả một trăm hạng đầu bảng thiên kiêu cũng ngẩn lơ có thể phát ra bảo quang trói lòa như vậy thì bảo bối trong đó khủng bố cỡ nào làm người giật mình không nói nên lời minh vương nhìn cung điện chằm chằm mắt lấp lóe tia sáng vàng muốn xen thấu tình hình trong cung điện nhưng sương mù bao phủ ngoài cung điện làm gã không thể nhìn thấu lã rất ngạc nhiên minh vương giơ tay lên năm ngón tỏa ánh sáng vàng rực rỡ trục mạnh muốn bứng cung điện lên nếu nơi này thật sự có bảo bối thì tiếp tục ở lại không phải tuyển chọn sáng suốt chu vũ giật mình kêu lên lợi hại chu vũ không ngờ thực lực của đối phương mạnh mẽ đến mức này rất kinh người tầm ầm 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 trong cung điện lâm phàm đang suy nghĩ giải quyết nàng cho cổ thế nào thì cung điện bỗng rung bần bật cho bụi trên vách tường rơi là tà xảy ra chuyện gì Lâm Phàm cảm giác bên ngoài có hai người, một người trong đó ra tay muốn lấy cung biện đi. Chu Phượng Phượng vừa kinh vừa giận, trời a, à, lão ca, có người muốn cướp đồ của chúng ta, quá kiêu ngạo, bọn họ còn ở bên trong mà dám ngang nhiên đến cướp, rõ là không thèm để họ vào mắt. Dừng tay, tiếng rống của Chu Phượng Phượng từ trong cung điện truyền ra ngoài. Hai người ở bên ngoài sừng sốt, Minh Vương ngừng lại, lá không ngờ trong cung điện có người. Chu Vũ tiếc nuối nói, Minh Vương huynh, xem ra chúng ta đến trọng, nơi này đã bị người có được, Hai chúng ta đi thôi. Không ngờ họ đến trọng. nếu đã có người thì bảo bối này không phải của họ. Mặt Minh Vương lạnh lùng nói. Lợm miệng, Chu Vũ bị nạt thì mặt đỏ dần, thấy mất mặt. Nói ra thì gã là cường giả 100 hạng đầu bảng thiên kiêu, tuy xếp hạng không cao nhưng không thể đối xử với gã như vậy. Đương nhiên Minh Vương xếp 50 hạng đầu, thứ hạng rất cao. Nằm ở vị trí mười mấy, thuộc về thế lực lớn bỏ xa Chu Vũ. Chu Phượng Phượng mang heo mập bước ra cùng điện, có lão ca ở, lão không sợ chút nào. Chu Phượng Phượng mắng hai người ở trên cao, hai người đang làm gì? Không biết nơi này có người sao? đi mau. Huynh, Chu Vũ định nói là ngại quá Huynh đệ, nhưng khi thấy Chu Phượng Phượng thì vãn nuốt ngược lời muốn nói vào bụng, trông hơi già. gọi Huynh đệ hơi ngượng miệng. Chu Vũ đổi giọng, lại qua. Không biết chỗ này đã có người đến, chúng ta nghe động tĩnh nên đến nhìn xem, lát nữa đi ngay. Chu Vũ bất đắc dĩ, không ngờ đã có người đến, xem ra khó báo này không có duyên với gã nhưng chu vũ thấy tia sáng lạnh trong mắt minh vương minh vương lạnh lùng nói con kiến trí tiên cảnh tu vi của đối phương làm minh vương có ý tưởng khác đó là đuổi đi hoặc giết chết chu phượng phượng phát hiện ánh mắt của đối phương là lạ cảm giác như muốn giết lão chiến lĩnh nơi này ánh mắt của ngươi là sao muốn giết người cướp báo a chu vũ khuyên nhủ đinh vương huynh nếu đã có người giành chỗ này trước một bước thì chúng ta đi thôi chu phượng phượng lật gù không sai nhà ngươi nói đúng nơi này đã có người các ngươi từ đâu đến thì mau trở về chỗ đó, đừng có ý nghĩ bậy bạ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. ngươi câm miệng cho ta. minh vương ngây người bước ra một bước, lực lượng lan tràn dưới chân làm hư không tan vỡ, cho ngươi cơ hội sống. lập tức biến khỏi đây, bất cứ thứ gì ở đây đều là của ta. nếu ngươi không nghe theo thì ta không ngại cho ngươi nằm xuống mãi mãi. ha ha, nhãi danh còn chưa mọc lông mà dám huynh oang, phụ mẫu không dạy ngươi đi ra đường đừng quá kiêu ngạo sao? chu phượng phượng không sợ chút nào lão là người có chỗ dựa lão ca đang ở trong cung điện lão sợ gì nam nhân ở giữa trời mùa nếu lão ca đi ra thì chỉ một bàn tay là đánh bay đối phương một giọng ngư âm u truyền ra từ cung điện nơi này đều là của ta nàng trao cổ chậm rãi bước ra ngước đầu nhìn trời đồ vật là của ta dứt lời mái tóc nàng cho cổ bay lên hơi thở kỳ lạ bay lên trời minh vương khi thế phi phàm đã sẵn sàng giết người cướp báu nhưng đột nhiên con ngươi gã có rút rồi kinh hoàng hét to mắt minh vương lấp lóe tia kinh khủng, dường như gặp chuyện gì khủng bố. chu vũ không biết minh vương trải qua chuyện gì mà ôm đầu la hét như thấy thứ gì về vướng. minh vương huynh, ngươi. mặt minh vương vặn vẹo, thê lương hét to, đừng giết ta, đừng giết ta. minh vương lăn lộn trên trời, chẳng còn phong phạm lúc trước. làm sao vậy, thái quỷ. chu phượng phượng đã họp đủ loại người nhưng chưa từng thấy kẻ bỗng nhiên nổi điên. đôi mắt trong veo của nàng cho cổ lấp lóe tia sáng dị dạng, không quan tâm minh vương hét thảm thiết muốn giết ta ta muốn ngươi chết cảnh tượng đột nhiên thay đổi hai tay minh vương tự bóp cổ mình mắt đỏ rực như muốn bóp chết mình chu vũ lại gần cầm tay minh vương minh vương huynh đình tĩnh lại đang làm gì thế huynh tự bóp cổ mình làm gì bóp minh vương vỗ bay chu vũ tiếp tục bóp cổ mình ta bóp chết ngươi. minh vương này đừng đừng la hạng 15 bảng thiên kiêu sao không đánh lại ngươi được ta muốn ngươi chết chương 822, chu vũ nghiêm túc liếc nhìn nữ nhân ở bên dưới Chuyện gì đây? Sau khi nữ nhân này đi ra thì Minh Vương biến thành như vậy, chắc biến cố liên quan đến nữ nhân này. Chu Vũ mở miệng cầu tình, hắn không cố ý, xin nâng tay cho. Tuy Chu Vũ không quá thân thiết với Minh Vương nhưng ít ra là người quen. Hơn nữa vã thuộc về thế lực cực kỳ mạnh, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ là tai nạn. Hàng người làm bảng Thiên Kiêu đã xếp rất cao, là Thiên Kiêu trong Thiên Kiêu, thế lực của Minh Vương sẽ không chịu dừng tay. Chu Phượng Phượng lắc đầu nói, nhà ngươi biết nói tiếng người đấy, nhưng nhìn ta cũng vô dụng ta không ngăn cản được, lúc trước Chu Phượng Phượng không hiểu xảy ra chuyện gì, nay xem ra có liên quan đến nữ nhân này, tu vi của đối phương không đơn giản, hơi thở hùng hồn, nhưng dù vậy vẫn bị hạ hục, điều này nói lên cái gì, rằng nữ nhân này siêu khủng bố. Ta. Tình huống của Minh Vương rất tệ, mười ngón đã bấu vào thịt, mau ứ ra, cứ tiếp tục thế này thì gã sẽ bẻ rãy cổ mình. Lâm Phàm đang bận rộn hốt tài phú trong cung điện, có nhiều đan dược, nhiều binh khí, còn có nhiều thiên tài địa bảo, tài phú khá kết dù song song đó lâm phàm luôn suy nghĩ lai lịch của cô nàng kia đột nhiên bên ngoài vọng vào tiếng hét thảm lâm phàm vội cất hết tài phú trong cung điện bước nhanh ra ngoài hắn biết có hai người đến nhưng không thể tùy tiện để người ta chết vì chết quá nhiều lần nên lâm phàm hiểu sâu sắc về cái chết chết rồi là mất tất cả người sống mới có giá trị lớn hơn còn về nàng trong cổ thì bàn sao muốn kể chuyện sẽ kể hắn không muốn mất tài phú chỗ này để người khác được lợi lâm phàm đi ra cửa cung điện vội hét lên dừng tay người trên cao kia trông rất đau khổ sắp bót chết mình rồi hắn không thể để chuyện đó xảy ra còn sống tốt thì có thể mang về làm tai đấm tuyệt biết bao người khác ngăn cản chưa chắc được nhưng lâm phàm lên tiếng thì rất hữu dụng nàng cho cổ nghe lời hắn nàng ngoan ngoãn đứng yên chu vũ thầm thắc mắc người kia là ai Người cuối cùng ra khỏi cung điện là ai Trong gã cảm giác rất nguy hiểm chu vũ nhìn minh vương minh vương trên cổ để lại vệt máu lúc này đã phản ứng lại Minh Vương ngây người nhìn hai tay mình dính đầy máu, ta đang làm gì? Lã không biết mới rồi mình làm cái gì, vì sao ra nồng nỗi này? Minh Vương vuốt cổ, vết thương rất sâu. Có 10 lỗ máu, tuy không nguy hiểm mạng sống nhưng làm vã sợ hãi người ướt đẫm mồ hôi, mới rồi vã muốn bóp chết chính mình. Đầu óc Minh Vương xoay nhanh, dây lát hiểu ngây chuyện gì xảy ra. Minh Vương vụt lửng đầu, mắt lái tia sáng sắc lạnh, là các ngươi. Cảm giác vừa rồi rất kỳ diệu, lã hoàn toàn chìm trong ảo cảnh với tu vi của gã dư sức giữ vững bản tâm tin như đã không dao động là minh vương khủng hoảng la ảo cảnh kia có sức hút phong lớn sợ hãi lâm phàm ngạc nhiên nhìn nàng cho cổ là nàng làm hơi lợi hại khiến đối phương tự giết mình Viên gống hơn chưa thức bình thường nhiều không ngờ nàng này khá quỷ dị nàng cho cổ mờ mịt nhìn lâm phàm cái gì nàng không biết đối phương nói gì gì mà bảo là nàng làm nàng có làm cái gì đâu lâm phàm không hỏi nữa có hỏi cũng như không tạm thời chưa rõ ràng lai lịch của nàng cho cổ vậy thì bình ổn nàng đã sau này sẽ biết thôi minh vương cổ đẫm máu chợt hét to chết tiệt thừa dịp đối phương lơ là minh vương ra tay muốn giết người ở đây cướp hết tất cả chu vũ hét lớn đừng không ngờ minh vương huynh âm hiểm vậy chu vũ rời nhà tình cờ gặp minh vương cảm thấy khí chất của đối phương không tầm thường nên muốn vàm quen Đâu ngờ đối phương thừa dịp người ta chưa chuẩn bị trực tiếp tấn công rõ ràng muốn giết người tại chỗ tình cảnh một giây biến đổi muôn vàn lâm phàm nhất chân đá ngang eo tốc độ sương mau lực lượng dâng trào tương giả hạng người 15 bảng thiên kiêu bị đá vào eo té xuống đất minh vương nằm dưới đất ọc từng ngụm máu xương lưng hình như đã rãy ngã đập thủng cái hố to dưới đất làm gì bản phong chủng mới muốn hỏi ngươi tính làm gì lên trời a à. lâm phàm nhìn người này một lời không hợp liền đánh nhưng cũng phải biết lượng sức chứ không nhìn lại thực lực của bản thân đã đánh người mắt hơi bị mù nếu nói lúc trước minh vương bị cảm nhiễm tinh thần đặc biệt thì bây giờ thật sự bị ăn đòn chu vũ giật nảy mình vột lởng đầu không dám tin minh vương hạng người lâm bảo thiên kiêu tu vi diệu thế nhưng chớp mắt bị đối phương một cước trấn áp trái ngược quá lớn khiến người không chịu nổi quá mức khủng bố chu vũ vội bước lên trước ung quyền nói xin nhẹ tay cho các vị làm ơn nhẹ tay hương lâm phàm thắc mắc người này có lai lịch gì hắn đang định ra tay trấn áp thì chú phượng phượng nhắc nhở lão ca người này tạm được mới rồi còn khuyên tên kia không xem như người xấu Chu Phượng Phượng có chút cảm quan tốt với người này, mới nãy đối phương nói một số lời nghe lọt tai, nên lão cảm thấy người này không tệ lắm. Nếu lão ca ra tay thì người này quỷ chắc luôn, sẽ chết rất thảm. Dù sao lão ca phi phàm, thực lực bá đạo, nhìn tên kia xem, hung hổ cho lắng vào rồi giờ nằm liệt, phun máu không ngừng, sợ chết người. Chu Vũ ôm quyền hướng Chu Phượng Phượng, cảm tạ đối phương nói giúp mình, đa tạ. Chu Vũ lại nhìn Lâm Phàm, tại hạ tên Chu Vũ, là đệ tử của Đại Hạ Thánh Điện vị này là minh vương thanh tử của kim khuyết thánh điện xin giữ lại người sống chu vũ không nói thế lực sau lưng minh vương ghê gớm cỡ nào vì sợ đối phương tưởng gã cố ý đe dạ sẽ vì sĩ diện mà xuống tay giết người nên chu vũ chỉ nhắc sơ lai lịch của minh vương minh vương nằm liệt dưới đất ọc máu liên tục oa, wow. đòn kia rất nặng lá không đỡ nổi cảm giác thân thể như nổ tung không kiềm chế được minh vương tức giận trừ lâm phàm mắt tái lửa ước gì bổng thay đối phương ra vạn mảnh lâm phàm thản nhiên nói chưa nghe qua thế lực lớn gì đó hắn chưa từng nghe quỷ đích có lai lịch gì chúc phượng phượng thì mặt biến sắc có nghe tên rồi lão lại gần nói nhỏ vào tai lâm phàm lão ca ta có nghe về kim khuyết thánh địa đại thánh địa truyền thừa đã lâu rất mạnh không ngờ tên này là thánh tử của thánh địa đó chúng ta đã đạp phải miếng sắt rồi nhưng nếu bây giờ làm thịt hắn thì không ai biết tuy chu phượng phượng hơi giật mình nhưng không e ngại chút nào thậm chí khi biết lai lịch của đối phương lão định không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng cử luôn đối phương mục lâm phàm giận vỗ đầu heo ngươi nói gì vậy chúng ta là loại ngươi thích đánh giết sao ngươi rút ngày chỉ biết giết có thể dùng đầu óc không hả theo mập đang hút đất đột nhiên bị vỗ đầu nó mờ mịt nhì lâm phàm làm gì vậy bản heo mập có nói gì đâu mà sao vỗ đầu của ta chu phượng phượng gật hù lão ca nói có lý Như lão mẫm kỹ lại thì không đồng ý như lão ca ta phải nói là nếu thả hắn đi sẽ tai họa ngừng không dứt Vang Mập định tiếp tục hút đất lại bị vỗ đầu heo. Ai nói thả? Ngươi nghĩ bản phong chủ sẽ thả ngươi sao? Lâm Phàm cảm giác đầu óc của chú Phượng Phượng không được tốt, chuyện đơn giản vậy mà không nhìn rõ, khiến người thất vọng hết sức. Chú Phượng Phượng lặng im, sau đó gật đầu nói. Ta hiểu rồi lão ca, chúng ta không giết cũng không thả. Chúng ta bắt giữ hắn. Sáng tạo ích lợi càng lớn. Đúng rồi, ngươi nói câu này đúng. Lâm Phàm giơ tay lên định vỗ nữa nhưng chụp hụt, nhìn kỹ thì heo mập cất bốn chân trốn ra xa rồi. Ngay, trong mập kêu hai tiếng với lâm phàm biểu thị kháng nghị vốn đã là óc hao còn đánh nó quá đáng chu vũ ngây người các vị xin hãy nghĩ cho kỹ thực lực của kim khuyết thánh địa rất mạnh nếu biết thánh tử gặp nạn sợ rằng sẽ dẫn đến chấn động nếu ngươi cũng là thánh tử của thế lực lớn vậy chắc tin tức khá nhanh nhẹ nhì thôi được bàn phong chủ là lâm phàm tin hiểu thử đi lâm phàm không nói nhiều túng minh vương trong tay chuẩn bị rời đi đi hắn bay lên trời biến mất không còn bóng dáng chu vũ hét to này các vị đừng đi, Chu Vũ bỗng khựng lại, cúi đầu suy tư. Sao cái tên này nghe quen quen, Lăng Phàm. Chu Vũ đứng yên tại chỗ suy nghĩ thật lâu, đột nhiên mặt biến sắc, lã nhớ ra đoạn thời gian trước Đạo Thanh vô lượng tông mời cường giả thế lực lớn đi, xảy ra chuyện lớn. Tuy Đại Hạ Thánh Địa không đi nhưng tinh thần lão tổ sáng lập Bảo Thiên Kiêu đã phát thanh minh trên chi chi điểu. Hạng Nhất Bảng Thiên Kiêu đổi người, khi đó các sư huynh đệ trong Thánh Địa rất giật mình, không biết ai giữ thế, một hơi lao lên hạng Nhất Thiên Kiêu tất cả thứ hạng ban đầu đều tụt ra sao. Còn nhiều có thiên kiêu xếp hạng 100 bảng thiên kiêu bị tụt xuống 101, khi đó tức điên. Thậm chí muốn chết cho rồi, khủng quá. Không ngờ Minh Vương đá trúng miếng sắt cứng vậy, Chu Vũ chợt nhận ra có thể sống tiếp là chuyện đáng giá vui mừng. Minh Vương bị bắt đi. Mình cần đi Kim Khuyết Thánh Địa một chuyến báo cho biết, Chu Vũ trầm tư giây lát rồi biến mất tại chỗ. Chuyện này nên để người Kim Khuyết Thánh Địa tự giải quyết, lã sẽ không xen vào. Mức độ nguy hiểm rất cao, viêm hoa tông đệ tử trong giữ sơn môn giao lên sư huynh về rồi nhưng kỳ lạ lần này trở về sư huynh mang hơi nhiều người thiên tu sơn phong đệ tử về rồi đây lão sư lần này đi ra hơi lâu nhưng thu hoạch khá tốt lâm phàm vừa về mấy ngọn núi khác đều dục dịch chương 823, thiên tu nghi hoặc nhìn mấy người sau lưng đồ nhi lần đầu tiên trong đời thấy đồ nhi mang một nữ nhân trở về nhưng nữ nhân này cho lão cảm giác là lạ lâm phàm hỏi lão sư nhìn gì vậy có gì đẹp mà xem cảm giác lão sư nhìn ngây người thiên tu móc lâm phàm lại gần đồ nhi qua đây chút hai người tới góc phía xa nỏ giọng nói chuyện thiên tu hỏi nhỏ nữ nhân này từ đâu đến không phải vi sư không cho đồ nhi tìm bạn lữ nhưng sao vi sư cảm giác cô nương này kỳ lạ lão nhìn người ta như xem thê tử đồ nhi tương lai lâm phàm ngây người khó hiểu cái gì sau đó hắn phản ứng lại lão sư đừng nghĩ bậy bạ không phải vậy đồ nhi cũng không biết nàng ta từ đâu đến thân phận là gì thiên tu u buồn nói đồ nhi dỗ vi sư như dỗ đồ ngốc sao không biết từ đâu đến không rõ thân phận là gì mà mang về người ta khi không theo đồ nhi về à vi sư là người thân nhất của đồ nhi thế mà đồ nhi không nói thật với vi sư đồ nhi không thành thật không nói thật với lão sao thấy lạnh lòng lâm phàm thuộc mặt ra lão sư suy nghĩ thật nhiều lâm phàm thì thầm lão sư đồ nhi thể với trời thật sự không biết nàng là ai nàng ta tự đi theo về cắt đuôi cũng không được lão sư nói đúng nữ nhân này rất quỷ dị hắn với lão sư không có gì phải giấu giếm sao vi sư vẫn không tin được thiên tu rất tin tưởng đồ nhi nhưng lão cứ có cảm giác khó tả đám người chu phượng phượng đứng một bên yên lặng nhìn hai người ở phía xa trụng đầu xì sầm chu phượng phượng không biết hai người này tám chuyện gì nhưng chắc không phải chuyện tốt rất nhanh hai người đi đến thiên tu chỉ vào minh vương nằm nửa chết nửa sống hỏi đồ nhi người kia là ai lão thầm cảm thán tu vi của người này không yếu dù bị thương nặng vẫn toát ra hơi thở kinh người, lạp ở bên ngoài. Tự nhận là thực lực không tồi, muốn ra tay giết Đồ Nhi nhưng bị Đồ Nhi đập một cái nằm liệt luôn. Đồ Nhi mang về tông môn, định để hắn ở lại tông môn lao động cải tạo. Đồ Nhi phòng trường lao động cải tạo 3, 400 năm là hắn sẽ làm lại con người mới. Lão sư thấy sao? Lâm Phàm hỏi ý kiến, lao động cải tạo xem như hạng mục đặc sắc của Viêm Hoa Tông, từ lúc ban đầu đến bây giờ có nhiều người được dẫn dắt tham gia vào ngành nghề cải tạo, hiệu quả rõ rệt, Trải qua khoảng thời gian này đã có tiến bộ rõ rệt, Thiên Tu gật đầu nói: "Ồ, Đồ Nhi làm rất đúng, người trẻ tuổi bây giờ quá càn rỡ, không tốt cho phát triển tương lai của họ, đến đây cải tạo sẽ giúp ích rất lớn cho họ về sau, không chừng tương lai có thể đi cao hơn, xa hơn." Lão rất đồng ý cách làm của Đồ Nhi, hắn làm rất đúng. Hỏa Dung cười tươi đi tới: "Sư huynh, tiểu phàm trở lại rồi à?" Ánh mặt trời chiếu xuống mái tóc đỏ phát sáng, đỏ rực, châu phơi phới. Các luyện cười nói: "Ha ha." mới rồi còn nhớ tiểu phàng, không ngờ thật sự trở về rồi ta không chờ lâu thêm phút nào được nữa chạy đến đây ngay tinh khí thần của các luyện rất tốt vật tư dùng cho tu luyện quá phong phú tu vi sắp đột phá đương nhiên uống nước phải nhớ nguồn bọn họ ghi nhớ cái tốt của lâm phàm nếu không nhờ tiểu tử này thì bọn họ làm sao được đãi mộ tốt như vậy bây giờ nguyên tông môn tinh thần phấn chấn đi hướng con đường quang minh thanh thang cho thế hệ trước như họ hy vọng vô hạn thiên tùng mắng mấy lão già này tin tức nhạy thật lão cực kỳ bất mãn hành vi của đám sư đệ nói thì dễ nghe nhưng hành vi này làm lão cực kỳ khó chịu lâm phàm an ủi lão sư bình tĩnh bình tĩnh nào hiện giờ cứ thấy hắn trở về là các trưởng lão sẽ đến thăm mục đích rất rõ ràng đó là nhìn xem có thể chia được chút gì không lâm phàm không để bụng hắn kiếm đầu về vốn để võ trang cho sư đệ cho các trưởng lão sử dụng cũng không sao hết thực lực của tông môn càng mạnh thì lâm phàm càng hưng phấn có thể ra ngoài lang thang mấy tháng một năm không quay về mà không hề lo lắng gì đâu như bây giờ cứ ra tông một thời gian là phải trở về xem thiên tu tức giận ngón tay run run đồ nhi mấy tên già này thiên tu rất muốn mắng chửi như nhịn xuống bọn họ đều là sư đệ còn có mặt người ngoài phải chứa chút mặt mũi cho họ hỏa dung đến gần lâm phàm quan tâm hỏi tiểu phàm lần này ra ngoài có mệt không có gặp rắc rối gì không nếu có thì cứ nói với ta tuy thực lực của ta không được tốt nhưng có thể giúp đỡ lâm phàm cười nói đa tạ trưởng lão quan tâm, không có việc gì. Không sao thì tốt rồi. Nếu có chuyện gì sẽ làm chúng ta đau lòng lắm. Hỏa dung trương gia biểu tình vô cùng lo lắng. Người ngoài nhìn sẽ nói trưởng lão này thật tốt, nhiệt tình quan tâm người. Si, thiên tu cực kỳ bất mãn đám sư đệ đầu óc danh ma này, thay đổi rồi, biến xấu hoàn toàn. Các sư đệ ngày xưa đã hoàn toàn biến mất trong lòng lão. Ngược lại tông chủ sư huynh càng lúc càng tốt hơn. Thời trẻ lão cũng rất bất mãn hành vi của tông chủ sư huynh, quyền lợi dã tâm quá nặng. Liêu mạng cố gắng giành đại vị tông chủ nhìn bây giờ xem tông chủ đổi khác không ham không muốn thanh tâm quả dục mỗi ngày uống trà đọc sách đôi khi tới chơi cờ với lão hoàn toàn buông tay việc tông môn tâm thái trở nên siêu nhiên nhìn lại mấy sư đệ càng sống càng danh ma còn đặt mục tiêu lên người đồ nhi của lão không mộc trưởng lão hiến ân cần nói sư minh bị sao vậy có phải thấy khó chịu có vấn đề gì nhớ nói cho chúng ta biết chỗ ta còn một ít tinh hoa sinh mệnh có muốn bồi bổ không? Thiên tu xua tay. Không cần, lão không thèm nhận ý tốt của các sư đệ, nếu là trước kia chắc chắn lão sẽ cảm động, còn bây giờ thì không. Thiên tu phán một câu, không có việc gì mà nịnh nọt thì là trộm hoặc cướp. Lâm Phàm nhìn cảnh này, bật cười. Lão sư sống vui vẻ là tốt rồi, tuy lão nói móc đám sư đệ như không ghét họ, đơn thuần đấu võ mùng. Lâm Phàm tin tưởng các sư huynh đệ làm bạn bên nhau từ thời tuổi trẻ đến bây giờ có tình cảm rất sâu động. Trước kia khi còn quân vô thiên, các luyện trưởng lão luôn cãi cọ với thiên tu sư huynh nhưng đó là vì quân vô thiên hơn nữa lâm phàm ra ngoài làm loạn hai trưởng lão đứng ở góc bộ suy nghĩ cho tông môn nếu thật sự tổn thương mạng sống giữa các sư huynh đệ thì họ sẽ không ngó lơ hỏa dung giải thích sư huynh nói vậy là không đúng chúng ta sao có thể là loại người đó tiểu phàm trở về chúng ta quan tâm đến thăm thôi mà thiên tu nhìn mấy sư đệ cười châm biếm ha ha các ngươi nghĩ lão phu sẽ tin sao tin mới thấy quỷ Nàng cho cổ luôn giữ im lặng chợt lên tiếng, "Ta là quỷ." Thiên Tu nhìn nàng cho cổ, đầu nổi lên dấu chấm hỏi. Lâm Phàm cười nói, "Được rồi, được rồi, lão sư đừng giận dỗi với các vị trưởng lão nữa. Lần này Đồ Nhi ra ngoài thu hoạch không tệ, nhưng không phải tất cả đều là của Đồ Nhi." Hắn chỉ vào Chu Phượng Phượng, "Đây là bằng hữu mà Đồ Nhi quen ở bên ngoài, luôn tìm kiếm các vùng đất mạo hiểm rồi cùng nhau đi thăm dò, nên trong mớ này có một phần công lao của người ta." Nàng cho cổ mở miệng, giọng rất nhẹ nhưng chất chứa hơi hướng làm người sợ đồ vật là của ta ta cho ngươi như ngươi không thể tặng ngươi nếu không ta sẽ tức giận chu phượng phượng dùng mình bị nữ nhân nhìn khiến lão sợ hãi nhớ đến cảnh ngộ của minh vương chu phượng phượng xua tay ta không lấy không lấy gì hết tuy tài phú rất quý giá nhưng so với mạng nhỏ thì mạng sống quan trọng nhất hỏa dung không biết lai lịch của nàng cho cổ cãi lại ngay cô bé này nói gì kỳ nàng treo cổ vụt ngoái đầu nhìn hỏa dung ánh mắt hỏa dung thay đổi lâm phàm hô lên giường tay cô nương này định làm gì tuy không biết nàng muốn làm gì nhưng biểu tình của hỏa dung trưởng lão khác lạ nàng cho cổ quay đầu hãy kêu à. a hỏa dung tỉnh táo lại mờ mịt nhìn bốn phía có chuyện gì lâm phàm nói không có gì thiên tu cao mày đã phát hiện vấn đề vừa rồi nằm ở đâu nguyên nhân mà đồ nhi mang về chỉ liếc hỏa dung một cái làm biểu tình của sư địa biến đổi có chuyện gì đó kỳ lạ xảy ra thiên tu nhìn đồ nhi hai người liếc nhau nhạy gật đầu lâm phàm giơ tay lên của quý lấy từ cung điện đổ rào rào xuống đất chất thành ngọn núi nhỏ lâm phàm hỏi nàng nói đây là đồ của ai nàng cho cổ nhìn lâm phàm trầm ngâm dây lát rồi nói ngươi ta có quyền lợi phân phối không nàng cho cổ gật đầu nói có đám người khô mộc các luyện không cảm giác mới rồi xảy ra chuyện gì nhưng tiểu tử kia chợt quát dừng tay làm giật mình lâm phàm nói ngươi và heo mập chọn lựa một ít chứa binh khí lại là được chu phượng phượng hơi sợ liếc nàng cho cổ một cái lén lút cầm ít đan dược lão ca Ta vào Dương Dương lấy chút đan dược tu luyện được rồi, không cần thứ khác. Cả người lão lạnh lão dựng đứng lông tơ. Nên nhân này quá khủng bố, dường như có mãnh thú núp trong góc tối tâm hồn của lão, xưa khủng bố, chú Phượng Phượng không dám lấy nhiều, chỉ chọn chút đan dược cho có hình thức, Lông Phàm nói. "Lão sư, đồ nhi cảm giác 36 cây cờ này hơi không đơn giản, lão sư nhìn xem nó có dựa dụng gì?" Thiên tu bị các lá cờ hấp dẫn, giơ tay lên, cờ bay lơ lửng lão hé môi phun một hơi bao phủ cây cờ thiên tu vung tay đứng 36 cây cờ bay đi bốn phương tám hướng cắm xuống đất tỏa đống sáng lấp lánh lặn xuống lòng đất mất hút ánh sáng trong suốt rực rỡ bao phủ bên trên tông môn thiên tu nói đồ nhi thứ này rất mạnh chương 824 lâm phàm ngước đầu lên đúng là rất mạnh hắn cảm nhận 36 cây cờ tụ thành màn sáng ẩn chứa lực lượng khủng bố biết bao đạo cảnh đến sẽ phải rất vất vả nếu muốn phá vỡ màn sáng này đám người hỏa dung nhìn chân chân bảo bối chất đống dưới đất tiểu tử này mỗi lần trở về là lại khiêu chiến khả năng chịu đựng tâm lý của họ lần này càng kinh người cảm giác bảo bối chất đống ở đây quý giá hơn trước kia nhiều lão ca ta và dương dương đi về chúc phượng phượng thấy lạnh người từ đầu đến chân không biết do tác dụng tâm lý hay vì nữ nhân bên cạnh lão chỉ muốn nhanh chóng rời đi không muốn ở lại đây siêu nguy hiểm lâm phàm vỗ vai đối phương ồ đi đi nhớ tìm vùng đất mạo hiểm tiếp khi nào gặp được thì báo ngay đây là trợ thủ tốt sau này muốn tìm vùng đất mạo hiểm phải dựa vào lão chu phượng phượng vũ mực bảo đảm như đinh đóng cột lão ca yên tâm chu phượng phượng này chưa bao giờ biết cái gì là làm biếng hơn nữa chúng ta hợp tác vui vẻ như vậy nga vùng đất mạo hiểm chắc chắn sẽ báo với lão ca công nhận lão rất thích cùng lâm phàm thăm dò vùng đất mạo hiểm rất có cảm giác an toàn tốc độ thám hiểm siêu mau hầu như không gặp nguy hiểm lớn gì chỉ có lần này là khác nếu nhân kia rất nguy hiểm hình như khá tốt với lão ca nhưng không thân thiện với người khác chút nào chu phượng phượng cưỡi heo mập hai chân kẹp bụng heo giơ tay vỗ mạnh vào mông bự dương dương chúng ta đi trong mập ụt ịt vài tiếng các bốn chân tựa như cương gió biến mất trong tầm mắt của mọi người hỏa dung kinh thán và thần kỳ đệ nhất thế gian con heo này không đơn giản Lâm phàm nhìn chú phượng phượng đi nhanh thì cười cười người này đi mau như vậy là vì sao chắc đã bị nàng cho cổ hù sợ lâm phàm phải một lần nữa xét lại năng lực của nàng cho cổ rất quỷ dị chắc là thủ đoạn công kích bằng tinh thần nhưng tu vì không quá cao mà tinh thần cường đại như vậy thì không hợp lý lâm phàm tiến lên sách minh vương trong tay lão sư lo chia mấy thứ này đi lát nữa đồ nhi sẽ kêu lữ sư đệ đến lấy chút đan dược hắn bận rộn còn phải dạy dỗ tên này nữa lâm phàm móc nàng cho cổ nàng đi theo ta họ cần nói chuyện đàng hoàng nếu nhân này rất nguy hiểm nếu không hỏi rõ ra thì quỷ biết cô nương này định làm chuyện gì Nàng cho cổ mở miệng nói ta muốn nghe kể chuyện lâm phàm bình tĩnh nói được chờ chút đã đi theo ta lát nữa sẽ kỳ cho nghe cho nàng nghe sướng luôn nàng cho cổ nổi nụ cười hiếm hoi nhưng trông hơi rùng rợn dây lát lại trở về mặt không biểu tình nhà vệ sinh tông môn thả ta ra Minh vương đã lấy lại sức nhưng gã ở trong tay lâm phàm chẳng khác nào và con mặc ngươi tùng xẻo lã là thánh tử của kim khuyết thánh điện còn xếp hạng 15 trên bảng thiên kiêu là cường giả trong cường giả nhưng bây giờ bị ngươi xét trong tay Quái lục nhã mốt lâm phàm thát một cái nửa bên mặt minh vương sưng lên mấy cái răng mang theo máu bay ra ngoài lâm phàm vừa lẩm bẩm vừa đi vào nhà vệ sinh ai nói đánh mặt rượu thế cảnh sẽ không xương chỉ vì đánh chưa đủ mạnh thôi từ xa đã nghe tiếng răn dạy của lão tổ thánh tiên giáo nghiêm túc làm cho ta đừng làm biếng nhìn tư không chắc đi Tiên mới đến mà đã trở thành người dọn nhà vệ sinh số một nhìn lại các ngươi đến sớm hơn người ta mà không đấu lại mất mặt phong thiếu liệt đừng nhìn ta kỳ vọng cao vào ngươi để rồi thất vọng càng lớn dọn nhà vệ sinh thôi mà hậu đậu rớt xuống hầm cầu làm mất mặt chúng ta. Lúc này trong nhà vệ sinh có đám người cầm khăn lau gục mặt xuống, tim lặng nghe răn dạy. Tư không chắc tự hào ngẩng cao đầu, khóe môi cong lên. Lã giỏi nhất. Dù là trở thành thánh tử hay người dọn nhà vệ sinh đều phải làm xuất sắc nhất. Tư không chắc đã quên trường không thánh điện, là ở chỗ này rất vui vẻ. Tâm thái chuyển biến rất tốt. Phong thiếu liệt thì luôn mơ điện chủ dương thần điện sẽ đến cứu mình. Nhưng chờ từng ngày trôi qua mà không thấy một bóng quỷ nào, tim gã tan nát rồi. Lão tổ thánh tiên giáo răn dạy sướng miệng, tuy là tù bình bị lao động cải tạo nhưng lão rất hưởng thụ cảm giác hiện tại đặc biệt những thánh tử bị lão mắng thúy đầu mà không dám đáp trả một câu cảm giác đó quá sung sướng lão tổ thánh tiên giáo bỗng thấy bóng dáng từ xa đi tới thay đổi sắc mặt cười nịnh chạy lại chào lâm phong chủ đến thị sát lâm phàm nói ồ chủ yếu là tăng thêm một người cho các ngươi lão tổ thánh tiên giáo cúi đầu nhìn người bị sưng nửa bên mặt cười thầm trong bụng tên này chịu khổ rồi đây lâm phong chủ đến thị sát là việc lớn không thể để xảy ra chút trục trặc nào lão tổ thánh tiên giáo hết hướng đám người ngồi sủng trà lau nhà vệ sinh tất cả đứng dậy hết cho ta Nguyên tiếp long phong chủ thị xác vừa vụ phụt thanh tử ở đây đều bị lâm phàm đánh bầm dập nên rất sợ hắn siêu tàn nhẫn siêu cuồng bạo nếu cho đám thiên tài một cơ hội làm lại từ đầu thì bọn họ thể tuyệt đối không chọc vào tên này tức rằng mọi thứ không kịp nữa nói nhiều cũng không ích gì lâm phàm nhìn một vòng rất vừa lòng hắn liếc sang lão tổ thánh tiên giáo khẽ lắng lão tổ thánh tiên giáo tự hào đáp đa tạ lâm phong chủ khen ngợi được khen tức là lão vẫn giữ được vị trí quan trọng lâm phàm ngật gù ồ đều rất tốt nhớ kỹ lao động cải tạo là quang minh là cơ hội duy nhất thay đổi làm lại bản phong chủ hy vọng các ngươi cố gắng chăm chỉ tranh thủ cải tạo thành công mấy trăm năm sau làm lại con người mới lão tổ thánh tiên giáo vỗ tay nhiệt tình vỗ đến đảo tay hay lâm phong chủ nói hay lão lường đám người kia các ngươi còn đứng đó làm gì mau vỗ tay lâm phong chủ nói hay quá xá thay đổi làm lại phải bắt đầu từ hiện tại mốt bốp lâm phàm giơ tay đầy không khí được rồi đừng vỗ bây giờ các ngươi hận bản phong chủ nhưng tương lai các ngươi sẽ cảm tạ bản phong chủ vui mừng với tình huống hiện tại lâm phàm này chưa bao giờ ép buộc ai các ngươi đến viêm hoa tông cải tạo bản thân cũng là tin tưởng vào bản phong chủ vào viêm hoa tông đám người phong thiếu liệt thộn mặt ra nhìn lâm phàm nói cai quái gì không nghe hiểu cái này gọi là không ép buộc ai bọn họ suýt bị đánh chết rồi biết không thánh tử minh vương gầm giống lã không cam lòng trả ta ra ta là thánh tử kim khuyết thánh điện hạng 15 bảng thiên kiêu lão tổ thánh tiên giáo cúi đầu nhìn gã nhận ra ngay đây là thành viên mới mà lâm phong chủ nhắc xen chừng tính tình hơi kiên cường nhưng không sao ở đây có nhiều người cứng cổ bây giờ đều ngoan hoãn đứng đây lâm phàm nâng thánh tử minh vương dậy tay bay qua bay lại tiếng bốc bốc không ngừng đầu thánh tử minh vương lắc qua lắc lại máu phun như suối giang bay ra lâm phàm ngừng lại nhìn thánh tử minh vương hiệu quả tạm được đánh đật ục ực đám người phong thiếu liệt nốt nước miếng mới rồi còn bảo là không ép buộc ai mà sao chớp mắt quên hết rồi ngươi thanh tử minh vương định há mồm nói chuyện thì bụng bị đấm mạnh lã cong người mắt lồi ra ngoài tọc từng ngụm máu đinh bốp lâm phàm liên tục đấm ngươi thánh tử minh vương như sắp nổ tung lão tổ thánh tiên giáo chớp chớp mắt giơ tay mấy lần như rồi bua xuống lão tổ thánh tiên giáo vốn định nhắc nhở lâm phong chủ trước tiên hỏi đối phương có đồng ý không nếu không chịu thì đánh đòn nhưng lâm phong chủ không nói một lời trực tiếp đánh xưa hùng bố lâm phàm giơ tay đánh mạnh thánh tử minh vương xuống đất nhấc chân đạp lên mặt lã dầm mặt đất nứt ra lóng phong thiếu liệt run bắn người thảm quá ngẫm lại thì bọn họ rất hạnh phúc tuy bị ăn đòn nhưng ít ra là trong chiến đấu còn người kia thì hoàn toàn bị hành hạ không có đường chống cự bọn họ nhìn người ta bị đánh mà tim đập nhanh minh vương thánh tử kêu thảm máu ngượng đỏ mặt đất người gã tỏa sáng đang định chống cự thì bị lâm phàm đấm pha công không thể vận chuyển chút sức mạnh nào Màn nan cho cổ không biểu tình nhìn không chút thay đổi dường như chuyện xảy ra trước mắt không liên quan gì đến mình lâm phàm chụp đầu thánh tử minh vương nâng lên rồi đập mạnh xuống đất nhấc lên lại đập xuống vang một chuỗi tiếng bôm bốp đã bể vỡ vụn ra thánh tử minh vương thê lương rít gào tuy thực lực của gã rất mạnh nhưng không chịu nổi bị đánh như vậy thánh tử minh vương thiểu thảo dừng tay ngươi dừng tay cho ta rốt cục ngươi muốn làm gì lửa giận vẫn thiêu đốt trong gã lâm phàm ngừng tay vẻ mặt thản nhiên nói không muốn làm gì ngươi có hối cải chuyện mình đã làm trước kia thánh tử minh vương hoang mang cái gì lâm phàm tiếp tục đập đầu người không thèm nói nhiều thanh tử minh vương cảm giác sọ não của mình sắp vỡ ra vội hét to có có hối cải cứ tiếp tục thế này thì não của gã sẽ vỡ mất lâm phàm vừa lòng nói hối cải là tốt rồi xem ra ngươi đã hiểu việc mình từng làm quá đáng không thể tha thứ cỡ nào mới rồi là trừng phạt việc ngươi đã làm vào chủ đề chính tuy việc ngươi làm là tội không thể tha nhưng trên trời có đức hào sinh cho ngươi cơ hội thay đổi làm lại kể đi lao động cải tạo 300 năm trong viêm hoa tông là được cái gì mà thánh tử minh vương đầy máu vốn không nghe kỹ đối phương nói gì nhưng rồi cơ mặt vã cứng ngắc nhìn lâm phàm chăm chăm ngươi nói cái gì lâm phàm hơi nhíu mày không nói nhiều tiếp tục giơ tay bấu đầu thánh tử minh vương đập xuống đất rồng thánh tử minh vương cảm giác sọ não sắc vỡ ra ngươi không thể như vậy có chuyện gì thì bàn lại kim khuyết thánh địa có thể bồi thường cho ngươi muốn gì cũng được nhưng mặc kệ lã nói gì thì lâm phàm vẫn giữ nguyên một động tác đó là đập đầu chương 825, trăm hai mươi tư không chắc dùng mình mướt nước miếng thảm quá tiếng va chạm làm tim của gã rung lên theo đối phương mặt đậm máu hai bên mặt xương cao dụng nhiều cái răng bọn họ nhìn ra thực lực của đối phương không yếu hơn họ thậm chí mạnh hơn rất nhiều nhưng cường đại thì sao vẫn bị người đáng sợ này chụp trong tay tùy ý đè đầu đánh dừng tay rốt cuộc ngươi muốn gì cứ nói đi mặt thanh tử minh vương đau rát như sắp rách toạc lã không biết tên này có lai lịch gì vì sao tàn bạo như vậy lão tổ thánh tiên giáo tiến lên hỏi ngươi trẻ tuổi ngươi làm sao vậy biết rõ mình làm sai mà vẫn không có lòng hối cải lâm phong chủ đã nói rõ vậy rồi cho ngươi cơ hội lao động cải tạo 300 năm trong viêm hoa tông, cải tạo thành công sẽ thả tự do cho ngươi. Sao vẫn không nghe hiểu? Thanh tử Minh Vương giết gào, không thể nào, lao động cải tạo 300 năm, còn có mặt thốt ra câu này. Bốp, Lâm Phàm tiếp tục bấu đầu Thánh tử Minh Vương đập mạnh xuống đất, Thanh tử Minh Vương tu vi diệu thế cảnh, đã đến trình độ thân thể khó bị hủy. Nhưng mỗi lần va chạm không phải mặt đất tạo thành tổn thương cho gã mà là lực lượng của tên kia thẩm thấu vào, quá cường đại. Lão tổ thánh tiên giáo nghiêm trang nói. Tài, ngươi trẻ tuổi cần gì như vậy long phong chủ cũng vì tốt cho ngươi lão phu nhìn mặt mũi của ngươi là biết không phải người tốt sắc khí quá nặng xương mặt của ngươi không tốt rất tệ có tai họa đổ máu nhưng ngươi cải tạo trong viêm hoa tông sẽ trốn được một kiếp tiểu tử mau thể đi ngươi lời to rồi tư không chắc ngơ ngác nhìn lão già kia biết xem tướng từ bao giờ sao trước kia mình không biết thanh tử minh vương hung hăng quát ngươi câm miệng cho ta nhưng vừa dứt lời đã ọc ra từng mụn máu lão tổ thánh tiên giáo lắc đầu nói người trẻ tuổi luôn không nghe lời của người già lâm phong chủ cứ đánh như vậy cũng không được lão phu có một cách không biết làm được không lão là lão tổ thánh tiên giáo hiện nay lao động cải tạo trong viêm hoa tông nếu ơ lâm phong chủ xen trọng cho đảm nhiệm chức vụ nhỏ có quyền lợi nhỏ nhoi nên lão phải có trách nhiệm trừ bỏ khó khăn cho lâm phong chủ trong thời gian này lão thích ứng trong mọi tình cảnh thói quen tình huống hiện giờ lâm phàm ngước đầu hỏi ta là cách gì lão tổ thánh tiên giáo gật đầu nói lâm phong chủ theo ta đoán người trẻ tuổi có lẽ chưa hiểu chân lý tích lợi của việc dọn nhà vệ sinh chẳng bằng để hắn tự cảm nhận ném vào hố phân cùng ở với chúng nó hòa thành một thể cảm nhận sức sống và ấm áp của chúng nó ta nghĩ sẽ có hiệu quả khác hẳn lâm phàm trầm tư giây lát bật đầu đáp ồ cách này hay à thanh tử minh vương nghe lời này thì tái mặt cảm giác đối phương hơi biến thái thanh tử minh vương rít gào mắt rực cháy lửa giận các ngươi dám vực ngoại giới dung hợp lá tung hoành nguyên vực ngoại giới trừ những thế hệ trước và các thiên kiêu xếp hạng cao hơn mình ra gã chưa sợ ai bao giờ. Ở trong lòng thánh tử Minh Vương luôn nghĩ sẽ có ngày mình trở thành cường giả đỉnh cao vực ngoại giới, nhưng bây giờ chưa trở thành cường giả đã bị ngươi trấn áp, còn muốn ném vào hố phân. Hỏi sao gã nhịn được, lão tổ thánh tiên giáo lắc đầu nói. Người trẻ tuổi, ngươi còn quá non, không nên nói câu đó. Có dám hay không thì đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tuy tu vi của người trẻ tuổi này rất cao nhưng tâm tính quá ấu trĩ, bị đánh ra nông nỗi này rồi còn hỏi đối phương có dám không, chẳng lẽ không biết dùng từ khác sao lão tổ thánh tiên giáo giao hỏi lâm phong chủ thấy được không nếu được thì ném nhé lâm phàm gật đầu hắn thấy hơi mỏi tay ồ ném đi lão tổ thánh tiên giáo xác minh vương bước hướng nhà vệ sinh mỗi bước đi làm gã sợ hãi kinh hoàng chờ đã được rồi ta đồng ý minh vương suy nghĩ thật lâu không tiếp tục cứng cổ nếu thật sự bị ném vào sẽ là sỉ nhục suốt đời không thể rửa sạch lão tổ thánh tiên giáo vui mừng gật đầu người trẻ tuổi kẻ thức thời mới là trang tôn kiệt hơn nữa đây không phải việc xấu cho ngươi, lao động cải tạo cho tốt, tranh thủ khi ra ngoài làm lại con người mới." Lâm Phàm đi tới trước mặt Thánh tử Minh Vương, "Mau lên, xem tình huống của ngươi chỉ cho lao động cải tạo 3, 400 năm, thề đi." Máu dọc theo trán chảy và mắt, tờ dây dù có hết bề dầu cũng vô dụng, "Ta thề." Sau khi thề xong Thánh tử Minh Vương cảm giác cả người mất hết sức lực, ngồi liệt trên mặt đất, tiêu đời. Giờ Thánh tử Minh Vương chỉ mong Thánh địa phát hiện mình mất tích, đến cứu khả năng cứu thành công lớn cỡ bao nhiêu thì khó nói rõ lão tổ thánh tiên giáo vỗ ngực bảo đảm lâm phong chủ yên tâm có ta ở đây chắc chắn sẽ dạy dỗ hắn thật tốt ngươi mới đến cần được uốn nắn kỹ nếu không thì chẳng biết làm việc tâm tình của lâm phàm tốt lên nhiều tu vi của thánh tử này không yếu đẳng cấp diệu thế cảnh xem như có mặt mũi lâm phàm vỗ vai lão tổ thánh tiên giáo cho lời khen ồ cố gắng làm đi ta rất xem trọng ngươi tuy ngươi cũng là lao động cải tạo nhưng chỉ cần biểu hiện tốt sẽ được giảm hình phạt rút ngắn thời gian rời đi. Lão tổ thánh tiên giáo hăng tiết là bảo đả, rõ. Ta nhất định cố gắng biểu hiện, đi đây. Lâm Phàm mang nàng cho cổ rời đi, giờ đến lực giải quyết cô nương này. Hắn không tin mình đường đường là phong chủ vô địch phong của viêm hoa tông mà không giải quyết được một phụ nữ. Nói ra sẽ bị người cười chết, nàng cho cổ theo đằng sau, không nói tiếng nào. Chỉ ngoái đầu nhìn một cái, ánh mắt đó làm đám người kia toàn thân lạnh lẽo, đánh dùng mình. Bọn họ thầm nghĩ nữ nhân kia là ai mà sao khủng bố thế dọc đường đi vô địch phong. Các đệ tử đi lên chào sư huynh, khi thấy nữ nhân theo phía sau sư huynh thì tim họ dứt cái bịch, cảm giác sợ hãi. Nữ nhân đi theo sau sư huynh là ai vậy? Các ngươi có cảm giác đứng gần nàng, nhìn mắt của nàng sẽ thấy dùng rợn không? Có, ta cũng có cảm giác đó. Khi nhìn vào mắt nàng ấy thì ta cảm giác là lạ. Một đám đệ tử khay khẽ thì thầm, trò luận với nhau. Nàng cho cổ vươn tay, dù dè kéo tay áo lông phàm. Ta muốn nghe kể chuyện. Lông phàm quay đầu, nhếch môi tự cho là đã cười tươi như hoa chờ đến vô địch phong sẽ từ từ kể cho nàng nghe sướng luôn được chứ nàng cho cổ gật đầu nhảy miệng cười nhưng nụ cười lạnh lẽo khiến người không rét mà run ốt vô địch phong lữ khải binh thấy sư huynh trở về đặc biệt là nữ nhân đi sau lưng sư huynh thì nghi ngờ cảm giác sư huynh mang nữ nhân trở về đúng là chuyện thần kỳ sư huynh nàng ta là tạm thời không rõ chờ ta tìm hiểu rồi sẽ nói tên cho các ngươi lâm phàm không biết nàng là ai hắn ngậm nghĩ nói có thể tạm gọi là nàng cho cổ lữ khải minh hoang mang là sao sư hô là nàng cho cổ lê gớm vậy lâm phàm thấy lữ khải minh mờ mịt thì cười vỗ vai lã. ngươi đi xuống làm việc đi ta mang nàng vào mật thất lữ khải minh nhìn bóng lương sư huynh đi khuất trong đầu lặp lại lời sư huynh vừa nói đi mật thất dạy dỗ trong mật thất lữ khải minh hé môi không dám tin sau đó mỉm cười phẩm vị của sư huynh đúng là không tầm thường lã khó mà tưởng tượng được trên mặt cách màu xanh cha nụ cười đáng đánh hay hay thừa dịp kẻ bỏ mạng chưa về bản oa nuốt đan dược này vào lực có thể mở ra cửa ngồng giấu trong người tiến bộ thêm một bước thanh oa đang định nuốt đan dược vào thì bỗng mặt biến sắc không cầm chắc đan dược suýt đánh rơi xuống đất hơi thở này là chán thanh oa đổ mồ hôi vội cất đan dược dương mắt nhìn phía xa chỗ đó có hai bóng người một là kẻ bỏ mạng một người khác là nàng cho cổ thanh oa không nhìn lâm phàm mà tập trung vào nàng cho cổ mắt ếch nhỏ như hạt đậu xanh nhưng trong đôi mắt nhỏ bình thường này phản chiếu hình ảnh khác biệt người vẫn là người đó nhưng sau lưng hiện ra ảo ảnh có uy áp siêu khủng bố, Thanh Oa lẩm bẩm, "Linh Vương?" Thanh Oa không dám tin, vì sao nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện ở đây? Khuôn mặt Thanh Oa nghiêm túc, "Không đúng, không phải Linh Vương." Uy hơi thở có chút giống như sen lẫn hơi thở khác, tu vi của đối phương cũng không mạnh, Linh Vương là tồn tại cực kỳ khủng bố, an tâm ma, siêu mạnh mẽ. Những điều này là Thanh Oa đọc từ sách cổ, trong thời đại của nó thì Linh Vương đã biến mất từ lâu. Lý do Thanh Oa quen thuộc hơi thở này vì có lần đi làm khách thế lực lớn thượng cổ thấy trong vật cất chứa quý giá của thế lực lớn có một món đồ liên quan linh vương thế lực lớn đó nói đây là đỉnh đầu của linh vương nhưng cũng có thể là thứ linh vương mang theo rồi nhiễm hơi thở thanh Hoa quen thuộc hơi thở này cũng vì nó khiến người không rách mà run thanh oa sợ hãi không dám nói lời nào kẻ bỏ mạng này rốt cuộc mang loại người nào về nhà vì sao cảm giác khủng bố quá không trêu vào được thật sự không dám trêu vào thanh oa thể với trời là nó không đoán trước được tương lai của kẻ bỏ mạng chẳng lẽ tự do mãi mãi ra khỏi tầm với sao dường như nàng cho cổ cảm ứng được gì liếc nhìn phía xa thanh oa cảm giác không thích hợp lập tức nhảy đi cửa mật thất lâm phàm đầy mở cửa vào đi nàng cho cổ nhìn mật thất đen như mực lại nhìn lâm phàm chậm rãi bước vào lâm phàm nâng cao tinh thần mỉm cười nói hôm nay sẽ kể chuyện thật dài cho nàng nghe hắn quyết định rồi nếu thích nghe kể chuyện như vậy thì hắn sẽ kể đến khi nàng cho cổ nghe gói ra mới thôi đến mức đối phương không muốn nghe nữa trong mật thất bừng sáng ánh lửa nàng cho cổ nhìn lâm phàm Sắp kể chuyện chưa? Chờ chút. Rất nhanh, Lâm Phàm lấy tờ giấy vàng rực ra, sau khi trở về, hắn cần viết một bài cho chủ chính đạo Viên Chân, chương 826, khoảnh khắc tờ giấy vàng rực được lấy ra, trong mật thất vang vọng giọng sắp đứt dây thần kinh của người xét duyệt chi chi điều, "Tông sư ơi, ngươi đi đâu rồi? Lại mấy ngày không bài mới, ca, ta kêu ngươi là ca được chưa? Ngươi hãy viết bài đi mà, nếu kêu ca vẫn không được thì ta gọi ngươi là phụ thân, ngươi không biết đâu." bọn họ sắp tạo phản rồi mấy chục cường giả ép cung đòi chúng ta giao ra thân phận của ngươi cầu xin ngươi đăng ít bài lên đi mỗi ngày không được thì ít ra hai ngày một lần ngươi rét diệt chi chi điều sắp đứt dây thần kinh rồi lã chưa từng trải qua chuyện như vậy trước kia mấy soạn giả chẳng những không được hoan ninh còn hay bị phản nàn ví dụ không viết hay sẽ bị nói là có thể đổi người khác không viết cái khỉ gì đây chuyện này thường xuyên xảy ra nhưng bây giờ thì khác sợ giả cấp tông sư ra tay kinh thiên động địa ngươi đời giật mình dẫn đến vô số người chú ý. Nội dung bài viết càng được yêu thích. Bây giờ mỗi ngày soạn bài là sự hành hạ đối với người của Chi Chi Điểu. Lâm phàm mắng, lầy này, này, nói cái gì đó. Ai là phụ thân của ngươi? Đừng nhận vơ họ hàng chứ. Hắn ghét nhất là kiểu nhận vơ bậy bạ như vậy, không biết nói cái quái gì. Nghe không hiểu. Ngươi sẽ duyệt Chi Chi Điểu sốt ruột muốn khóc, cũng ngại lời, tông sư. Ta không nhận vơ họ hàng, nhưng ngươi có thể đăng bài không? Lần này ngừng lâu lắm rồi. Lâm phàm hỏi, vấp cái gì? ngươi mới nói là có mấy chục vị cường giả đòi biết thân phận của ta ngươi sẽ duyệt chi chi điều ngây ngươi sau đó bảo đảm tông sư yên tâm chi chi điều chúng ta có nguyên tắc tuyệt đối sẽ không công bố thân phận của tông sư ra chi chi điều bọn họ tuyệt đối sẽ không công bố tin tức thân phận của soạn giả ra ngoài vì nếu làm vậy sẽ không ai viết bài cho chi chi điều nữa lâm phàm không quan tâm nhưng ngẫm lại tình huống của tông môn hắn nhịn xuống không thể quá kiêu ngạo nếu thật sự có cường giả đến mà hắn vắng mặt thì sẽ xảy ra chuyện chờ chút sẽ có bài mới tạm thời vậy đi cắt đứt liên lạc với chi chi điểu lâm phàm ngồi xếp bằng nhìn thẳng nàng cho cổ nàng cũng chờ chút đợi ta làm xong việc đã hôm nay hơi bận là lần bận rộn nhất từ trước đến nay của hắn nàng cho cổ ngồi phía đối diện lâm phàm mặt không biểu tình không nhúc nhích nhẹ lật đầu ô lâm phàm nhắm mắt lại nghĩ nội dung đương nhiên không phải về đan giới chi chủ mà là chủ chính đạo đã đắc tội rồi thì hoàn toàn kéo thù hận lần sau gặp lại có thể đánh đã tay thật lâu sau lâm phàm đã có ý tưởng hắn lấy tờ giấy vàng rực ra bắt đầu soạn tiêu đề thì di đơn giản chút vì do chủ chính đạo viên chân nâng đồ đao cắt chim ngay trước mặt ta tiêu đề bình thường nhưng công nhận sức hấp dẫn mãnh liệt lâm phàm gửi nội dung đã viết xong Người rét duyệt chi chi điều tràn ngập hy vọng chờ đợi khi thấy có bài viết thì kích động xít nhảy cẫng lên rốt cuộc đến rồi nếu còn không có bài thì thật sự xảy ra chuyện Người rét duyệt chi chi điểu chưa từng ngờ rằng chi chi điều sẽ xuất hiện soạn giả cấp tông sư được người mong đợi như vậy Ngươi xét duyệt chi chi điều nhanh chóng đọc xong nội dung mới nhất. Trời ạ, à, sao lại ngừng năng nữa? Ngươi xét duyệt chi chi điều sắp đứt dây thần kinh. Đừng chơi vậy chứ. Đang đọc tới đoạn đặc sắc nhất thì hết rồi. Trong lòng ngứa ngáy rất khó chịu. tức gì đọc hết trọn vẹn. Ngay sau đó người xét duyệt chi chi điều thấy nội dung bên dưới chủ chính đạo tiêu đề hơi kinh người. Lã xem kỹ nội dung. Đờ ngươi ra, thật không vậy. Chủ chính đạo tu luyện tà công, đồ sát vô số người, còn tự cắt chim, không thể nào. Ngươi giết Diệt Chi Chi điều cực kỳ giật mình, chủ chính đạo là nhân vật đỉnh cao nhất, là cường giả trên kim tự tháp, mà không sao, Chi Chi điều bọn họ chỉ lo việc phanh phui, chuyện khác không liên quan đến họ. Ngươi giết Diệt Chi Chi điều định liên lạc với tông sư thì phát hiện lại mất tín hiệu. Trong mật thất, Lâm Phàm nhìn nàng cho cổ, đối phương cũng nhìn hắn không chớp mắt, nàng cho cổ mở miệng nói: "Ta muốn ngay kể chuyện." Lâm Phàm nói: "Được rồi." "Kể chuyện, giờ kể đây." Nhưng nàng phải thay đổi chút, quần áo dài của nàng nhìn hơi kinh dị thay cái khác đi. Lúc ở thôn trang gặp nàng cho cổ thì hắn không cảm giác đối phương đáng sợ, nên hắn mới chỉ dạy cho nàng nên mặc quần áo, dày thế nào để tăng không khí kinh dị. Nào ngờ đối phương không đơn giản, có bí mật rất lớn, rào rạt. Nàng cho cổ đứng trước mặt lâm phàng, cười đồ ra, không ngờ dáng người bên trong hoàn mỹ như vậy, da trắng đến nổi lên mạch máu. Lâm phàm bình tĩnh hỏi, nàng làm gì? Cô nương này định làm gì vậy? Hai người bây giờ đã quên hắn thích nhất là gì? Nàng trao cổ chớp chớp mắt, mờ mịt nói, ngươi không thích thì ta cười đầu lâm phàm nhìn nàng treo cổ ta không thích thì nàng cười đầu ngay vậy nếu người khác không thích nàng phải chăng nàng sẽ tự sát nàng treo cổ lắc đầu nói sẽ không tự sát Người ta không thích thì ta giết kẻ nó vậy là sẽ không ghét ta được tốt lắm nàng rất có cá tính lâm phàm cảm giác đụng phải đối thủ nàng treo cổ rất cá tính lâm phàm nhìn kỹ xem trắng trợn sau đó phất tay nàng ở trong thôn trang có thể tùy ý thay quần áo giờ mau đổi đồ đi nàng cho cổ lắc đầu nói ta không biết vậy xin nàng mặc lại đồ cũ lâm phàm xiết ngón tay kêu răng rắc hắn xúc động muốn đập nát đối phương ra nhưng dám kiểm nén bây giờ chưa phải lúc nàng cho cổ gật đầu a à, quần áo đã cởi lại mặc lên người nào lâm phàm không nói gì thêm hắn phải giải quyết nàng cho cổ này được rồi bắt đầu kể chuyện hôm nay câu chuyện đầu tiên là vì con xấu xí đồn rằng xưa thật xưa có con thiên nga để lại quả trứng trong đàn vịt khi nó ra khỏi vỏ thì vì bề ngoài rất xấu xí nên bị bầy vịt kỳ thị Chào Phúng, có ngày nó hỏi vịt mẹ đã ngươi nấng nó rằng, vịt mẹ ơi, tại sao bọn họ không thích con? Vịt mẹ nói, làm vịt thì phải có tài, không có tài cao thì làm vịt làm chi? Ngươi quá xấu xí, tao thấp tố tổ chất tổng thể. Nó rất bất đắc dĩ, vì không chỉ có bầy vịt ước hiếp nó mà gà hàng xóm cũng bắt nạt nó. Nó đi tìm và hỏi tại sao ăn hiếp nó. Là nói già chúng ta cũng chia ba bảy loại, có gà nhỏ đứng đầu phố, có vạt tử lâu ven đường, có là ngươi sao rất phong cảnh ngươi xấu xí nhất trong đám vịt, chẳng những vịt ăn hiếp ngươi mà vài chúng ta cũng ức hiếp luôn. Lâm Phàm kể chuyện rất nghiêm túc, nàng cho cổ nhìn hắn chằm chằm, bị câu chuyện hấp dẫn, Vịt con xấu xí rất buồn, nhưng nó không rời khỏi quê hương mà cố gắng hy vọng sẽ được đồng bạn thích. Dần dà, vịt con xấu xí phát hiện mình thay đổi, nó soi người thấy mình càng lúc càng xinh đẹp hơn, đàn gia hàng xóm dần vây quanh nó, rất thích nó, bầy vịt vẫn vét nó, nhưng sự chán vét đã truyền thành ghen tị. Vịt con xấu xí rất vui vẻ, Cảm giác mình được hoan nghênh, đàn già rất thích nó, mỗi lần làm việc xong sẽ tìm vịt con xấu xí, cho nó thức ăn, rồi đàn vào vây quanh vịt con xấu xí, làm chuyện rất thoải mái. lông Phàm nói đến đây thì ngừng, nàng cho cổ hỏi, cuối cùng vịt con xấu xí thế nào? Nàng rất tò mò, bị câu chuyện hấp dẫn, Lâm Phàm đáp, chết vì kiệt sức rồi, thật ra câu chuyện này còn có một phiên bản khác, để ta kể cho nàng nghe. Vịt con xấu xí rời khỏi nhà đi lang thang bên ngoài, chạy vào nhà một người tên lão thủ đô bị người gia đình đó phát hiện, sau đó bị giết làm việc nướng. Lâm Phàm kể xong chuyện đầu tiên, hỏi, xong rồi, nghe hay không? Nàng cho cổ gật đầu nói, hay, vậy được, kể tiếp. Còn rất nhiều câu chuyện, Lâm Phàm liều mạng, hôm nay không làm chuyện gì hết, hắn phải kể chuyện cho nàng cho cổ nghe, để xem nàng có thể nghe đến khi nào. Nàng cho cổ nghe bảo còn nhiều chuyện khác thì nở nụ cười vui vẻ. Chuyện tiếp theo tên là Quang Khăn Nỏ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, miệng Lâm Phàm không ngừng phút nào cô bé lọ lem ngươi đẹp ngủ trong rừng bố đầu nhỏ con đầu to cảnh trưởng nào đen lâm phàm không biết mình kể bao nhiêu câu chuyện rồi hắn không tin cô nương này có thể chịu nổi hôm sau chi chi điểu bay đi các ngươi truyền bá nội dung ngày hôm qua câu chuyện đan giới chi chủ hấp dẫn nhiều người xem đan giới khác mọi khi ngươi đến người đi nhiều người biết tiếng chạy tới muốn gặp đan giới chi chủ đương nhiên một số người tu vi không cao nhưng bội phục đan giới chi chủ đều đứng chờ bên ngoài đan giới gần đây cửu sắc lão tổ hơi u buồn Chi Chi điều lại không có bài mới, khiến lão rất buồn. Nhưng đáng mừng là nhiều người đến tìm lão, có người hỏi chuyện sau đó thế nào, nhưng cửu sắc lão tổ không thể kể, quỷ biết Lâm Phong chủ sẽ viết gì, nên lão qua loa đánh trống lảng rằng, muốn biết chuyện kế tiếp xin chú ý Chi Chi điều. Có nội dung rồi, ngươi thấy nội dung Chi Chi điều đều hoan hô, bọn họ chờ dài cổ mong được đọc tập tiếp theo. Vô số người kêu rên. Lại hết rồi, lách quá. Sao bị ngừng ngay khúc này, Ai viết bài vậy, phải lui ra mới được. Chờ mòn mỏi nào ngờ mới xem chút xíu đã hết. Nhưng khi họ chú ý nội dung bên dưới thì ngẩn ngơ. Cái gì? Chủ chính đạo đồ sát vô số người tu luyện tà công, còn các chim xin tha. Không thể nào, cưng. Tu luyện tà công không phải việc hiếm ngạn, nhưng viên chân là chủ chính đạo. Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nội dung có thật không vậy? Sao không thật chứ? Người viết bài là Tông Sư đã viết đan giới chi chủ. Sao giả được? Chương 827, Chính Đạo Sơn, trên một ngọn núi đâm trời cao to nguy nga hơi thở chính đạo đậm đặc bao phủ thiên địa tàng mang ngoại đạo nào đến đều bị hơi thở chính đạo này đánh lui nghe đồn có một đại ma muốn hủy diệt chính đạo sơn nhưng khi đến nơi này bị hơi thở chính đạo đậm đặc nghiền áp hỏa tan đương nhiên đó chỉ là tin đồn không ai biết thật hay giả tin đồn xuất phát từ thế hệ trước của chính đạo sơn nghe cho vui viên chân đang đi trên chính đạo sơn tâm tình không quá tốt y bị thương rất nặng qua mấy ngày phục hồi đã lành gần hết nhưng mất mát rất nặng lề làm y khó thể chấp nhận chỉ có một phần con rối thế thân vậy mà khi không bị hủy tim y đau nhói huyết chi cũng vậy tốn công bồi dưỡng ra thế mà bị tiểu tử kia giết thoạt trong mấy chục năm ngắn ngủi nhưng đâu biết tiêu hao bao nhiêu trí bảo mới tạo ra một đệ tử lại lần cung kính chào hỏi tông chủ khỏe tiên chân cười tươi ấm áp như gió sơn ồ y luôn biểu hiện hiền hòa với các đệ tử bởi vậy rất được yêu thích loại trinh khí đó cảm nhiễm các đệ tử của chính đạo sơn ở trong mắt họ thì tông chủ là người cực kỳ chính phái viên chân thấy phía xa có đám đệ tử súng tại xì sông nhỏ to hình như đang cẩn thận thảo luận bí mật gì đó viên chân không kinh động bọn họ chậm rãi đến gần loáng thoáng nghe tiếng nói ngươi viết đan giới chi chủ viết hay ghê nhưng chỉ đang có chút ít đúng rồi mà các ngươi xem nội dung này là thật hay giả tông chủ chúng ta sao có thể là tà ma giết vô số người chỉ vì tu luyện tà công chắc chắn là nhầm lẫn rồi ngươi nhìn trong này còn viết tông chủ của chúng ta van xin đối phương trực tiếp các chỗ đó không thể nào ta cảm thấy viết tầm bậy viên chân vốn định kiếm mức độ hào cảm của các đệ tử nhưng khi nghe lời này thì sắc mặt âm trầm nay sau đó trở lại bình thường viên chân cố gắng kiềm né lửa giận trong lòng biểu hiện bình thường hỏi các ngươi đang làm gì a à, tông chủ các đệ tử đứng bật dậy bối Bố rối định giấu nội dung chi chi điều viên chân cười hỏi sao vậy đừng căng thẳng ta đã nghe được đưa chi chi điều cho ta xem để coi viết gì về bản tông chủ trong lòng viên chân thì lửa giận hừng hực như núi lửa giáp phun trào các đệ tử hai mặt nhìn nhau sau đó đưa ra chi chi điểu tông chủ chúng ta không tin viên chân chính khí đầy mình nói ha ha không sao có tin hay không tùy lòng người tuy các ngươi là đệ tử nhưng phải có trái tim biết phân rõ phải trái nếu bản tông chủ thật sự làm như vậy các ngươi là đệ tử của chính đạo sơn phải trừ ma vệ đạo bảo vệ chính đạo dù là bản tông chủ thì các ngươi cũng phải xuống tay nhóm đệ tử nghe mấy lời này chợt ngước dầu lên hình tượng của tông chủ trong lòng bọn họ càng cao lớn uy vũ hơn viên chân nhìn nội dung trên chi chi điều mặt không đổi sắc môi giữ nụ cười hờ hững nhưng bàn tay cầm chi chi điều siết chặt hiển nhiên trong lòng y tức điên đồ sát người tu luyện tà công nhận thu cắt chim viên chân xem bình luận về bài viết nếu không phải vì giữ thân phận các đệ tử có mặt ở đây thì y đã nổi điên ha 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 cái tên viên chân bình thường giả bộ là người chính đạo như thì ra làm chuyện trộm giá bắt chó này luôn hô hào người khác bao vây tử trừ ma thần xích cửu sát nhưng bản thân chẳng tốt lành gì đây là thật hay giả Sao trông không giống vớ vẩn ngươi viết bài này là tông sư đã viết đan giới trì chủ ngươi nghĩ bài viết giả được sao có biết nói chuyện không vậy viên chân nhìn những dòng nhắn lại cảm xúc không chút dao động thậm chí không có phản ứng gì viên chân cười nói ha ha trên này viết sinh động như thật sinh động như thật đi như thật bản tông chủ tu luyện ma công thậm chí vì sống sót mà thân thể thành âm dương muôn cười thật các đệ tử kinh ngạc hỏi tông chủ không giận chút nào sao nếu chuyện này xảy ra trên người bọn họ thì chắc chắn họ đã tức chết rồi nhưng nhìn bộ dạng của tông chủ dường như không để trong lòng làm họ rất tức giận tiên chân mỉm cười nói dần tại sao phải giận miệng nằm ở trên người của người ta người ta thích nói thế nào là chuyện của họ không thể vì không cho đối phương nói bậy mà giết người ta đúng không đây không phải hành vi của chính đạo sơn chúng ta các đệ tử nghe mấy lời này hoàn toàn phục sát đất cao tôn sùng tông chủ hơn tông chủ người này nói lung tung về sau các đệ tử sẽ không xem chi chi điều nữa cũng nói với người bên cạnh tẩy chay chi chi điều điên chân mỉm cười xua tay ra dáng chính đạo không cần nếu tẩy chay chẳng phải nói lên bàn tông chủ cho dạ các ngươi là hy vọng của chính đạo sơn đôi lúc phải biết rõ việc bên ngoài nhưng bài viết có cái tin được có cái không thể tin cần tự mình phán đoán thôi được rồi các ngươi đi tu luyện thôi các đệ tử càng kính nể hơn bọn họ cảm thán tâm cảnh của mình kém xa tông chủ chi chi điều thật tệ hại con người viết đan giới chi chủ nữa tuy viết hay nhưng dám ô miệt tông chủ của họ rất đáng giận viên chân cầm chi chi điều chắp tay sau lưng đi vào mật thất dọc đường đi y luôn mỉm cười biểu hiện thái độ vô cùng hiền hòa với từng đệ tử đi vào mật thất đóng cửa lại rồi khuôn mặt cười tươi bỗng chốc tối sầm ngủ tay vỗ vào vách tường viên chân tức run người mặt viên chân đen như than điên tiết khốn kiếp thư khốn nạn chết tiệt dám đăng lên chi chi điều lão tử phải lấy mạng chó của ngươi Lâm Phàm, ta phải tìm được ngươi, Viên Chân đã biết lai lịch của đối phương. Là hắn viết đan giới chi chủ, cũng giữ hạng nhất bảng thiên kiêu. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến Viên Chân, y phải tìm cách giải quyết, y làm chủ chính đạo, sao có thể để người ta cho rằng y là tà đạo. Tuy đệ tử chính đạo Sơn sẽ không tin, nhưng với bên ngoài nếu y không ra mặt thanh minh thì không được. Viên Chân liên lạc với Chi Chi Điểu, nói bằng giọng nhẹ nhàng không mang hơi hướng tức giận, ta là chủ chính đạo Viên Chân. Sao Chi Chi Điều có thể viết bậy bạ như vậy? ngươi rét duyệt chi chi điều xin đưa ra chứng cứ viết bậy bạn có ngọn lửa rực cháy trong lòng viên chân ta là tông chủ của chính đạo sơn ngươi cho rằng ta sẽ tu luyện tà công sao ngươi rét duyệt chi chi điều đáp chúng ta không thể quyết định chuyện nó nội dung viết ngươi cắt chim tự bảo vệ mình muốn chứng minh cũng đơn giản thôi tôi quần xuống chứng minh là xong chi chi điều chúng ta sẽ cắt bỏ nội dung ngay ngươi rét duyệt chi chi điều đứng về phía tông sư nên vô cùng tin tưởng lời của tông sư ngã không quan tâm đối phương là chủ chính đạo gì đó mặc kệ là ai có người nào quy định ngươi của chính đạo thì không thể là ngụy quân tử viên chân nghe đối phương nói câu đó thì mặt đen thui lã nói gì Tô y cởi quần chứng minh quá đáng hết sức ti đường đường là chủ chính đạo sao có thể làm chuyện đó được người rét duyệt chi chi điều đợi thật lâu không thấy chứng cứ trả lời lại thời gian khiếu nại đã hết nếu ngươi có thể cung cấp chứng cứ có sức thuyết phục thì hãy liên lạc lại tạm biệt sau đó cắt đứt liên lạc viên chân nổi khùng lên sợi tóc dựng đứng chết tiệt lực lượng khủng bố tràn ngập trong mật thất tùy ý tàng phá nhưng bị màn sáng trên tường mật thất ngăn lại nên không truyền ra ngoài được chứ nếu không với lực lượng như vậy sẽ kinh động nguyên chính đạo sơn mấy ngày sau viêm hoa tông lữ khải minh sợ mấy người sư huynh và nữ nhân kia đi vào đã mấy ngày mà chưa đi ra quá lợi hại đây là lần sư huynh về nhà ở lại lâu nhất chiến lữ khải minh không tin nổi là sư huynh mang nữ nhân trở về hai người trực tiếp vào mật thất rồi không còn trở ra nữa sơ khủng bố cũng đúng cho đến nay sư huynh luôn du lịch bên ngoài, chắc kiềm chế giữ lắm, khó khăn mang về một nữ nhân, làm việc lâu chút cũng bình thường. Lữ Hải Minh tự tưởng tượng lớp chống sự việc, sau đó rời đi. Lã cần thông báo với đệ tử Sơn Phong dù là ai cũng không cho phép bước vào nơi này. Trong mật thất, lông Phàm nhìn nàng cho cổ trầm chăm, chăm, hỏi: "Nghe hay không?" Nàng cho cổ gật đầu, "Hay." "Ốt, hay thì nghe tiếp." Lông Phàm quyết định chơi tới bến với nàng cho cổ, hắn chưa biết chữ nhất viết như thế nào. Thích nghe vậy thì kể tới khi nàng điên thì thôi, là qua một ngày, mật thất vẫn không mở ra. Lữ Khải Bình lại đây nhìn thoáng qua rồi vội vã rời đi, dặn nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu, sợ sư huynh mất sức nhiều, cần được bồi bổ. Mấy ngày liên tục qua đi, Lâm Phàm không ngủ không nghỉ, ít nhất kể ngàn câu chuyện, đôi khi hắn không biết kể đến đâu rồi, dù không nhớ thì cũng phải biên bậy. Nàng cho cổ hơi nhau mắt muốn ngủ, ta muốn ngủ. Lâm Phàm lên tinh thần, vươn hai tay mở mí mắt nàng cho cổ ra, ngủ gì? Còn chuyện nghe hay vậy, Ta muốn kể tiếp, nàng cũng phải nghe tiếp, ta chưa ngừng thì không được ngủ." Nàng cho cổ chân chất gật đầu, "Ta." Lâm Phàm đung đưa đầu nói. "Tiếp theo kể 72 chú lùn và công chúa Bạch Tuyết." Nàng cho cổ nói, hình như đã nghe rồi. "Không, lúc trước kể 71 chú lùn, giờ kể 72, bọn họ lại thêm một đồng bạn, lại xảy ra câu chuyện thú vị." Lâm Phàm không đợi nàng cho cổ nói chuyện vội mở miệng kể, lại qua một ngày. "Ta muốn đi ngủ." Mí mắt nàng cho cổ rũ xuống, nhưng hai tay Lâm Phàm chặn lại không cho ngủ. Lâm Phàm nghiêm túc nói, "Ngủ cái gì, tiếp tục, không cho ngủ." Nàng cho cổ ngáp dài, đầu gật ngủ, người mềm nhũn. Lâm Phàm không cho nàng ngủ, cưỡng ép mở mắt nàng ra. Nàng cho cổ trợn trắng mắt nói, "Ta muốn ngủ." "Ngủ gì mà ngủ, đứng lên quẫy. nàng thích nghe kể chuyện mà, nói cho ta biết, nàng có thích nghe kể chuyện không?" Chương 828, "Không thích." Lâm Phàm nghe câu này liền thả tay ra, sau đó nàng cho cổ mềm nhũn lã xuống đất, chìm vào giấc ngủ say. Lâm Phàm cúi đầu cười kinh dị, ha ha ha. Sau đó hắn ngước mặt lên, Trương Cuồng nói, đấu với ta. Đời này Lâm Phàm chưa bao giờ nhát, ha 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 ha. Lâm Phàm cuồng cười, đối phương thích nghe kể chuyện thì hắn kể cho nàng nghe. kể đến khi nào nàng muốn nôn thì thôi, xem tình huống hiện giờ thì hắn đã thắng. Lâm Phàm này mạnh nhất, dù ở mặt nào ta đều mạnh nhất, ai không phục thì nhất nút một. Lòng Lâm Phàm đã bay lên chính tầng mây, kể chuyện, bàn phong chủ còn có chuyện mấy ngàn chú lùn chưa kể giặt kiếm thái hoàng ra khỏi vỏ một kiếm đứt đầu công đầu trong tay 10 giây sau lâm phàm mở mắt ra tinh khí thần lên đến đỉnh mọi mặt phục hồi đến trạng thái viên mãn lâm phàm quay đầu nhìn nàng treo cổ nàng nằm sấp dưới đất ngủ say lâm phàm tiến lên kẹp nàng ngang hông đẩy mở cửa đá đi ra mật thất sư huynh lơ khải minh chờ đã lâu thấy sư huynh đi ra liền tiến lên sư huynh có mệt không khi thấy nữ nhân bị sư huynh kẹp bên hông thì lữ khải minh ngây ra nàng đã ngất xỉu không chút trí giác sắc mặt lữ khải minh thay đổi thầm ngủ sư huynh dữ dội đến mức nào đừng nói là mấy ngày qua làm chuyện đó hàng ngày khiến nữ nhân này cả người mất sức mất xỉu lâm phàm phát hiện câu hỏi là lạ lữ khải minh chạy đi nhà bếp sư huynh chờ chút sư đệ kêu nhà bếp chuẩn bị vật siêu bổ ngay tính toán bước đầu thì sư huynh ở bên trong 7 ngày mỗi ngày 3 lần bằng 21 lần nếu không bồi bổ lại thì thân thể không chịu nổi lâm phàm gọi lữ khải minh về ngươi trở về cho ta vật siêu bổ gì không cần nữ nhân này quá rắc rối, đã bị ta hàng phục, ngươi lo bận việc của mình, không cần quan tâm chỗ của ta. Lữ Khải Minh tôn sùng nói: Vâng, thưa sư huynh. thi ra cô nương này là ngựa hoang, mất bảy ngày mới bị sư huynh hàng phục, lợi hại quá. Bào đột nhiên tông môn chấn động, mấy cột sáng lớn bắn lên cao đâm vào tầng mây, tụ thành từng vòng xoáy. Lâm Phàm ngạc nhiên cúi đầu nhìn, có người đang đột phá. Các góc tông môn đều có sư đệ đang đột phá, các trưởng lão cũng một phá thiên tu xuất hiện bên cạnh lâm phẳng cười hỏi đồ nhi thầy sao lâm phàm nghi ngờ hỏi chuyện này là sao hả lão sư hắn không hiểu lão sư hỏi cái gì thiên tu hớn hở cười nói đồ nhi đây là các đệ tử tông môn đặc biệt làm cho đồ nhi xem đám giả kiên nữa che giấu sâu như vậy giận tan đừng nói cho đồ nhi biết giờ đồ nhi đi ra bọn họ đều bộc phát ra lâm phàm mờ mịt a à. cho đồ nhi xem các đệ tử tông môn đột phá là việc tốt nhưng hắn chưa hiểu Thiên tu cười nói. Vi sư cùng đồ nhi xem, trên khuôn mặt già nua có nét mừng, thoải mái, mắt lấp lóe tia sáng, đó là tia sáng tràn ngập hy vọng vào tương lai. Mù, mù, các góc tông môn bắn lên từng cột sáng lực lượng xuyên suốt thiên địa, dị tượng kinh người. Một người đột phá vốn đã là cảnh tượng kinh người, nhiều người cùng đột phá tạo thành cảnh tượng quá kinh thiên động địa, thiên địa như bị những cột sáng lật tung. Đại thánh cảnh, lão sư. Hỏa Dung trưởng lão đột phá đến đại thánh cảnh, mỗi lần Lâm Phàm về tông không tra xét, không để ý, nào ngờ hỏa dung trưởng lão đột phá đến đại thánh cảnh, tốc độ quá nhanh. Còn nhớ ngày nào hỏa dung mới đột phá thần cảnh, không ngờ tiến bộ mau vậy. Thiên tu vỗ vai lâm phàng, cảm thán rằng, đồ nhi, chuyện này có gì mà ngạc nhiên, đồ nhi mang mấy thứ kia về cho tông môn không phải vật bình phàm, dù là con heo cũng được bồi dưỡng đến cảnh giới này. Lợi hại, các sư đệ, sư muội đều đến thần cảnh, còn có bán thần cảnh, nhiều quá. Lâm Phàm không ngờ tông môn bước vào trình độ thần cảnh không bằng chó, Lâm Phàm vốn cảm giác tông môn có không ít thần cảnh nhưng cũng không nhiều, còn tưởng đâu là vì thiên phú của đệ tử không tốt, nhưng nay xem ra không phải vậy. Thiên tu cảm thán, vốn có rất nhiều, nhưng đám nhóc kia cứ đòi ước chế tu vi, chờ Đồ Nhi về tông sẽ đột phá ngay trước mắt cho Đồ Nhi xem, nên bọn họ đều ức chế cho đến bây giờ, số người ngày càng đông. Mỗi lần Đồ Nhi trở về không ở bao lâu lại ra ngoài, hiện giờ đệ tử ngoại môn cũng có bán thần cảnh, số lượng không ít, nếu ở trước kia thì hoàn toàn không dám tưởng tượng chứng kiến giây phút tông môn vươn lên là điều mà cả đời lão không ngờ sấm sét đang xen tụ vào nhau ngưng tụ thành uy lực khủng bố trên bầu trời trương long lơ lửng trên cao hết to các vị lâm sư huynh đang quan sát đừng để mất mặt hãy trừ bỏ kiếp nạn chứng minh bản thân người trương long tỏa ánh sáng vàng thi triển thần thông đánh vào thiên địa đám đệ tử khác hết to rõ ánh sáng chói mắt bay lên cao nghiền nát thiên địa mù mù hư không mổ tung kiếp nạn tan tác một đệ tử nội môn tay bấm ấn ký cuốn quanh người hỏa vào trong đầu đấu với tâm ma có khi thế sung phong không sợ chén chết tất cả trước kia viêm hoa tông cũng có thần thông kinh người này như không phổ cập như bây giờ thiên tu vút sâu nói đồ nhi những thứ này đều là thần thông tiên thuật mà đồ nhi lấy từ bên ngoài về tông môn công bố ra các đệ tử đều có thể học tập lần trước lão bị đốt sâu sau đó từ từ mọc dài lại nếu không thì thật không thói quen lâm phàm cười cười rất vui vẻ lợi hại cảnh tượng Lâm phàm muốn thấy nhất là viêm hoa tông hùng mạnh lên tuy hiện giờ còn kém xa với những tông môn cường đại mà hắn gặp nhưng viêm hoa tông không phải yếu nhất hắn nhìn thấy hy vọng vô hạn vang tiếng nổ đích tai hư không bình tĩnh lại vô số đệ tử lơ lửng giữa trời Tất ra khí thế mạnh mẽ bọn họ cùng nói một câu âm thanh vang dội kinh thiên động địa cảm kích lâm sư huynh làm tất cả cho chúng ta chúng ta ghi nhớ trong lòng đời này khó quên sư huynh tài bồi âm thanh như sấm sét vang vọng thiên địa lâm phàm hơi già mồm nói lão sư đồ nhi muốn khóc quá cảm động hốc mắt thiên tu ửng hồng nói vi sư cũng muốn khóc vất vả đồ nhi oa wow. lâm phàm và lão sư ông chặt vỗ lưng nhau lão sư đừng khóc bây giờ tốt biết bao đồ nhi cũng đừng khóc vi sư đang rất kích động thấy hãnh diện vì đồ nhi nói đến đây hai người lại gào khóc nàng cho cổ thì bị lâm phàm ném một bên không thèm quan tâm thiên tu lấy lại bình tĩnh lau nước mắt lấy lại uy nghiêm trưởng lão được rồi sư đồ chúng ta không thể khóc mất mặt lâm phàm hắng giọng sờ sang cổ áo chắp tay sau lưng nhìn thiên địa phía xa lão sư nói đúng đồ nhi là phong chủ của vô địch phong là tấm hương của các đệ tử sao có thể khóc được ốt các sư đệ sư muội rất giỏi sư huynh vô cùng vui mừng các ngươi cường đại là tông môn mạnh giờ tất cả bước vào cảnh giới cao hơn rồi như nhớ không được kiêu mạo tự mãn con đường đỉnh cao còn rất dài cần cố gắng hơn nữa vâng thưa sư huynh Tông Thanh như giấm nổ không rớt. Thanh Oai nhìn cảnh này, lòng giật mình, tu vi của những người kia không cao, với cường giả thật sự thì búng tay một cái là diệt vọ, nhưng khi thế đó cực kỳ kinh người, miễn họ không chết thì sau này sẽ là chúa tể. Nó là cửu hoang thần sư, sẽ không nhìn lầm, nó đã nhìn bao nhiêu đỉnh cao, đại giáo vĩnh cổ, tuy thực lực nghiền áp mấy vạn tông môn cấp bậc cỡ này nhưng khí thế đàn rồng thật khiến người ngạc nhiên, sau bản oa cảm giác hy vọng tương lai tự do càng lúc càng xa vời. Không có tự do thì ta tu luyện làm gì? thanh oa đâm ra tự nghi ngờ tìm lý do làm biếng không được sau bản oa có thể không tù luyện chờ bọn họ đến thì bản oa không có năng lực tự bảo vệ còn đám kia nữa thanh oa nhìn đám luyện đan sư không gì sánh bằng xem cảnh tượng đám nhóc kia đúng là phế vật tệ hơn cả tệ nhưng ở chung lâu như vậy nó đã trộn lẫn với đám tệ hại kia trở thành oa sư của họ chẳng lẽ phủi tay mặc kệ mục đám luyện đan sư thấy oa sư đến thì du sợ cung kính chào oa sư thanh oa cầm thước Máng xối xả đáng phế vật các ngươi còn nhìn cái gì có phải các ngươi đột phá lâu mau luyện đan cho bản oa một ngày không trong chừng là làm biếng muốn trở thành luyện đan đại sư đỉnh cao thì các ngươi còn kém xa 10 vạn tám ngàn vâng thưa oa sư chúng ta đi luyện đan ngay các luyện đan đại sư dưới uy thế khủng bố của oa sư ngoan ngoãn luyện đan lá bổ cho sau lưng thanh oa khinh thường nói con ếch xanh nhà ngươi đối xử với người thật thô bạo thanh oa không sợ hãi mắng lại mắc mớ gì tới ngươi bản oa giáo dục học sinh ngươi dí vào làm gì lá bùa hầm hừ không nói nữa Nào cãi nhau với thanh oa đã mấy tháng tức đến đau phổi lâm phàm lên tiếng ủng hộ các vị sư đệ sư muội trở về tu luyện đi các ngươi phải tự tin mình là giỏi nhất hắn rất vui vẻ đi ra ngoài tôi luyện lấy nhiều đồ về không uổng phí các đệ tử đều có tiến bộ lớn Quá tự hào lâm phàm cảm thấy cho thêm thời gian thì về sau tông môn sẽ là đại thánh không bằng chó chi tiên đầy đất tông môn cần tài nguyên thì hắn sẽ lấy về bằng đôi tay này lão sư Xem tình hình này thì nguyện vọng du lịch thế gian, nắm phong cảnh khắp nơi của lão sư rất nhanh sẽ thực hiện được. Lâm Phàm biết nguyện vọng của lão sư là một mình đi xem khắp nơi, không cần lo lắng cho tông môn. Thiên Tu cười nói: "Sẽ có ngày đó, không còn xa xôi. Có lẽ vi sư có thể chờ ngày đó đến." Lâm Phàm và lão sư nhìn nhau cười, sư đồ bắt tay nhau, vô địch thiên hạ, nhất định sẽ làm tông môn lớn mạnh lên. Từ lúc còn ở vùng đất nguyên tổ thì đã cố gắng tiến lên rồi. Chương 829, thực lực tông môn tăng vọt là điều Lâm Phàm muốn thấy nhất lóng trương long bế quan suốt ngày độ đan dược phụ trợ đột phá đến cảnh giới này đã rất khá đương nhiên cũng vì thiên phú của họ nếu thiên phú mạnh thì không chỉ có bấy nhiêu thành tựu nhưng không sao hắn có dư nhiều nhất là thời gian lúc này nàng cho cổ tỉnh lại ngủ thật thoải mái lâm phàm thấy nàng cho cổ mới nằm một canh giờ nhưng xem bộ dạng của nàng hình như ngủ no rồi nàng cho cổ tỉnh lại làm việc đầu tiên là đòi nghe kể chuyện ta muốn nghe kể chuyện múc lâm phàm siết nắm tay tung cú đấm như nắm đấm không đụng chướng ngại vật xuyên thấu qua thân thể nàng cho cổ, trong suốt, không thể tổn thương được, Lâm Phàm cảm giác có đôi tay xuyên qua hai bên đặt lên người mình, lùng hơi thở không quá nóng bỏng thở ra từ môi nàng cho cổ, "Ta muốn nghe kể chuyện." Lâm Phàm giận, "Bà nói nó." Hắn cảm giác bị trơ đùa, ngủ một canh giờ đã no giấc, còn muốn nghe kể chuyện nữa, thật khiến người khó chịu, Lâm Phàm nhị xuống, vừa lúc xem thử nàng cho cổ thế nào, hữu sắc nhãn tình mở ra, Lâm Phàm tập trung tinh thần, khi thế của nàng cho cổ bỗng thay đổi, hơi thở cực kỳ quỷ dị lấy nàng làm trung tâm khuếch tán bốn phương tám hướng tựa sóng vỗ nguy rồi nguy hiểm lâm phàm không e ngại khí thế này nhưng xem xu thế khuếch tán bốn phía nếu không ngăn cản e rằng bao phủ nguyên tông môn đóng hắn vội đóng hữu sắc nhãn tỉnh lại hiểu xưa năng lực của nàng cho cổ rồi công kích tinh thần rất bá đạo nàng cho cổ phản ứng lại mắt mờ mịt hoang mang À, khoảnh khắc vừa rồi lý trí của nàng biến mất ký ức hơi hỗn loạn lâm phàm hỏi rốt cục nàng muốn sao nàng cho cổ thật khó chơi giỏi quần công mỗi vị cường giả đều có thi triển uy áp công kích nhưng thi triển uy áp tinh thần đến mức này thì người bình thường không làm được nàng cho cổ bình tĩnh nói ta muốn nghe kể chuyện lâm phàm bất đắc sĩ chửi thề nghe muộn muội nó nếu sớm biết thế này thì hắn đã không dẫn nàng cho cổ về tông môn mỗi ngày đó nghe kể chuyện đào đâu ra có thời gian rảnh đó thì lo đi làm chuyện khác còn hơn nàng cho cổ lắc đầu nói ta không có muội muội lâm phàm hít sâu ngữ điệu lạnh lùng hỏi nàng muốn chết không nếu muốn thì bản phong chủ giúp cho nàng cho cổ vẫn hết sức bình tĩnh nói chết cũng được nhưng ta muốn nghe kể chuyện bà nói nó từ trước đến nay lần đầu tiên hắn gặp đối thủ làm hắn á khẩu dù chết vẫn muốn nghe kể chuyện nhưng nhìn từ mặt khác thì đối phương là hạt mồng tốt giữ vững mục tiêu trong lòng không thay đổi dù chết vẫn muốn nghe kể chuyện tín niệm mãnh liệt biết bao ngươi bình thường làm sao có tín niệm như vậy được 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 rồi nhưng bản phong chủ muốn giao dịch với nàng Bình thường khi bản phong chủ không có trong tông môn thì nàng phải bảo vệ an toàn cho mỗi đệ tử của Viêm Hoa Tông. Mỗi lần trở về bản phong chủ sẽ kể ba ngày ba đêm cho nàng, chịu không? Lâm Phàm nghĩ đến năng lực của nàng trao Cổ, hắn nảy ra một ý, tu vi của Thánh tử Minh Vương không yếu, dựa thế cảnh, nhưng tu vi như thế mà vẫn không cản nổi công kích tinh thần của nàng trao Cổ. Nếu hắn vắng mặt mà tông môn bị cường địch xâm nhập thì có lẽ nàng trao Cổ sẽ giúp ích rất lớn. Nàng trao Cổ gật đầu nói, "Được." Lâm Phàm vui vẻ vật đầu giữa chân nàng cho cổ xem như tăng chút sức chiến đấu cho tông môn trên đỉnh núi lâm phàm đứng đó nhìn chân trời xa chi chi điều từ xa bay tới thả tờ tin tức xuống hắn giơ tay chụp lấy mở tờ báo ra xem không ngờ đan giới chi chủ được hoan nghênh như vậy thời gian dài không có bài mới dẫn đến bạo động lớn thế lâm phàm nhìn thoáng qua có nội dung gì là nhiều cường giả đỉnh rời khỏi thánh địa đi khắp nơi tìm soạn giả cấp tông sư thậm chí tuyên bố hết tìm được người đó là sẽ đánh bờm đầu bắt man hoãn viết bài Long Cham không đủ rắn nốt voi, bản phong chủ đăng bài cũng nhiều mà, tuy mỗi lần mất thật lâu mới có bài mới nhưng gần đây viết số lượng từ ít nhất 2, 30 vạn. Ta. Lâm Phàm thấy góc bài có chủ chính đạo viên chân đưa ra bào chữa vì bị ô miệt, Lâm Phàm suy tư, thú vị, không ngờ người thời nay biết cách che giấu như vậy. Chỉ có hắn thấy bộ mặt thật của chủ chính đạo, chú Phượng Phượng và heo mập không có ở hiện trường, đâu biết gì. Những người được Lâm Phàm cứu cũng không biết gì cả, có lẽ chỉ biết trân trọng hòa bình, ủng hộ hòa bình, cũng tốt hôm nay thêm ít bài ngày mai đi đan giới đòi đan dược đã đến rượu thế cảnh phải tiếp tục cố gắng lên đạo cảnh vậy là tới đỉnh lâm phàm lấy tờ giấy vàng rực ra tiếng oán trách rít vào của người xét diệt chi chi điều nổ tung còn có lời van xin khiến người mùi lòng lâm phàm phớt lờ bắt đầu viết bài không cần vắt óc nghĩ nội dung kịch bản cũ đã ở trong lòng hắn còn về chủ chính đạo thì hắn sẽ tiếp tục châm trích không ngờ chủ chính đạo này vững vàng như thế đâu phải chuyện như vậy vẫn bình tĩnh không nóng này cũng đúng y là chủ chính đạo nổi tiếng từ lâu muốn cho người ta tin ghi xấu xa thì rất khó đương nhiên lâm phàm cố ý khiến y khó chịu không quan tâm thứ khác chữ vật giới chỉ của diên chân và xích cửu sát còn trong tay lâm phàm hắn không lấy chúng ra khi ở trong tông môn ma thần xích cửu sát có thể tự cảm ứng chữ vật giới chỉ tìm được hắn thì viên chân cũng có thể viết xong nội dung hắn đưa cho chi chi điểu. chuẩn bị đi đan giới đòi cửu sát lão tổ trả thù lao cận tiện bàn bạc bà có nên tăng giá không ảnh hưởng cao thì phải đòi tăng giá lâm phàm bay lên trời biến mắt bên trên tông môn thiên tung mở mắt ra nhìn chân trời ra đồ nhi bảo bối đã đến trình độ vi sư không nhìn thấu dần dần mặt lão hiện nét cường xu hướng đại thế không thể ngăn cản thiên tu tiếp tục tù luyện một cây cổ minh mông hiện ra sau lưng lão khi thế dịu dàng bao trùm viêm hoa tông thánh tử minh vương ngồi sủng cực khổ lao nhà vệ sinh rốt cuộc thánh địa có đến không đã thế rồi là không thể phản bội nhưng trong lòng thánh tử minh vương mong đợi thánh địa sẽ đến cứu mình qua lâu vậy rồi mà thánh địa không có tin tức gì đừng nói là không biết ta ở đâu nghĩ đến đây tin thánh tử minh vương rớt cái bịch khả năng này rất lớn đan giới khói độc màu lục hình thành phòng hộ ngăn cản bất cứ ai có mưu đồ quấy rối đan giới ngươi diến đan giới muốn chiêm ngưỡng mặt cửu sắc lão tổ đều bị ngăn ở bên ngoài bọn họ không dám cứng rắn xông vào những sinh linh khói độc này siêu khủng bố dính một chút là sẽ thân chết đạo tiêu hóa thành cho tàn một nam nhân phong tư siêu đẳng hơi thở hùng hậu đứng ngoài đan giới ôm quyền hồ cửu sắc lão tổ chúng ta ngưỡng mộ nghe tiếng tìm đến xin cho gặp mặt nhưng không có hồi âm sinh linh khói đập màu xanh vòng quanh ngoài đan giới không mục đích nhưng nếu có sinh linh bước vào phạm vi là chúng sẽ súng lại sâu xé ăn sạch kẻ xâm nhập một nan nhân chờ mòn mỏi ngoài đan giới lên tiếng huynh đài đừng kêu nữa giờ đan giới đã đóng sẽ không tiếp đãi bất cứ người nào nam nhân hỏi vì sao những gì cửu sắc lão tổ trải qua ảnh hưởng đến ta ta từ vạn dặm xa xôi đến chỉ vì được thấy mặt nam nhân chờ bên ngoài đã lâu nói ngươi không biết thật hay giả bộ lúc trước đan giới chi chủ nghênh tiếp ngươi từ xa đến nào ngờ bên trong lẫn vào kẻ âm mưu cướp đan dược may mắn phát hiện sớm nên không có mất mát gì nên bây giờ đan giới đã đóng giới không tiếp ai nam nhân tò mò hỏi sao huynh biết vậy đột nhiên phía chân trời có luồng sáng bắn tới lâm phàm bay vút qua giọng nói tụ thành sợi tơ xuyên thấu khói độc màu xanh truyền vào trong cừu sắc lão tổ mau Ninh bản phong chủ vào gần đây cửu sắc lão tổ rất phiền quá nhiều người ngưỡng mộ tìm đến nhiều chủ thế lực lớn cũng tới mai miệng chúc mừng như lão thấy rõ ràng là lên tị một số người hỏi chuyện xảy ra sau đó với lão cửu sắc lão tổ biết nói thế nào không lẽ bảo câu chuyện thật sự không diễn ra như vậy bản lão tổ bị người đánh tơi tả sau cùng quỳ xuống van xin mới được đối phương tha cho còn về lâm phong chủ sẽ viết thế nào thì lão chỉ có thể nói rằng bản lão tổ cũng không biết Muội dung viết đến bây giờ đã có ít nhất ba nữ giới có quan hệ mập mờ với cửu sắc lão tổ, nhưng lão chưa từng trải qua những chuyện này. Cửu sắc lão tổ có đọc tin nhắn, nhiều lão giả rất hâm mộ, nói thời trẻ toàn lo tu luyện, không nghĩ đến tình yêu nam nữ. Sau khi tu luyện có thành tựu thì lớn tuổi, gánh nặng cũng nặng nề nên không nghĩ về mấy chuyện này. Họ nói hâm mộ cửu sắc lão tổ, vừa tu luyện vừa có hồng nhan chi kỷ làm bạn. Lão đọc tin nhắn mà muốn khóc, nếu thật sự có chuyện đó thì lão cũng cảm tạ trời đất. Tiếc rằng chuyện không có thật lão không thể nói ra, người ta hỏi hồng nhan đi đâu rồi, lão chỉ mỉm cười. cửu sắc lão tổ bỗng nghe bên ngoài có tiếng nói quen thuộc, lòng mừng rỡ, đây là giọng của lâm phong chủ. cửu sắc lão tổ chỉ một cái, luôn sáng xuyên qua mở ra con đường. bên ngoài đám người nói chuyện thấy bóng người kia thì thầm thắc mắc không biết là ai, đan giới đã đóng giới mà còn nêu tên cửu sắc lão tùng minh tiếp hắn đi vào, tưởng mình là ai, nhưng chớp mắt tình huống thay đổi, khói độc đan giới giạt sang hai bên nhường con đường cho hắn đi. hoan nghênh lâm phàm tiến đến một giọng nói vang lên là giọng của cửu sắc lão tổ mọi người ngây ra thật sự sao tiểu tử này có lai lịch gì chương 830, bên ngoài đan giới có người ngồi canh chừng thấy lâm phàm xuất hiện liền biến mất đối phương đã xuất hiện cửu sắc lão tổ cảm thán lâm phong chủ rốt cuộc ngươi đã đến làm ta chờ dài cổ cửu sắc lão tổ muốn gặp mặt lâm phong chủ nói chuyện đàng hoàng về tốc độ đăng bài phải nói là chậm gì chờ đến đau tim đau gan lâm phàm cười nói bàn phong chủ có gì hay mà chờ nhưng xem sắc mặt của lão tổ thì gần đây tâm tình tốt nhỉ mức độ được hoan nghênh vượt dự đoán của hắn không ngờ dù ở đây thì miễn huyết hay sẽ được tâng bóc dù những lão già kia thực lực thông thiên cũng vậy đều bị nội dung hấp dẫn nhắc đến việc này thì đúng là tâm tình của cửu sắc lão tổ rất tốt chuyện đan giới chi chủ nóng bỏng nguyên vực ngoại giới có ai không biết đến cửu sắc lão tổ nhiều tử địa trẻ tuổi xem lão là thần tượng trong lòng mỗi ngày không biết bao nhiêu đệ tử trẻ đến đan giới muốn gặp lão một lần cửu sắc lão tổ hơi bất đắc dĩ cảm thán. Đương nhiên tâm tình của lão phu tốt, nhưng cũng phiền lắm, vừa rồi chắc lông Phong chủ đã thấy người bên ngoài đan giới, mỗi ngày đều có người đến muốn gặp mặt lão phu, đôi khi phiền đến không biết nên nói cái gì. Lâm Phàm nhau mắt, tên này ngoài miệng nói vậy nhưng chắc trong lòng sướng rơn, ai không muốn nổi tiếng, Lâm Phàm không ngờ chuyện đan giới chi chủ được hoan linh đến vậy. Lâm Phong chủ, nội dung trong chuyện tuy có nhiều nguyên hình nhưng một số nội dung không chảy ra với lão phu, Lâm Phong chủ có cảm thấy như vậy không được tốt lắm không? Lão phu đến rồi, trong đó xuất hiện tên tám loại công pháp lão phu chưa từng tu luyện, nên tự sửa tên thần thông của mình. Nhưng có công pháp khi thi triển sẽ sinh ra các loại thành tượng kỳ diệu. Lão phu thử nhiều lần mà không thể tự sáng tạo ra. Sau này nếu như bị người phát hiện thì chẳng phải không hay. Cửu sắc lão tổ có nỗi lòng của mình, tên công pháp trong chuyện đan giới chi chủ đều đổi thành công pháp lão tu luyện. Lâm Phàm cười xua tay, lão tổ nội dung được tô vẽ thêm, hiểu không? bản phong chủ không muốn nói nhưng nửa đời trước của lão tổ sống quá bực tức nếu viết đúng sự thật thì rất thê thảm sợ rằng không ai muốn xem lão tổ nhìn xem sau khi sửa đổi thì được nhiều người hoan nghênh thấy không giới trẻ còn xem lão tổ là mục tiêu nên mới nói đây là hiệu quả của việc tô vẽ thêm lâm phàm phải công nhân là mình tô vẽ cửu sắc lão tổ quá khoa trương tiếc rằng không ai nghi ngờ đã vậy thì tiếp tục biên cửu sắc lão tổ gật hù công nhận ồ có lý như lâm phong chủ tề hồng nhan chi kỷ thì làm sao lừa dối cho qua đây từ khi lão phu tu luyện đến nay không có một người nào lông phong chủng một hơi viết ba người lão phu biết đi đâu tìm tìm cái gì lông phàm phát hiện cửu sắc lão tổ diễn hơi sâu bắt đầu muốn bắt trước nhân vật chính trong chuyện đan giới chi chủ tuy tên giống nhau nhưng thật ra là hai người khác nhau cửu sắc lão tổ lo dầu nói kỳ ba hồng nhan chi kỷ lão phu còn phải tìm ba vị nữ nhân làm hồng nhan chi kỷ mới được lâm phàm nghe vậy cười phá lên vỗ vai cửu sắc lão tổ Tiên tâm không cần đâu không lâu sau ba vị hồng nhân chi kỷ này sẽ chết ta cửu sắc lão tổ ngươi ra không hiểu ý của lâm phong chủ chết tại sao phải chết ba vị hồng nhân chi kỷ có lỗi gì cửu sắc lão tổ phản đối ngay đừng lâm phong chủ không thể làm vậy thật ra cửu sắc lão tổ rất hy vọng có ba vị hồng nhân chi kỷ như vậy tính cách khác nhau nhưng đều khiến người thích nhưng muốn tìm được người giống vậy ngoài đời thực là rất khó khăn lão phu rất thích nhân vật như vậy đừng viết chết tuyệt đối đừng viết chết lão phu có cách lấp liếm chuyện này cửu sắc lão tổ đã say mê trong chuyện đan giới chi chủ lâm phàm không nói gì thêm hắn cười nói lão tổ một tháng qua thật nhanh cửu sắc lão tổ gật đầu nói đúng rồi lão chợt nghĩ điều gì lâm phong chủ đã sớm chuẩn bị ba viên hậu thiên đan linh mục đích lâm phàm đến đây là muốn tâm sự với cửu sắc lão tổ tăng giá lên ai lão tổ không biết đâu gần đây an toàn nhân thân của bản phong chủ gặp nguy cơ nghiêm trọng theo như chi chi điều báo lại đã có nhiều cường gia đình muốn tìm bản phong chủ cho nên lão tổ hiểu rồi đấy lâm phàm không nói thẳng ra nhưng ám chỉ rõ vậy chắc lão tổ cũng hiểu quả nhiên khi lâm phàm nói mấy lời này thì cửu sắc lão tổ ngây người nhìn hắn thầm nhủ lâm phong chủ định đòi giá cao nhưng lão sẽ không dễ dàng bị rất mũi cửu sắc lão tổ vỗ ngực bảo đảm lâm phong chủ cứ yên tâm lão phu tuyệt đối sẽ bảo vệ an toàn cho lâm phong chủ không cho ai tổn thương ngươi lâm phàm nhắm mắt nhìn cửu sắc lão tổ cừu sắc lão tổng mỉm cười đối diện không nài tránh như đang nói chúng ta tiếp tục giao lưu vui vẻ muốn gì cứ nói từ từ rồi sẽ nói rõ ra hết lâm phàm khẽ thở dài ba. À. lão tổ không thành ý cừu sắc lão tổ vội nói lâm phong chủ nói gì vậy lão phu tuyệt đối có thành ý lão không dám có mâu thuẫn với lâm phong chủ chuyện đang giới chi chủ khiến lão nổi tiếng biến giấc mơ của lão thành hiện thực Cửu sắc lão tổ biết lâm phong chủ ngại ba viên thiên đan linh quá ít muốn nhiều một chút nhưng hậu thiên đan linh quý giá hơn người ngoài nghĩ cửu giác lão tổ đưa ra bảng giá lâm phong chủ nam viên được không nếu không viết đan giới chi chủ thì lão sẽ chết mất mặc dù hai bên đã thể nhưng nếu lâm phong chủ viết đại thì mất nhiều hơn được cho nên mọi chuyện đều có thể bàn lại lâm phàm chắc giá hơi nếu vậy thì tạm chọn tám viên đi lão tổ đừng nói nữa lão tổ là chủ một giới ta cũng là phong chủ của tông môn đều là hạng người đầu đội trời chân đạp đất nói nhiều có vẻ keo kiệt tám viên cửu sắc lão tổ ngây ra cái này lâm phong chủ chặn nghiệm người quá nhanh tay làm người ta không kịp phản ứng thôi vậy được rồi tám viên thì tám nhưng lâm phong chủ đổi mới quá chậm phải tăng tốc độ lên vậy mới được chứ lâm phàm cười cười vỗ vai lão tổ được rồi cửu sắc lão tổ đã sảng khoái như vậy thì bản phong chủ không thể mất mặt yên tâm bản phong chủ tự mình cầm bút thì chẳng lẽ sẽ có vấn đề nội dung trong đan giới chi chủ tuyệt đối được viết hoàn mỹ cửu sắc lão tổ cười sảng khoái lão phu tiên lâm phong chủ lão vung ống tay láo trên mặt bàn hiện ra rượu và thức ăn tỏa mùi thơm nồng nặc mời nếu chuyện đan giới chi chủ không nóng bỏng thì cửu sắc lão tổ đã chẳng đồng ý thêm chút là chuyện quá nóng đến trình độ như cửu sắc lão tổ thì thực lực không còn quan trọng quan trọng nhất là sĩ diện và vinh dự lão là đan giới chi chủ hy vọng mình sẽ truyền lưu muôn đời dù vực ngoại giới tách liệt ai về nhà nấy, mấy vạn năm sau sẽ lại dung hợp nhắc tới đa giới là người của các vực mọi giới sẽ nhớ đan giới từng có một lão tổ tên cửu sắc lão tổ cuộc đời huy hoàng bên ngoài đan giới đột nhiên truyền đến hơi thở cực kỳ mạnh mẽ có giọng nói từ bên ngoài đan giới vọng vào cửu sắc lão tổ mới đi ra gặp những người ngồi canh giữ bên ngoài đan giới thấy bóng người lơ lửng trên trời thì ngây ra người này hình như là chủ chính đạo viên chân cửu sắc lão tổ cao mày không quá thích chủ chính đạo hương sao tên giả này đến đây lâm phong chủ nói xem hắn thật sự là loại người đó Lâm Phàm cười hỏi lại, lão tổ cứ nói đi, không ngờ Viên Chân tìm đến đây, có lẽ khi hắn tới đan giới thì đã có người biết. cửu Sắc lão tổ gật đầu nói, chắc là thật rồi. Lâm Phong chủ, lão phu đoán đối phương không phải tìm lão phu mà tìm ngươi, muốn diệt khẩu, nhưng yên tâm, chỉ cần Lâm Phong chủ ở trong đan giới thì không sao. Lão phu bảo đảm được. Sau đó Cửu Sắc lão tổ nhìn ra ngoài, hỏi, Viên Chân, ngươi đến làm gì? Giọng Cửu Sắc lão tổ truyền ra hỏi mục đích chuyến đi của Viên Chân lão sẽ không để lâm phong chủ bị gì nếu không thì về sau kiếm ai viết đan giới chi chủ Cửu sắc lão tổ nghe nói tông sư soạn đan giới chi chủ tiến đến chúng ta ngưỡng mộ đã lâu nên đến xem hai cửu sắc lão tổ muốn ngăn chúng ta ở bên ngoài lâm phàm bật cười xem ra viên chân thật sự muốn trả thù nhưng hắn cầu còn không được lão tổ để họ vào đi được cửu sắc lão tổ không nghĩ nhiều nếu họ muốn đánh nhau trong đan giới là tự tìm chết rất nhanh khói đập màu xanh bên ngoài đan giới ra sang bên Viên Chân đi thẳng vào trong. Mặt hơi lạnh, nhưng dây lát trở lại bình thường, sau khi xảy ra mâu thuẫn với Lâm Phàm thì Viên Chân tìm tung tích của đối phương ngay, nên chi phái người chờ bên ngoài đan giới, hễ gặp được hắn sẽ báo cho y biết ngay. Không ngờ đúng là thấy hắn thật, Lâm Phàm bình tĩnh ngồi một chỗ, nhấm nháp rượu ngon, hắn ngước đầu nhìn lên cao. Một bóng người lơ lửng chỗ đó, thấy người khác theo bên cạnh, tuy hắn không biết mặt nhưng khí thế của họ không tầm thường, là cường giả đạo cảnh. Lâm Phàm cười nói: "Thì ra là ngươi?" không ngờ lại gặp mặt viên chân kinh ngạc hỏi ta không ngờ tông sư từng gặp ta hương lông phàm nghe viên chân nói câu đó thì sừng sốt không phản ứng lại sau đó xì cười viên chân ngươi diễn thật giỏi cộng với lần này thì đã là lần thứ ba rồi viên chân mặt biến sắc hơi lạnh lùng sau đó mỉm cười nói tông sư nói đùa lần đầu tiên ta gặp tông sư sợ rằng tông sư nhớ lầm lông phàm giơ ngón tay cái hướng viên chân giả bụng cứ tiếp tục Lâm Phàm cứ nghĩ bản lĩnh mở to mắt nói dối của mình và lão sư xếp hạng nhất, không ngờ vị chủ này cũng nhất có tiềm lực. Chương 831, một lão nhân tóc xám đứng cạnh viên chân ánh mắt sắc bén, lại giọng dân dạy, "Lão, thứ nói năng bậy bạ như ngươi dám ô miệt chủ chính đạo trên chi chi điểu. ngươi là cái thá gì?" Mới nói xong, Lâm Phàm chưa mở miệng mắng cửu sắc lão tổ đã không nhịn được, "Còn ngươi là cái thá gì, dám làm nhục bằng hữu của cửu sắc này trong đan giới, không thèm để đan giới ta vào mắt sao?" Cửu sắc lão tổ đập bàn đứng bật dậy, khí thế ngưng tụ khói xanh bao phủ bên ngoài đan giới được triệu hoán hóa thành rồng độc bay lên rồng độc dài ngàn trượng cần đuôi nối với nguồn khói độc bên ngoài nó hung hăng gầm giống lao đến khí độc khủng bố xôi trào không gian chung quanh bị độc thành hư vô cừu sắc lão tổ người ta sợ ngươi chứ huyền mộc nhất này thì không lão nhân tên huyền mộc nhất tu vi đạo cảnh đỉnh là lão tổ của thế lực phụ thuộc chính đạo sơn tu vi của huyền mộc nhất hùng hậu không thể khinh thường cừu sắc lão tổ lạnh lùng nói vung tay lên thật to gan dòng độc xoay quanh trên cao đôi mắt xanh lộ ra sắc ý vô tận khói độc đậm đặc phun ra bao phủ huyền mộc nhất huyền mộc nhất khinh thường nói tài mọng người huyền mộc nhất tỏa sáng bị luyện hóa khói độc nhưng ngay sau đó ánh sáng bao phủ người huyền mộc nhất bị khói độc xâm thực cắn xé thủng một lỗ khói độc của vào bám lên người lão dọc theo lỗ chân long nhỏ thấm vào người có tiếng hét thảm ta biến cố diễn ra trong chớp mắt mau kinh người viên chân thấy cảnh này thì biến sắc mặt nói cửu sắc lão tổ xin nương tay cho viên chân không ngờ khói độc đan giới lợi hại như vậy mới rồi y không ngăn cản vì muốn cho đan giới hiểu rằng có chuyện không phải muốn xen vào là có thể xen vào nào ngờ khói độc bao phủ bên ngoài đan giới mạnh mẽ đến vậy khói độc quá mạnh mang sang hộ thân của huyền mộc nhất cũng không ngăn được nháy mắt bị xâm thực rất kinh người cửu sắc lão tổ hừ lạnh một tiếng ô lão không muốn giết người tại đây vung tay lên khói độc thấm vào người huyền mộc nhất đều tuôn ra ngoài trở về thân thể rồng độc Cửu Sắc lão tổ cứng rắn nói: "Nói chuyện chú ý chút, đan giới không gây sự nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức, lão phu muốn giữ các ngươi lại cũng không khó. Ở đan giới thì lão không ngắn ai hết, khói độc vờn quanh bên ngoài đan giới là vô số năm từ từ ngưng tụ ra, thời gian xa xưa, độc tính của độc đan càng mạnh khủng khiếp, dù là đạo cảnh cũng bó tay, mà Huyền Mộc Nhất xanh mét học máu, phục, mặt xanh không phải vì tức giận mà vì Huyền Mộc Nhất thật sự trúng độc, dù cửu sắc lão tổ xuất khí độc ra nhưng vẫn còn chút ít sót lại trong người." muốn đánh tang còn cần một ít thủ đoạn huyền mục nhất sợ rồi lần đầu tiên đối diện đan giới chi chủ không ngờ thu nhanh như vậy nếu đối phương muốn lấy mạng của lão thì chỉ cần một cái chớp mắt viên chân mở miệng nói bên trong chất chứa tức giận lợi hại ta cũng xem nội dung trong đan giới chi chủ khi cửu sắc lão tổ còn trẻ bá đạo phi phàm không ngờ qua nhiều năm vẫn không giảm bớt người viên chân mang đến đều là lão tổ đại giáo phụ thuộc chính đạo sơn nghe theo lệnh của y giờ họ bị đan giới dạy cho bài học làm viên chân mất hết mặt mũi Cửu sắc lão tổ cười cười. Ha ha. Tâm tình của lão rất tốt, được người khen giống như lão trong chuyện đan giới chi chủ, thật tuyệt vời. Huyền mục Nhất nghe vậy lòng thầm kinh, lão cũng có đọc đan giới chi chủ. Bên trong viết đan giới chi chủ đam ngưu túc trí, xuống tay tàn nhẫn. Huyền mục Nhất không ngờ mình lông minh trước mặt cường giả có kinh nghiệm đầy mình như thế, lão còn sống được đã là siêu may mắn. Lâm Phàm giơ tay ngăn cửu sắc lão tổ ra mặt, "Được rồi, viên chân tìm ta rốt cuộc có chuyện gì?" Lâm Phàm không muốn nợ nhân tình của Cửu Sắc lão tổ, nếu giảm bớt đan dược thì lỗ chết, hắn có thể tự giải quyết chuyện này, không cần ai giúp đỡ. Lâm Phàm cũng bất ngờ trước sức mạnh của đan giới, đặc biệt khói độc vương quanh bên ngoài, đạo cảnh đỉnh cũng không ngăn được, rất kinh người. Tuy nội tình của Huyền Mộc nhất không được tốt, thuộc loại tầm thường trong đạo cảnh đỉnh, nhưng không thể nào thua mong vậy chứ. Viên Chân cười tươi nói, "Lâm Phong chủ, ta kính đã lâu đại danh của ngươi, nên tự mình đến, muốn mời Lâm Phong chủ tới chính đạo sơn làm khách." lâm phàm bật cười mời bản phong chủ làm khách viên chân cười sáng lạn không uy hiếp không tấn công đúng vậy mời lâm phong chủ đến chính đạo sơn trò chuyện ngươi ngoài thì thấy đây là lời mời chân thành niên chân con người của ngươi thật sự rất tồi tệ bản phong chủ nói cho ngươi biết đời này bản phong chủ ghét nhất là loại ngươi giả dối nếu ngươi đến đánh với bản phong chủ ngay thì bản phong chủ còn kính ngươi là nam nhi giờ ngươi tồi tệ vô sỉ giả vừa thân thiện với bản phong chủ có cần như vậy không lần đầu tiên ngươi đánh với ma thần xích cửu sát là bản phong chủ lấy đi chữ vật giới chỉ của hai ngươi còn lột sạch đầu đây là sự thật bản phong chủ chẳng cần che giấu lần thứ hai ngươi đầu sát sinh linh tu luyện ma công triệu hoán ra một huyết thi bị bản phong chủ chém ngươi văn xin tự mình cắt chim như ngươi chạy trốn lần thứ ba là hôm nay ngươi có cần chơi trò này không có ý nghĩ gì cứ nói ra muốn giết bản phong chủ thì chúng ta chọn một chỗ trực tiếp đánh đừng quanh co lòng vòng mệt người lâm phàm không thèm nể mặt trực tiếp vạch rõ tình huống của viên chân cường giả theo viên chân đến mặt âm trầm lạnh lùng đây là khiêu khích rành rành cũng thầm giật mình tên này quá kiêu ngạo không biết đeo lớp mặt nạ giữa người với người sao cửu sắc lão tục phục sát đất lợi hại lâm phong chủ quá bán đạo ngươi bình thường không dám nói lời như vậy ra khỏi miệng mọi người đều biết thân phận của viên chân là chủ chính đạo hôm một tiếng trăm người đáp lại thuộc nhân vật đỉnh cao của thế lực lớn đỉnh nhất trong vực ngoại giới lâm phong chủ cứng rắn chống lại đối phương thật sự rất kinh người viên chân nín nhịn tiếp tục kiềm chế lâm phong chủ thật biết đùa tay viên chân đang run tim cũng run rẩy trong người như có lò lửa đang đốt tùy thời sẽ nổ tung tay nói dẫn với ngươi biết thứ này không lâm phàm lấy chữ vật giới chỉ ra đây là của viên chân hắn không tin đối phương có thể chịu đựng được nếu dám ra tay ngay bây giờ thì hắn phục đối phương là nam nhi đích thực quả nhiên khi chữ vật giới chỉ bị lấy ra sắc mặt viên chân hơi thay đổi nhưng rất nhanh bình tĩnh lại viên chân thản nhiên nói lâm phong chủ ta không biết chữ vật giới chỉ này có lẽ có hiểu lầm gì rồi nhưng ngón tay viên chân run nhẹ đó là chữ vật giới chỉ của y vậy mà bị tiểu tử này cũng mất lâm phàm cười nói vậy sao không biết thì thôi vừa lúc bản phong chủ muốn xem bên trong có cái gì hắn cố ý khoe khoang trước mặt viên chân chọc giận đối phương cừu sắc lão tổ nhìn cảnh tượng trước mắt lòng hiểu rõ nếu nói lúc trước lão còn nghi ngờ lời lâm phong chủ đã nói thì bây giờ hắn lấy chữ vật giới chỉ ra lão thấy rõ biểu tình của viên chân thay đổi đúng là có vấn đề Xen ra chữ vực giới chỉ này thật sự là của viên chân viên chân kiềm nén lừa giận trong lòng chỉ có một suy nghĩ là giết hắn hàn hạ hắn thê thảm đến chết viên chân chưa bao giờ gặp chuyện như vậy chưa bao giờ cảm nhận viên chân mở miệng nói lâm phong chủ mời đến chính đạo sơn chơi lâm phàm nói được rồi đừng giả vờ nữa ngươi muốn giết bản phong chủ đúng không hay ra ngoài đan giới rồi đánh một trận đừng nói bản phong chủ ăn hiếp ngươi cả đám cùng lên sống chết do trời ai chết không thể trách người khác chịu không Viên Chân không nắm chắc sẽ hạ được đối phương, lần trước đã đánh nhau, tuy tiểu tử này chỉ là dựu thế cảnh nhưng bộc phát ra sức chiến đấu rất kinh người. Viên Chân muốn dụ đối phương đến Chính Đạo Sơn vì nương nhiều khí chính đạo cứng rắn đè ép, nghiền đối phương thành mây khói. Viên Chân nói: "Lâm Phong chủ, ngươi năm lần bảy lượt mang địch ý với ta là vì sao? Ta thật lòng mới Lâm Phong chủ đến Chính Đạo Sơn làm khách, sao có thể muốn giết Lâm Phong chủ được, chuyện đó không thể nào." Lâm Phàm cảm thấy tên này quá vô sỉ, nhưng cũng hay, chơi một chút vậy ngươi đã thật lòng như vậy thì thế đi. Nếu trong lòng có ý định giết bản phong chủ sẽ bị trời giáng xét đánh thành cho, thậm chí nếu ngươi không chết thì bản phong chủ sẽ tự mình viết bài cuộc đời chủ chính đạo cho ngươi. Lâm Phàm chờ xem chủ chính đạo nói ra cái gì, Viên Chân nghe yêu cầu này thì mặt biến sắc, Tiên đập nhanh, tên này thật đáng giận, ti rất muốn đánh chết hắn cho rồi. Một lão nhân đi theo đế không phục nói: "Viên tông chủ hãy thể cho hắn xem, tiểu tử này năm lần bảy lực phản bác ý tốt của Viên tông chủ, ta không nhìn được, cửu sắc lão tổ góp lời đúng rồi lâm phong chủ người ta nói rất có lý dù sao đi chính đạo sơn các ngươi thì khó bảo đảm an toàn nếu chủ chính đạo thề chẳng những chứng minh lòng mình còn được lâm phong chủ viết về cuộc đời cho lời quá rồi cửu sắc lão tổ đã tin lời của lâm phong chủ e rằng viên chân thật sự tu luyện tà công thật sự rất muốn đánh chết lâm phàm trong vực ngoại giới tu luyện tà công không phải việc hiếm hoi nhưng chủ chính đạo tu luyện thì vui đây lòng viên chân trào dâng núi lửa rất muốn chửi lại lời bà nội nó Viên chân hơi bất mãn nói. Lâm Phong chủ làm vậy là không tin ta, thậm chí đang vũ nhục ta. Lâm Phàm nói, không kiên nhẫn phớt tay. Đúng là không tin người. Còn về vũ nhục ngươi thì không. Vì ngươi vốn là như vậy. Được rồi, bản phong chủ biết ngươi sẽ không thể. Mau cuốn xéo, một chốc nữa bản phong chủ sẽ ra đan giới. Ngươi ngồi bên ngoài canh bản phong chủ cũng được. Tóm lại đừng diễn kịch trước mặt bản phong chủ. Xem mệt. Bản phong chủ lười giao lưu với ngươi. Chương 832, Càn rỡ kiêu ngạo cường giả đi theo viên chân đến chỉ có hai ấn tượng này với lâm phàm loại người như vậy có thể sống đến bây giờ đúng là kỳ tích nếu lâm phàm biết sẽ đáp lại bọn họ một câu các ngươi đoán rất đúng đúng là rất truyền kỳ chết rất nhiều lần nếu không có thân bất tử thì chết thật rồi mặt viên chân lạnh băng ôm quyền chuẩn bị rời đi nếu lâm phong chủ đã hiểu lòng ta thì ta không ép xin cáo từ hy vọng ngày sau lâm phong chủ sẽ thay đổi cái nhìn về ta lâm phàm liếc mắt khinh thường viên chân đi cái gì nói đơn giản chỉ cần thể là được nhìn dáng hành của ngươi là biết muốn giết bản phong chủ rồi kêu ngươi thì chẳng khác nào đòi mạng của ngươi chủ chính đạo cái khi gì âm hiểm đến mức này cũng hiếm có không dám làm muốn chạy viên chân không nói nhiều xoay người rời đi lúc quay đi ánh mắt của y âm trầm lạnh lùng lâm phàm mắng theo bóng lưng viên chân biến mau lên chờ bản phong chủ hết bận rồi sẽ đi xử tiểu đê tiện nhà ngươi Cửu sắc lão tổ nhắc nhở lâm phong chủ bá khí nhưng thực lực của viên chân không yếu phải cẩn thận lâm phàm tự tin nói không sao nếu thật sự đánh thì bản phong chủ nắm chắc 10 phần nhìn áp hắn hai người từng đánh rồi chẳng qua đánh rất mệt bị thương quá thảm bên ngoài đan giới sắc mặt viên chân âm trầm đến đáng sợ đầu chân mày toát ra tức giận tuy không nói nhiều nhưng người đi theo sau lưng y đều cảm nhận được cơn giận gió viên tông chủ người này quá cản rỡ nhục nhã chính đạo sơn chúng ta như vậy không cho hắn một bài học thì trong lòng uất nghẹn đúng rồi tiểu tử này nhìn là thấy đáng đánh hay chúng ta chờ hắn bên ngoài đan giới bắt lấy mang về chính đạo sơn ngươi đi theo viên chân thi nhang nói chuyện, hận lâm phàm ngứa răng, viên chân không đồng ý, trở về, y từng đánh với lâm phàm, hiểu rõ thực lực của đối phương, ti không nắm chắc viết được hắn, dù có thêm đám người này cũng vô dụng, ngay còn dài, ti không gấp, có người không cam lòng, mặt đỏ dần, hiển nhiên đã nhịn vực giới hạn, viên tông chủ cứ bỏ qua vậy sao? hắn chỉ là diệu thế cảnh, một bàn tay có thể nhiên chết, viên chân không nói nhiều, đi về phía xa, đi, tề núi mao trọng không nhúc nhích biểu tình tức giận tràn ngập sát ý không được ta ở lại chờ hắn đi ra các ngươi đi về trước mao trọng là lão tổ thế lực lớn phụ thuộc chính đạo sơn tu vi đến đạo cảnh giờ bị một tên nhãi danh chưa ráo máu đầu lục nhãi như vậy lão không cam lòng ngươi thật sự không trở lại viên chân vốn định nói ra sự thật cho họ biết thực lực của các ngươi không đánh lại tiểu tử kia nhưng viên chân chợt nghĩ ra một cách nên không báo cho mao trọng biết mao trọng nói tiên tông chủ các ngươi về trước đi ta trấn áp tiểu tử đó rồi sẽ xách hắn về viên chân im lặng dây lát ô nếu ngươi không cam lòng thì cứ ở lại nhưng chú ý an toàn của mình ngươi cầm lấy thứ này nếu gặp vấn đề hãy bóp nát ngay mao trọng ngật đầu nói mê ngọc vấn đề không thể nào chỉ là vật nhỏ dịu thế cảnh thì có khả năng làm được gì sau đó viên chân mau theo những người khác đi mất mặt mao trọng chân nụ cười tàn nhẫn tiểu tử khốn kiếp lão phu sẽ xé tứ chi của ngươi xuống cho ngươi biết kết cục buông lời nông cuồng tuy là người của chính đạo sơn nhưng mao trọng không phải hạng người mềm lòng nương tay mao trọng nhìn bốn phía núp trong góc chờ lâm phàm đi ra lâm phàm ăn tám viên đan dược giá trị khổ tu không ngừng tăng vọt tám viên đan dược khiến tốc độ của hắn tăng lên 24 mươi ước giá trị khổ tu nuốt cộng từ màu xám chuyển thành sáng có thể tăng tu vi lên nhưng nội tình chưa đủ cần tích lũy thêm tâm tình lâm phàm xưa tốt lão tổ yên tâm lấy đan dược của ngươi thì chắc chắn bản phong chủ sẽ soạn thật hay tin tưởng vào bản phong chủ làm quan hệ tốt với đan giới đúng là lựa chọn tuyệt vời. Không cần lo về giá trị khổ tu, tâm tình của cửu sắc lão tổ cũng tốt đẹp, tất nhiên yên tâm. Người khác thì lão phu không tin chứ là lâm phong chủ thì lão phu tin vô cùng. Không gấp, viết từ từ, sau này lão phu không thúc giục, chỉ cần viết hay là được. Từ khi chuyện đan giới chi chủ ra đời thì danh vọng của lão lên cao đến tột đỉnh, đám hậu bối xem lão là mục tiêu cuộc đời. Đôi khi cửu sắc lão tổ cảm thấy áp lực thật lớn, như lão vui vẻ gánh áp lực này, lão tổ có độc đan vườn quanh bên ngoài đan giới không? Lão tổ cũng thấy viên chân bất mãn với bản phong chủ nhiều thế nào, vì an toàn nhân thân. Cho bản phong chủ vài viên phòng thân đi, lông phàm nhìn chúng độc đan. Không phải cho mình dùng mà muốn đạt trong tông môn, đạo cảnh còn không ăn nổi, độc đan rất lợi hại. Cửu sắc lão tổ nghe vậy tim rớt cái bịch. Lâm phong chủ thật là người trẻ tuổi giỏi giang, nhưng biết chụp cơ hội bất chẹt. Độc đan là gốc an toàn của đan giới, không dễ làm ra. Tâm tình của cửu sắc lão tổ tốt nên nói chuyện mềm nhẹ hơn. Lâm Phong chủ, thứ này thật sự không có, độc đan hiếm hoi, nhưng yên tâm, qua một thời gian sẽ xuất hiện một viên độc đan. Lão phu trừa lại cho Lâm Phong chủ được chứ? Lâm Phàm ôm quyền, vô cùng cảm kích nói. Đa tạ, đa tạ. Lão tổ yên tâm, đời này Lâm Phàm xử ai cũng tuyệt đối không xử người của đan giới, hắn phải trả giá rất lớn cho lời hứa này, mùi hương đan giới hấp dẫn làm hắn rất muốn điên cuồng liếng, như lão tổ người ta nghĩ khí như vậy, sao hắn nỡ ăn? Đầu cửu sắc lão tổ nổi dấu hỏi nghe không hiểu, lâm phong chủ nói thế là sao? vì sao xử bất cứ ai chứ không đụng vào ngươi đan giới? trời a, à, nếu không xử ai thì lạc vân làm sao có cơ hội tới vần hắn? lâm phàm ôm quyền cáo từ chuyến đi đan giới kết thúc, lần sau sẽ đi long giới thăm đồ nhi của mình. tuy đồ nhi này không có tình cảm sâu đậm với hắn, nhưng đã thu người ta thì phải chịu trách nhiệm. cửu sắc lão tổ hô tay, lâm phong chủ, lần sau gặp lại. có bóng người thon thả yên lặng đứng ở phía xa, lạc vân là thần nữ đan giới nhan sắc hay dáng người khí chất đều cực tốt nếu không thì đã chẳng xếp hạng năm trên bảng bách hoa lâm phàm dừng lại nhìn đối phương nàng muốn tiễn ta cô nương này không tệ các mặt đều ưu tú là pháo hoa tuyệt phẩm có thể bắn một lần thì đời này không còn tiếc nuối là vân nhảy miệng cười định hé môi thì bị lâm phàm nói một câu làm ngây người thôi đừng nói cô nương đừng thích bản phong chủ bản phong chủ không phải loại nam nhân cô nương có thể chiếm được tạm biệt lâm phàm xua tay ẩn vào hư không biến mất trong thiên điện, mặt Lạc Vân ửng đỏ, thấy nhục nhã, hắn, đặc biệt là câu bản phong chủ không phải loại nam nhân cô nương có thể chiếm được làm nàng tức dung người, Cửu Sắc lão tổ xuất hiện bên cạnh Lạc Vân, tò mò hỏi: "Sao rồi? Lâm phong chủ có nói gì với ngươi không?" Lạc Vân không đáp lại, vừa tức giận vừa xấu hổ bỏ đi, Cửu Sắc lão tổ gãi đầu, Này mặt hoang mang. "Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lão không nhìn thấu Lâm phong chủ, có phải là nam nhân không vậy? Thân nữ đan giới Lạc Vân không phải nữ nhân bình thường." sao hắn không có chút ý tưởng gì khói độc bên ngoài đang giới giặt sang hai bên một luồng sáng bay ra biến mất phía chân trời lâm phàm đứng trong hư không hương đường trốn ra đi lọc một luồng sáng tràn lập hơi thở sắc bén từ bên dưới bắn lên lâm phàm không nhúc nhích chỉ bày cổ luồng sáng xẹt qua gò má hắn xuyên thấu bầu trời mất hút mặt mau trọng lạnh băng giữ tợn nói tiểu tử ngươi quá cản rỡ tu vi cỡ như ngươi thì lão phu dùng một ngón tay đủ miền áp lão phí thời gian lâm phàm không ngờ chỉ có một người lúc đối phương xuất hiện hắn còn tưởng đâu viên chân cũng có mặt mao trọng hét to cái gì Dây sau lão mặt biến sắc vì cái tên như con kiến kia chớp mắt xuất hiện trước mặt lão ngươi múc mao trọng mới há mùng đã bị đấm mạnh vào bụng dạ dày quặn thắt mặt máu phun ra con mắt lồi ra lâm phàm lắc đầu nói quá yếu tuy đối phương là đạo cảnh nhưng yếu xìu làm han chán chết miệng mao trọng đầy máu khản giọng rít vào sao có thể như vậy lão phu vẫn chưa mao trọng mới nói một nửa thì ngừng bặt phần eo bị lâm phàm đá rãi. máu và thịt rơi như mưa xuống đất viên chân ngươi để lại một người ngăn cản ta vì muốn cho có tốt thí này chết để bản phong chủ rơi vào bẫy của ngươi thú vị rất thú vị lâm phàm không ngốc sao không hiểu cạm bẫy đơn giản này chẳng cần vận động não nếu thật sự không hiểu ngươi cần đào rỗng não nhét lực lượng vào vậy thì có thể tái sử dụng rác thải nhưng dù biết thì sao quá rắc rối dùng nắm đấm là thoải mái nhất cửu sắc lão tổ cảm ứng chuyện xảy ra bên ngoài đan giới bất đắc sĩ thở dài nóng tính quá viên chân ác thật để lại một người chịu chết lúc này viên chân bay về phía chính đạo sơn chật cao mày ti đã cảm ứng được mao trọng chết rồi ti ngừng lại sụ mặt xuống tiên tông chủ sao vậy mặt huyền mộc nhất xanh mét nhưng thấy sắc mặt viên tông chủ khó xem thì biết đã xảy ra chuyện mao trọng bị giết viên chân giơ tay lên màn sáng hiện ra hình ảnh chiếu cảnh mao trọng bị giết kỳ lạ là lời nói bên trong bị sửa đổi mao trọng thân thiện người lâm phàm nhưng bị hắn thô bạo đáp lại sau đó một đấm nổ nát mao trọng viên chân đau đớn bi thương nói nặn vai giọt lệ ca xấu giả tạo đáng giận sao có thể như vậy tử tử này tàn bạo bất nhân tại sao ta để mao trọng ở lại làm gì hại hắn chết rồi đám người quả nhiên bị chọc giận bừng bừng lửa giận tà ma đây là tà ma mao trọng thân thiện vậy mà bị hắn tàn nhẫn chém giết tiên tông chủ nhất định phải báo thù cho mao trọng tiên chân giả vừa kiềm nén lửa giận trong lòng và đau thương sao có thể để Mao trọng chết vô ích nhất định phải công bố tà ma này với vực ngoại giới tập hợp người chính nghĩa cùng thảo phạt giết chết hắn sau đó viên chân mỉm cười tiểu tử này quá ngu mắc cao rồi mươi 833, không hiểu nổi tên kia nghĩ gì hắn biết viên chân muốn hại mình nhưng chỉ để lại một người thì kỳ cục tít ra nên chờ vài người cho hắn làm nóng thân thể chứ giờ không chảy một giọt mồ hôi chán mặc kệ là âm mưu gì đều chẳng ra chi với hắn mặc cho cơn lũ ngập trời một đấm đánh nát là xong đơn giản mà nhẹ nhàng còn vui vẻ long giới thế lực lớn rất mạnh trong vực ngoại giới mài long giới có long khí hùng hậu cuốn quanh thường hình thành rồng to màu vàng xoay quanh gầm giống khi lâm phàm đến long giới thì lão tổ long giới tỉnh lại từ tu luyện vẻ mặt hơi bất đắc dĩ sao lại đến nữa lão tổ không muốn thấy tiểu tử, tử này chút nào một cậy khiến người đau đầu nhưng hết cách đối phương có đồ đệ ở đây minh hoàng lão tổ cũng rất xen trọng đối phương lão tổ thật bất đắc dĩ lão tổ không ra mặt, chờ xem đối phương muốn sao. Nếu là đến thăm đầu địa thì lão tổ lười ra mặt, cứ để hắn đi, miễn không gây chuyện là được. Mà dù gây chuyện thì lão cũng không có cách giải quyết, đối phương chết rồi lại tới nữa. Không phục cũng không được. Lâm Phàm lơ lửng giữa hư không, tiên lặng chờ đợi. Không có người tới nhanh tiếp bản phong chủ, hắn vào Long giới chắc chắn bị đám lão tổ cảm ứng được, nhưng đợi cả buổi không thấy bóng người đến, nghĩa là hắn bị lơ đẹp. Hiểu rồi, hắn biết rồi, long giới mặc nhận sự tồn tại của hắn lâm phàm cảm ứng vị trí của đồ nhi bay về phía xa huynh đệ bằng nhựa no bại thiên lúc này mí mắt co giật liên tục vì sao mí mắt của ta luôn nháy cảm giác này không tốt lã cảm thấy sắp có chuyện gì niệt tử của long giới bị gã canh chừng áp lực rất lớn nhiều cùng thế hệ thấy lã sẽ trêu chọc sao nhận công việc tốt thế no bại thiên không muốn nói nhiều chỉ muốn ném một câu mắc mớ gì các người phương xa bên ngoài nhật thiên nho nhỏ không bắt mắt nhưng hiện giờ nó rất đáng chú ý vì bị một đám con rồng cao hơn một cái đầu vây quanh ha tiểu tạp trùng xì nhục của long giới còn tu luyện chung với chúng ta làm chúng ta mất mặt biết không tiểu tử nói chuyện vóc dáng không cao nhưng sen như to con trong đám bạn cùng lứa tuổi da đen nhẻm có vẻ mạnh mẽ đám nhóc đứng cạnh tân bốc liếc giáo nhật thiên ha 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 đại ca thật lợi hại ở trong mắt họ thì nhóc lùn kia không chịu nổi một kích một con rồng nói chuyện nghe có vẻ sợ hãi nhưng ngữ điệu châm chọc chúng ta nhỏ giọng một chút lát nữa hắn sẽ sục xịt mũi đi tìm bại thiên thúc mát. chúng ta sẽ bị phạt nhật thiên nhìn đám người kia mười ngón tay siết chặt khi thế mạnh mẽ chậm rãi ngưng tụ trên người nhật thiên siết chặt nắm tay ta không giết các người nhưng sẽ đánh các ngươi bổng dập đánh các ngươi ngã xuống đất cho các ngươi khóc quạ ngương. lão sư đã nói bị người khi dễ thì dùng nắm đấm làm các ngươi sợ Mốt. khi đám nhóc cười nhạo chúng không ngờ nhật thiên đánh người một nhóc lùn bị đống ngã xuống đất nửa bên mặt sưng lên khóc mắt ngấn lệ các huynh đệ đánh hắn đám nhóc nhào lên nhật thiên giờ nắm tay xông lên ta không sợ các ngươi hôm nay ta sẽ đánh các ngươi chịu phục nam đấm đánh ra có luồng sáng mờ quấn quanh binh mốp có tiếng la tiếng va chạm trầm đục một tia hoàng hôn chiếu xuống chỗ đó có một bóng dáng nho nhỏ đứng tí tách giọt máu từ nắm tay nho nhỏ rơi xuống đất cho bụi nhẹ bay lên giọng nhật thiên không lớn nhưng tràn ngập bá đạo các ngươi còn dám chọc vào ta là ta sẽ đánh cho quỳ xuống khóc xin oa wow. con rồng bị đánh gào khóc toáng lên có mặt mũi bầm dập. có bị đánh bay giang cửa ta sẽ về mát với bại thiên thúc là ngươi đánh chúng ta ta sẽ mép với mẫu thân của ta nghiệt tử nhà ngươi sẽ không có kết quả tốt nhật thiên nghe lời này thì nhanh nhẹn như báo săn lao qua ngồi trên người con rồng đe dọa dạ mình nắm tay như ngư rơi trên mặt đối phương múp con rồng bị đánh lào khóc oa wow. đừng đánh ta ta nhận thua ta xin tha. Dừng tay, Ngao Bại Thiên thấy cảnh này thì ngây ra, đã biết sẽ xảy ra chuyện không hay như không ngờ là việc này. Nhật Thiên ngừng lại, đứng sang một bên, hai nắm đấm dính máu, lăn ra rách ứ máu, hai loại máu hỏa vào nhau. Cái này, Ngao Bại Thiên muốn chết cho rồi. Vật nhỏ này sao cứ khiến người không bớt lo, nhìn xem những đứa nhóc bị đánh là hài tử nhà ai, có cả tôn tử của tộc thúc. Nếu nó đi mách với tộc thúc thì tiểu tử này có lẽ sẽ không bị trách phạt, nhưng gã chắc chắn sẽ vành hay một tiểu tử hai hốc mắt đen thuy khóc mách lẻo bại thiên thúc hắn đánh chúng ta oa wow. đau chết mất hiện trường hơi chảm đám nhóc bị đánh bầm dập No bại thiên sắc mặt âm trầm hỏi giả bộ tức giận nhật thiên tại sao ngươi đánh chúng nói sao thì vã là trưởng bối của tiểu tử này phải thật nghiêm túc xử lý chuyện này nhật thiên không trả lời quay mặt sang bên lão sư của ta nói đánh ngươi là đánh thôi chẳng cần lý do oa wow. bại thiên thúc hắn kiêu ngạo quá đúng đúng hắn không xem bại thiên thúc ra gì một đám con rồng lao nhau la lên làm ngao bại thiên không có bậc thang leo xuống ngao bại thiên lường một cái đám con rồng im thiên thít cúi vầm mặt nhật thiên sao ngươi có thể đánh ngươi nói cho ta biết ngươi có biết sai không ngao bại thiên muốn dân dạy tiểu tử này không thể quá kiêu ngạo nếu không sau này sẽ bị người chém chết nhật thiên lắc đầu phủ nhận lỗi của mình ta không sai ngao bại thiên nghiêm túc nhìn nhật thiên ngươi nghiêm túc lã cảm giác tiểu tử này kỳ lạ tư tưởng không tốt nếu không uốn nắn lại sẽ ảnh hưởng lớn về sau ngao bại thiên sải bước đi tới trước mặt nhật thiên trên cao nhìn xuống nó đám con rồng bị đánh thê thảm cười vui sướng khi người gặp họa chờ chút nữa tên kia sẽ tiêu ngao bại thiên hỏi nói ngươi có biết sai không lòng ngao bại thiên bùng cháy lửa giận tuy vã không thích tiểu tử này nhưng cũng không ghét nếu nó đã sai thì vã phải dạy dỗ nhật thiên ngẩng đầu lên kiên quyết nói ta không sai ngươi ngao bại thiên giơ tay lên định dạy tiểu tử vô pháp vô thiên này đám con rồng mở to mắt mong đợi tuy chúng nó không đánh lại đối phương nhưng bại thiên thúc ra tay dạy đối phương cũng làm chúng vui vẻ bàn tay giáng xuống nhật thiên không né tránh một giọng nói từ xa vọng lại đồ nhi ở chỗ này thế nào nao bại thiên đang định dạy cho tiểu tử kia bài học nghe giọng nói đó thì dùng mình bàn tay giáng xuống nhanh chóng giảm sức mạnh khi chạm vào mặt nhật thiên thì nhẹ như vuốt ve nao bại thiên vuốt mặt nhật thiên biểu tình nghiêm túc hỏa tan cười tươi như hoa cúc nở rộ ôi chao tiểu tử nhà ngươi sao cứng cổ thế tốt. rất tốt rất nam nhi đám vật nhỏ kia đúng là phế vật nhiều người vậy mà không đánh lại người cho chúng bài học là đúng lắm no bại thiên không tiếc lời ca ngợi làn da tốt quá khuôn mặt nhỏ thật tuấn tú lớn lên sẽ vất tuyệt đám rồng con trận mắt há hốc mồm nhìn bại thiên thúc mới rồi không phải như vậy sao chớp mắt đã thay đổi no bại thiên choàng tay ôm vai nhật thiên hét khẽ lắng sau này chắc chắn sẽ lớn lên thành bá chủ một phương nhật thiên ngước đầu vương phấn gieo lên lão sư lo không ngốc biết lão sư đến mới khiến đối phương tốt với mình nao bại thiên giả bộ không phát hiện kinh ngạc hỏi vinh đệ sao đến đây lã mừng thầm mới rồi mà tát thật thì hậu quả không tưởng tượng nổi xung động xung động quá lần sau không thể xung động như vậy không thì nguy hiểm lâm phàm đáp xuống xin hãy gọi huynh đệ bằng nhượng biết chưa hắn đến gần đồ nhi phủi tay ngao bại thiên xuống vứt đầu đồ nhi Lần đây sống ở chỗ này thế nào có bị người ăn hiếp không nếu ai dám ăn hiếp thì đánh về cho vi sư nếu không đánh lại cứ nói với vi sư vi sư đánh thay ngươi nhật thiên không nói chuyện cúi đầu cười trộm không phải nụ cười vui sướng khi người gặp họa mà là cười thật lòng vì được người quan tâm Nau bại thiên thừa diệt lâm phàm không chú ý chắp hai tay xin nhật thiên đừng nói lung tung vẻ mặt sốt ruột muốn khóc nhật thiên vui vẻ nói không có lão sư đồ nhi ở đây rất tốt lâm phàm cười nói ồ vui vẻ là được rồi hắn nhìn đám nhóc nằm dưới đất mặt mũi bầm rập Mật Hù nói. Đánh giỏi, rất có tiềm lực. ngao bại thiên chớp chớp mắt. Không thể để tiếp tục như vậy. Lã nói nhỏ, huynh đệ bằng nhựa. có thể đi sang một bên nghe ta nói mấy câu được chứ. Lâm Phàm không rõ tên này muốn nói gì, hắn không nghĩ nhiều, đi theo sang một bên. Ngao bại thiên chân thành nói đạo lý lớn, huynh đệ bằng nhựa. cách ngươi dạy đồ đệ như vậy là sai rồi. Ra tay đánh người là việc nghiêm trọng, sau này sẽ trở thành loại người vô pháp vô thiên, đi ra ngoài rất nguy hiểm. Nên dạy hắn nói đạo lý, không thể dùng nắm đấm giải quyết sự việc đều không thì có khác gì với dã thú lông phàn nhau mắt nhìn đối phương ngữ điệu hơi lạ sau bản phong chủ cảm giác ngươi đang nói về bản phong chủ ngao bại thiên ngơn hát nhìn lâm phàng ha lâm phàm nói bản phong chủ thích giải quyết sự việc bằng nắm đấm ngươi đang xét mé bản phong chủ là dã thú ngao bại thiên sự muốn khóc ta chúng ta không thể như vậy ta nói xét mé ngươi bao giờ ngao bại thiên tức giận muốn khóc chương 834. huynh đệ bằng nhựa ta thề với trời ta thật sự không nói về ngươi đừng nhiều lầm Ngao bại thiên sợ thật đang nói chuyện bỗng dương lịch sang đề tài này không thể nào hoàn toàn là vụ oan lâm phàm nhìn ngao bại thiên thật không tên này rất xấu xa tưởng hắn mù không thấy chuyện vừa rồi sao rõ ràng muốn thượng càng chân hạ càng tay dạy đồ nhi của hắn nhưng thấy dục vọng muốn sống của đối phương mãnh liệt hắn không thèm tính sổ con người mà không có dục vọng muốn sống thì không được lâm phàm vui mừng khi dục vọng muốn sống của ngao bại thiên mãnh liệt như thế nếu là người không có dục vọng muốn sống mới là việc đáng sợ nao bại thiên nghiêm túc vô cùng nghiêm túc nói cực kỳ chắc chắn ta bảo đảm bằng nhân cách của mình lâm phàm vỗ vai ngao bại thiên kẻ biết điều mới là trang tấn kiệt rất tốt nao bại thiên nghe vậy lau mồ hôi chán hù chết người đồ nhi tu luyện khá lắm vi sư rất vừa lòng mặc dù tu vi của nhật thiên không cao nhưng đừng quên thời gian tu luyện của nó không dài được đến cảnh giới như vậy đã khá lắm rồi lâm phàm tin tưởng không lâu sau nó sẽ thay đổi niên trời lệch đất Nhật Thiên vui vẻ nói. Lão sư, mẫu thân của ta muốn tự mình cảm tạ lão sư. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Nhật Thiên, trở về nói cho mẫu thân của ngươi là không cần tự mình cảm tạ, vì sư không phải loại người đó. À, Nhật Thiên hiểu, nhưng chỉ hiểu bề nồi. Nó không rõ thứ ẩn sâu hơn. Ngao bại thiên ngây người nhìn huynh đệ bằng nhượng. Đây là ăn bớt nữ nhân của long giới bọn họ, không lẽ muốn người ta lấy thân báo đáp hắn. Sâu trong long giới. Lão tổ đột nhiên mở to mắt, biểu tình sừng sốt, các lão tổ cùng bế quan, cảm ngộ trời sao binh mông thắc mắc nhìn qua, sao vậy? Lão tổ từng tiểu vào mặt Minh Hoàng lão tổ mở miệng nói. Minh Hoàng lão tổ mời tiểu tử kia đi gặp mình, những lão tổ khác nghe vậy đều giật mình, tình huống hiện giờ của Minh Hoàng lão tổ rất huyền diệu, ở giữa sống và chết, nếu tiểu tử kia có ý tưởng ác độc gì thì không tưởng tượng nổi hậu quả, lão tổ này bất đắc dĩ nói. Hơi, ta đi tìm tiểu tử đó, thật không hiểu vì sao Minh Hoàng lão tổ nhìn chúng tiểu tử đó lão tổ biến mất trên bệ đá ngao bại thiên đối diện lâm phàm long chịu áp lực lớn sợ sơ dày một cái bị đối phương giết huynh đệ bằng nhựa đôi khi rất nguy hiểm nên phải luôn cẩn thận ngao bại thiên thấy lão tổ thì tim rớt trở vào lồng ngực an toàn mạng sống rồi lão tổ sao ngươi đến đây lão tổ gật đầu đi tới trước mặt lâm phàm lâm phong chủ minh hoàng lão tổ mời ngươi gặp mặt lâm phàm hỏi ai minh hoàng lão tổ bàn phong chủ không quen muốn lập ta làm gì bây giờ hắn khá nổi tiếng không lẽ muốn hắn viết tự chuyện cho nếu đúng vậy thì có thể gặp mặt nói chuyện lão phu cũng không biết mời đi theo lão phu lão tổ long giới cũng không biết minh hoàng lão tổ muốn gặp đối phương làm gì long giới không truyền công pháp ra ngoài vì minh hoàng lão tổ nói nên đã đưa tặng công pháp chứ nếu không dù đánh sập long giới thì họ kiên quyết không giao công pháp ra vậy đi thôi lâm phàm đến long giới vì thăm đồ nhi Xem xong đang định đi nhưng giờ được minh hoàng lão tổ gì đó mời thì hắn sẽ đi gặp thử có lẽ sẽ được thu hoạch khác lão Tổ mở con đường đen nhánh bước vào trong lâm phàm theo sau ngao bại thiên trầm ngâm nói huynh đệ bằng nhựa gặp chuyện gì đây lã xem không hiểu từ khi nào lâm phàm được hoan nghênh như vậy được lão tổ mới đi vặp mặt hoan minh hoàng lão tổ là ai sao gã không có ấn tượng gì trong các lão tổ có lão tổ danh hào này sao lã là thiên kiêu long giới mà không biết minh hoàng lão tổ là ai nếu người ta biết chắc sẽ trao gã lên đánh một trận hồi nhỏ học lịch sử phát triển long giới đều trả về cho lão sư hết sao nhưng vật kinh thiên động điệu vậy mà không biết ngu gì đâu lâm phàm đi theo phía sau lão tổ đến một mảnh thứ nguyên hắn thấy bên trong thứ nguyên có mấy vị lão tổ long giới ngồi xếp bằng lóc khí hùng hậu lan tràn trong thứ nguyên này hình thành các loại dị tượng hâm mộ ghê. khi nào thì tông môn của chúng ta có nhiều cường giả đỉnh cao được như vậy lâm phàm hâm mộ thật có cường giả đỉnh cao như vậy thì bảo đảm tông môn không bị diệt các đệ tử gia tông có thể ngừng đầu ưỡn ngực không sợ bị người ta ăn hiếp lâm phàm ngừng nghĩ lung tung ngày nào đó nhất định sẽ tới Lâm Phàm nói. Này này, còn phải đi bao lâu nữa? Đi dâu vào thứ nguyên rồi. Lão Tổ Long dưới vùng ống tay láo. Lại xảy ra con đường. Minh Hoàng Lão Tổ chờ ở bên dưới, mới đi theo. Bên dưới là vực sâu, không thấy tia sáng. Đối với Lâm Phàm thì như xuyên qua vũ trụ trời sao. Như lỗ đen hút người vào mảnh trời mới. Lão Tổ ngừng lại, đến rồi. Sau đó hô to. Minh Hoàng Lão Tổ đã mang Lâm Phong chủ đến. Một giọng nói ồn ồn tang thương vang lên, ồn ngươi trở về chờ đợi đi lão tổ long giới hơi do dự cuối cùng không nói gì thêm nhẹ lật đầu nói vâng lâm phàm lơ lửng trong bóng tối không thấy bốn phía không có chút tia sáng nếu ở lại đây lâu sẽ nổi điên chỗ nào đây nơi này là cấm địa của long giới bị đe dưới long giới bao năm qua không ai đi vào nhưng mỗi khi long giới có lão tổ chết sẽ lôi kéo xác họ xuống đây nên nơi này bị người long giới gọi là vực sâu long tổ ngủ say lâm phong chủ chờ ngươi lâu rồi hai luồng sáng từ phương xa chiếu tới ánh sáng càng lúc càng lớn chiếu sáng bốn phía đó là đôi mắt rồng khi mắt rồng mở thì chung quanh sáng trưng lâm phàm trận to mắt nói trời a à, hắn chưa từng thấy sắc rồng lớn như vậy to đến không giới hạn vảy rồng màu tím dài đặc trên xác rồng mỗi mảnh vảy bằng mảnh đất rộng mênh mông quá to còn có khí tím bốc lên đặc biệt là mắt rồng y như hai vầng mặt trời cực kỳ kinh người lâm phàm hỏi ngươi là minh hoàng lão tổ thư chứng kiến hôm nay rất kinh người Ngợi lên tò mò của hắn giọng minh hoàng lão tổ hùng hồn không quên thổi phồng mình đúng vậy ta là minh hoàng lão tổ cũng là người mới ngươi đến đây càng là dòng truyền kỳ nhất long giới trong ước năm qua lâm phàm nhủ thầm thật không biết xấu hổ còn bảo là dòng truyền kỳ nhất long giới trong ước năm qua mà thôi người ta thích nói sao thì kệ hắn chỉ muốn biết đối phương muốn làm gì ngươi kêu bản phong chủ đến đây chắc không phải vì nghe ngươi thổi phồng. có việc gì xin cứ nói bản phong chủ nghe minh hoàng lão tổ khẽ thở dài tiểu tử lão phu không thổi phồng đây là chuyện vực ngoại giới đều công nhận thời đại xa xưa ngươi không rõ cũng bình thường không thể trách ngươi trước khi nói chuyện ngươi có cảm giác ta có gì khác không lâm phàm ngây người không tin được ngươi của long giới đều làm sao vậy tạm không nói đến ngao bại thiên huynh đệ bằng nhựa Minh hoàng lão tổ này cũng kỳ lạ khiến người không xem hiểu lâm phàm nói chuyện này liên quan gì với chuyện ngươi sắp nói Bản phong chủ cho rằng có chuyện gì cứ nói ra. Thời gian của chúng ta rất quý giá. Minh Hoàng lão tổ bị nhẹn họng, trong lòng lão tưởng tượng nên là đối phương lộ biểu tình sườn sốt. Quan sát kỹ rồi nói: Tiền Bối, hơi thở của Tiền Bối rất lạ, ở giữa sống và chết. Rồi lão mới nói tiếp, kể ra vì sao biến thành như vậy. Sau đó nói rõ mục đích. Tiểu tử này không cho lão cơ hội đó, khiến lão thấy kỳ kỳ. Ai, lão phu hiểu là ngươi muốn biết. Thôi thì để lão phu nói cho nghe. Minh Hoàng lão tổ không đợi Lâm Phàm phản bác hoặc phản đối đã nói nhanh, mấy vạn năm trước vực ngoại giới đã hoàn toàn dung hợp, qua không biết bao lâu thì thường giới có cường giả giáng lâm, trấn áp và cướp bóc tất cả sinh linh vực ngoại giới. Vô số bị thương, chết. Bọn họ rất mạnh. Rất khủng bố, đạo cảnh chỉ có thể giết giới trẻ của họ, nhưng không địch lại cường giả thiên kiêu thật sự. Minh Hoàng này không cam lòng, hóa thành mình rồng vạn trượng xông vào đại bản danh của đối phương, lưu mình một phen. Trận chiến ấy đánh cho trời sụp đất nứt, thiên địa bị xé rách, mưa máu như lũ tới lên toàn bộ vực ngoại giới. Hàm, thảm, thảm liệt vô cùng. Nói đến đây giọng Minh Hoàng lão tổ khàn khàn, dường như nhớ lại. Lâm Phàm đợi một lúc không nghe đối phương kể tiếp, hắn chủ động hỏi: "Sau đó thế nào?" Minh Hoàng lão tổ cảm thán rằng: "Sau đó lão phu nằm đây, nhìn thân hình của lão phu đi, đây là bản thể của Minh Hoàng này, chưa đầu ra toàn thân đầy vết thương, ngươi hãy nhìn phần sau, bị thanh trường thương đâm thủng, nhưng lão phu không hành một móng vuốt đập đối phương bẹp dí, ngươi nhìn khúc xong nữa đó là bị trừ đánh xương rồng rãi nhưng lão phu không nhát đôi vẫy quất nát kẻ đó ngươi lại xem minh hoàng lão tổ chậm rãi kể ra sự tích anh dũng ngày xưa của mình nói đến chỗ kích động thì diễn cảm cực kỳ tốt lâm phàm ngắt ngang ngừ được rồi bàn phong chủ đến đây không phải nghe ngươi nói mấy cái đó rốt cuộc muốn làm gì hắn không biết nên nói cái gì tên này từ đâu đến mà nói nhảm nhiều quá lâm phàm đã hiểu nói nhiều thành ra bị ngươi đánh tới nông nỗi này cũng phải binh hoàng lão tổ nói lâm phong chủ nói đến mức này rồi lão tổ muốn nói là cẩn thận tương lai bọn họ vẫn sẽ giáng lâm lâm phàm nhau mắt hỏi chỉ có bấy nhiêu tên này chắc chắn không tốt bụng tưởng hắn lo tu luyện lực lượng đến não đặc sao ai cũng có thể rất mũi hắn minh hoàng lão tổ hỏi đương nhiên không phải đây là một việc còn một việc nữa nhưng trước đó xin lâm phong chủ hãy nói có phải minh hoàng lão tổ là con rồng đầu đội trời đạp đất vì hòa bình của vực ngoại giới mà bỏ cả mạng sống đáng ra tôn kính hay không lâm phàm gật đầu nói Đúng, đáng giá." Minh Hoàng lão tổ vui mừng nói tiếp, "Vậy thì tốt. Lâm Phong chủ, thật ra ta muốn một thứ của ngươi, hy vọng." Lâm Phàm không đợi đối phương nói xong liền từ chối, "Không cho." Tiện Long, nói nhiều như vậy chỉ có câu này là trọng biệt, chương 835, ta. Minh Hoàng lão tổ phát hiện nói nhiều vậy cũng như không, không nói cái khác, lão truyền thừa đã lâu, là sinh bệnh vĩnh cổ, ai đến cũng phải kêu một tiếng tiền bối cũng không quá mức, nhưng tiểu tử trước mắt không thèm nể mặt. Làng minh hoàng lão tổ mất hết mặt mũi có chút hờn giận minh hoàng lão tổ ăn ủi lâm phong chủ chúng ta có gì thì từ từ nói đừng từ chối nhanh vậy có thể bàn lại thần hồn ở trong người minh hoàng lão tổ không thể di chuyển không rời xa thân thể được đang trong trạng thái bất đắc dĩ năm xưa minh hoàng lão tổ bị người chén chết lão tìm một chỗ đất báu nào ngờ đất báu bị người lật tung lão vội vã chạy ra đổi chỗ khác cuối cùng ẩn giấu ở chỗ sâu nhất long giới lâm phàm cảnh giác nhìn tiện long có gì mà bàn bản phong chủ còn tưởng ngươi kêu bản phong chủ đến có chuyện gì không ngờ muốn lấy đồ của bản phong chủ nói cho ngươi biết chúng ta không quen muốn lấy một món đồ trên người bản phong chủ thì trừ phi bản phong chủ chết biết ngay sẽ không có chuyện tốt giờ nhìn xem điều hắn nghĩ trở thành sự thật minh hoàng lão tổ thật sự muốn chấn lột đồ của hắn minh hoàng lão tổ có nhiều lời muốn nói nhưng bị tiểu tử này chặn họng không biết nên nói gì minh hoàng lão tổ quyết định đi đường vòng lâm phong chủ minh hoàng lão tổ này có đáng giá được người kính trọng không lâm phàm hít mát nhìn minh hoàng lão tổ ồ đáng kính trọng minh hoàng lão tổ nghiêm nghị nói hiên ngang dõng dạc không sợ vậy thì đúng rồi lão phu chỉ cần một món đồ của ngươi chờ đám người kia lại giáng lâm là lão phu có thể liều mạng với họ lần nữa bảo vệ hòa bình của vực ngoại giới lâm phàm lắc đầu từ chối yêu cầu của minh hoàng lão tổ không cho đến lúc này hắn vẫn không rõ mình có thứ gì mà minh hoàng lão tổ muốn có thứ chính hắn cũng không biết sao minh hoàng lão Tổ muốn chử thề sao nói mãi không nghe minh hoàng lão tổ muốn đập đầu vô đá tiểu tử này nghĩ kiểu gì vậy đã nói rõ ràng vậy rồi mà sao vẫn không hiểu lâm phàm suy tư hắn không biết trên người của mình có thứ gì minh hoàng lão tổ nếu muốn đồ của ta vậy hãy nói xem nó là thứ gì minh hoàng lão tổ sống nhờ trong mình rồng đôi mắt rồng như mặt trời nóng bỏng nghe hỏi thì mắt to chớp chớp như đang nói bằng hữu ngươi thật già ngài hàng ngược lại ta à minh hoàng lão tổ đổi đề tài thứ đó không quan trọng lão tổ chỉ hỏi vậy thôi minh hoàng lão tổ không thể nói một viên long châu của lão tổ ở trên người của ngươi tuy không còn phát sáng không phát hiện tinh hoa trong nó nhưng nếu nói ra bị ngươi biết thì tiêu lâm phàm lắc đầu thở dài ngươi không có chút thành ý nếu có thành ý thì nên nói thẳng bản phong chủ không phải loại người đó nếu ngươi thật sự cần thì bản phong chủ có thể đưa cho ngươi nhìn xem thái độ hiện giờ của ngươi quá ác liệt không có niềm tin giữa người với ngươi thật không muốn để ý tới ngươi với loại người không nói thật thế này thì hắn không có chút ý muốn hợp tác. Minh Hoàng Lão Tổ vội nói. Chờ đã, Lâm Phong Chủ, ngươi nói muốn thành ý đương nhiên ta có, nhưng chuyện này dính líu quá lớn, không thể trách ta suy nghĩ nhiều. Trên xác rồng dài có một hồn thể trong suốt tỏa ánh sáng vàng bay lên, xoay tròn, hai cọng dâu rồng kéo dài giữa hư không. Long uy minh mông vô cùng, hồn thể Minh Hoàng Lão Tổ không cách bản thể quá xa được, cũng không có thủ đoạn công kích gì. Xem như phô bày ra chính mình cho Lâm Phàm Lâm Phong Chủ, hồ thể của lão tổ ta xuất hiện đã đại biểu thành ý nhớ năm xưa lão tổ không phải loại hèn nhát nếu không thật sự để vực ngoại giới ở trong lòng thì đã chẳng có kết cục thê thảm như hôm nay ngày xưa lão tổ trực tiếp ủng hộ những cường già kia thì cũng đã phong quang vô cùng không giống bình thường lâm phàm nhìn đối phương do hỏi rốt cuộc ngươi cần cái gì nói rõ ra bản phong chủ có thể suy xét cái đó ninh hoàng lão tổ trầm tư giây lát rồi hỏi vậy ngươi có nổi lòng tham không nhà ngươi thật là bản phong chủ không biết ngươi nghĩ sao nữa đồ vật nằm trên người thì tất nhiên là của bản phong chủ nếu bản phong chủ không đưa không tính là lòng thang nó vốn là của bản phong chủ nhưng bản phong chủ không phải người keo kiệt nếu ngươi thành thật nói ra thì còn bàn lại được lâm phàm muốn đánh đối phương một trận sao có thể có ý nghĩ này thật tiện minh hoàng lão tổ ngây người cảm giác hắn nói đúng ba à, có lý minh hoàng lão tổ nhìn lâm phàm như muốn xem thấu hắn có đáng tin không hiện trường yên tĩnh minh hoàng lão tổ nói được rồi lão tổ tin ngươi lần trước khi ngươi dáng lâm long giới thì lão phu đã biết ngươi đến trên người của ngươi có viên long châu của lão phu năm xưa lão phu bị người chém đánh lành chết viên long châu rơi xuống vực ngoại giới vốn tưởng đời này không có hy vọng nào ngừng ngươi đến long châu long phàm suy tư có long châu nào đâu hắn ngẫm nghĩ lấy thánh thổ châu ra khỏi chữ vật giới chỉ nó là hình tròn không chừng là long châu có phải là cái này không minh hoàng lão tổ phủ nhận không phải cục đá rách nát đó sao có thể là long châu lão phu không yếu đến mức đó thanh thủ trông mới đi ra định rít vào với lâm phàm thì chợt nghe câu này nó nổi giận tên kia nói ai là đá rách nát hả ta là thanh thổ châu trí cao trí thượng giữ thái độ cho đúng đắn đừng quá cản rỡ nếu không ta sẽ trấn áp ngươi có ti không lâm phàm không đợi thánh thổ châu huynh hoang vài câu đã cất vào chữ vật giới chỉ không phải vậy là cái gì lâm phàm đổ hết đồ trong chữ vật giới chỉ ra với người khác thì phân loại rõ ràng đồ trong chữ vật giới chỉ nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng với Lâm Phàm thì hắn không biết bên trong chữ vật giới chỉ có gì, hốt hàng nhiều quá khó nhớ. Thoa chốc bảo quang dâng lên, tỏa sáng rực rỡ nhất trong vực sâu chưa biết, Minh Hoàng lão tổ ngẩn ngơ, tiểu tử này quá giàu. Thật ra Lâm Phàm còn nhiều bảo bối nữa nhưng đều gửi ở tông môn, nếu mang theo bên người thì sẽ là kho báu hình người di động, thậm chí trở thành ai có được Lâm Phàm là được cả thiên hạ, ai có được chữ vật giới chỉ của hắn sẽ đi lên đỉnh cao cuộc đời. Lâm Phàm suy tư, cái nào là Long Châu? Hắn không xem hiểu được, mấy thứ kia đều bình thường không có gì lạ chẳng có điểm nào bắt mắt càng không có thứ liên quan với rồng đột nhiên một hạt trông màu sáng bay lên bắn về phía minh hoàng lão tổ minh hoàng lão tổ hưng phấn đến lạc giọng là nó lão cảm ứng được loại cảm giác này tuyệt đối không sai mục lâm phàm vân tay nắm chặt hạt trong màu xám ngươi làm gì bản phong chủ đang hỏi ngươi muốn làm gì thứ này là của bản phong chủ không được bản phong chủ cho phép sao ngươi dám xuống tay giọng minh hoàng lão tổ run run lông phong chủ nó là long châu của ta, rốt cuộc tìm được, bao nhiêu vạn năm rồi, cứ ngỡ từ đây không còn gặp lại, ai rẻ nó trở lại trước mắt, long châu. Lâm Phàm cầm hạt châu sắc mắt, quan sát kỹ, không thấy có gì lạ, hắn nhớ lại, đã nhớ ra. Lâm Phàm không dùng hạt châu này lần nào, có được nó lúc ở thành trấn bên ngoài vạn của thâm uyên. Lâm Phàm nhớ đây là cách tinh ẩn chứa lực lượng của giáo vương thiên thần giáo, thứ mà thiên thần giáo muốn có nhất. Về sau đẳng cấp lực lượng của hắn không ngừng dâng lên, cộng với thiên thần giáo bị lật út tiêu diệt, nên hắn quên luôn. Không ngờ Minh Hoàng lão tổ nói đây là Long Châu của lão, tình huống trở nên thú vị, giọng Minh Hoàng lão tổ căng thẳng, hơi run. Lão không biết đối phương có chịu đưa cho mình không. Lâm Phàm suy tư, chưa có thể cảm nhận truyền thừa lực lượng yếu kém nhất của giáo vương ra đâu có chỗ nào kinh người, hắn chỉ có thể cảm ứng lực lượng của giáo vương, còn về lực lượng của Long Châu thì không có. Minh Hoàng lão tổ giải thích rằng, Long Phong chủ, lực lượng ẩn chứa bên trong giấu rất sâu, người bình thường không tra xét ra được. Long Phàm nhau mắt nói, cái gì? Ngươi nói ta là người bình thường. Hắn không phục nhìn đối phương. Không thích nghe câu người bình thường này. Đinh Hoàng lão tổ mây ra. a, à, câu này nói sai sao? Lão chỉ đang giải thích thôi mà. Lâm Phàm búng tay, cho ngươi. Hạt châu bị bắn qua. Đinh Hoàng lão tổ không tin được. Đối phương thật sự đưa Long Châu cho lão. Không yêu cầu quá đáng gì. Đinh Hoàng lão tổ không nghĩ nhiều. Đôi mắt nóng cháy phun ra Long uy hùng hậu như ngọn lửa nóng bỏng ngưỡng vạn vật trên đời. Long Châu bị bao lấy, phát ra tiếng sờ sèo minh hoàng lão tổ cao nhau là tên khốn nào lấy long châu của lão phu làm vật cất chứa quá lãng phí tạp chất trong long châu bốc hơi như khói trắng răng rắc bề mặt long châu nứt dạn mảnh nhỏ xíu bay lên lâm phàm nhìn hương hạt châu biến đổi lớn không còn màu xám mà thành long châu tỏa ánh sáng vàng rực rỡ hạt châu lơ lửng trên cao có con rồng vàng quấn quanh minh hoàng lão tổ quát lớn trở về long châu tỏa sáng chói lòa bắn vào trấn minh hoàng lão tổ tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa rung động thế gian ánh sáng rực rỡ lan tràn trên mình rồng khổng lồ sau đó hết rồi minh hoàng lão tổ cảm kích nói lâm phong chủ đa tả lâm phàm bình tĩnh nói không cần cảm kích bản phong chủ cũng muốn xem minh hoàng lão tổ mạnh cỡ nào nếu muốn đánh với bản phong chủ thì bản phong chủ cũng rất vui dù sao chưa chém rồng bao giờ nếu ngươi phục hồi đến đỉnh thì bản phong chủ rất vui kiếm lợi đôi chút minh hoàng lão tổ ngây ngẩn nói gì vậy nói cai quái gì hoàn toàn không hiểu lâm phàm nói Long Châu đã trở về. Đứng lên, đi hai bước. Hơi thở của Minh Hoàng Lão Tổ hùng hậu hơn nhiều, không đi được. Lâm Phong chủ, Lão Tổ có tổng cộng ba viên Long Châu, mới có một viên trở về, không biết hai viên còn lại ở đâu. Lâm Phàm nghe vậy chớp chớp mắt, tức là không giúp ích được gì, vẫn vô dụng như cũ. chương 836, Minh Hoàng Lão Tổ phát hiện ánh mắt của Lâm Phong chủ hơi khinh thường. Lão không có cách nào, sự thật là vậy. Lão không phải loại ham dạo ai, minh hoàng lão tổ chân thành cảm kích lâm phong chủ xin đừng nhìn lão phu như vậy lão phu chỉ nói thật lâm phong chủ thấy thân hình lão phu thế này chắc cũng nhìn ra mới rồi được một viên long châu chỉ có thể ôn dưỡng mình rồng muốn hoàn toàn sống lại còn một chặng đường rất dài phải đi nhưng vô cùng cảm tạ lâm phong chủ vô tư lão tổ di nhớ trong lòng lâm phong chủ là dị tộc đáng được tôn kính nhất long giới suốt mấy năm qua sau này lâm phong chủ sẽ là khách quý của long giới có thể lấy về một viên long châu thật là không dễ lâm phàm hỏi cật không thật là khách quý của long giới minh hoàng lão tổ nhìn lâm phàm chằm chằm cảm giác đối phương là lạ nhưng vấn đề nàng ở đâu thì lão không rõ minh hoàng lão tổ ngẫm lại đối phương tặng cho long châu ân tình này to lớn vô cùng minh hoàng lão tổ gật đầu nói ồ thật lâm phàm nở nụ cười không ngờ còn có chỗ lợi này vậy nhưng lão tổ trẻ của long giới các ngươi không quá tôn trọng bản phong chủ ngươi nói nên làm sao minh hoàng lão tổ thì thốt bảo đảng. cái gì sao có chuyện như thế xảy ra được bọn họ dám không tôn trọng với lâm phong chủ thì lâm phong chủ có thể đánh họ nếu bọn họ dám nhúc nhích là minh hoàng lão tổ này sẽ đập đầu chết tại đây minh hoàng lão tổ có ý tưởng riêng tuy đối phương chỉ trong một viên long châu nhưng lão gen trọng là năng lực của đối phương minh hoàng lão tổ nhìn ra được đối phương đã tu luyện công pháp mạnh nhất long giới đến cảnh giới viên mãn mới tu luyện bao lâu mà đến trình độ kinh người như vậy dù là thần cũng không mau đến thế minh hoàng lão tổ sẽ không nói ra tình huống thật không thì cho đối phương cảm giác vì các ngươi nhìn thấu tình huống của ta nên mới nịnh nọt nên minh hoàng lão tổ chỉ cảm kích chứ không mốc nói ra kinh thán lâm Phàm trầm tư dây lát nhận ý tốt của đối phương ồ rất tốt nếu lần sau gặp long châu sẽ tiện tay tìm về giúp cho viêm hoa tông có thể lôi kéo quan hệ với long giới một tông môn muốn lớn mạnh rất cần tông bạn minh hoàng lão tổ vô cùng cảm kích đa tạ long phong chủ đừng quá để ý long châu cần có duyên mới biết chủ động tìm rất khó tìm thấy Long Châu tự mang ẩn tính, khó mà tra xét. Trừ phi Minh Hoàng lão tổ tự mình tìm mới cảm giác mối liên kết ngọn nguồn, không thì dù là ai cũng không cách nào phát hiện. Dù là người của Long giới cũng không thể. Lâm Phàm tức nối lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng, "Được rồi, đã giải quyết xong rồi thì bản phong chủ đi đây." Nhưng nói thật, ngươi khiến bản phong chủ rất thất vọng, cứ tưởng sẽ cho bản phong chủ chỗ tốt gì, không ngờ là bản phong chủ tặng lại cho ngươi, chán, chán quá. Hắn có thể nói gì, minh hoàng lão tổ bị người đánh thành người thực vật giờ cần dựa vào hắn cứu tế quan hệ nhân quả này rất lớn minh hoàng lão tổ hơi lúng túng bất mặt thật chẳng những không giúp được người ta còn bị giúp lại nếu chiến hữu ngày xưa biết chắc chắn sẽ cười vào mặt lão minh hoàng lão tổ nói lâm phong chủ ta còn có mấy bằng hữu tuy không rõ tình huống của họ nhưng nếu lâm phong chủ gặp được có thể trò chuyện một buổi với họ minh hoàng lão tổ từng có chiến hữu chứ một mình lão làm gì có bản lĩnh lớn như vậy nhắc tới chiến hữu làm lão rất nhớ những chiến hữu đều là kỳ tài ngút trời hiếm có trong vực ngoại giới chẳng những có thiên phú tu luyện được yêu dãi còn có trái tim bất khuất tốt hơn một số cường giả quỳ xuống đất xin tha nhiều tức rằng cơ bản đều giống lão bị cường giả chém giết nhưng đều chờ hậu chưa đợi hôm nào chiến tiếp lâm phàm cười tủng tìm hỏi ngươi nói chiến hữu có phải có một phụ nữ tên vạn quật lão tổ hắn thật không biết nói gì về ả à đàn bà kia lần trước bị hắn làm một trận nếu không phải lão sư can ngăn là nàng ta đã xui xào không lối thoát rồi ninh hoàng lão tổ cười nói Ta, Lâm Phong chủ biết chiến hữu của lão phu, vạ quật là nữ đế mạnh nhất vực ngoại giới, ngẫm lại cũng mấy vạn năm không gặp, chắc nàng cho rằng ta chết. Lâm Phàm cười càng tươi, quen chứ, rất quen. Tiếp xúc thân thiết rất nhiều lần, ngươi nói xem có quen không? Minh Hoàng lão tổng ngây người nhìn Lâm Phàm, ta. Ý nghĩa sâu xa trong câu nói này dễ khiến người suy nghĩ vẩn vơ. Từ tiếp xúc thân thiết rất nhiều lần, tiểu tiếp xúc thân thiết thế nào? Lão nhớ vạn cột không phải hạng nữ nhân dễ dãi. Được rồi, đừng nói nhảm nhiều nữa ngươi có gì muốn nói không mắt lâm phàm sáng người nhìn minh hoàng lão tổ như đang nói có hiểu cách giao thiệp với ngươi không vậy ánh mắt của người này khác lạ minh hoàng lão tổ rất nhanh nhạy hiểu ngay ẩn ý trong ánh mắt đó ánh mắt muốn chấn lột minh hoàng lão tổ hắng giọng khụ khụ long phong chủ là đại ân nhân của lão phu tiếc rằng vạn năm qua lão phu đã tiêu hao hết tài phú của mình chứ không thì đã giao hết tài phú cho lâm phong chủ minh hoàng lão tổ vội bổ sung thêm nhưng sao lão phu có thể để lâm phong chủ chịu thiệt lát lâm phong chủ đi bảo khố của long giới chọn thoải mái thích cái gì cứ lấy cứ bảo là lão phu nói vậy lâm phàm lẫm nhĩ không tính bị lỗ Ồ tốt từ chối thì bất kính nếu bản phong chủ không nhận có vẻ hơi khinh thường ngươi minh hoàng lão tổ thầm rít gào cầu ngươi đừng xem trọng ta bên ngoài lão tổ long giới không biết bên trong xảy ra chuyện gì minh hoàng lão tổ xuất hiện là việc lớn nhất long giới từ xưa đến nay giờ nhận tiếp đãi lại là một người tộc khác còn là kẻ không khiến người ta thích lão tổ đứng nơi đó đi tới đi lui nịa lẩm bẩm minh hoàng lão tổ nói gì với tiểu tử kia thật là dày vào ngươi lão rất muốn biết lão tổ long giới bỗng thấy bóng dáng tiểu tử này lão đổi sắc mặt tươi cười hỏi lâm phong chủ ra rồi ngươi được minh hoàng lão tổ tiếp đãi bảo lão tổ long giới sụng mặt với người ta là muốn ăn đòn à lâm phong chủ lão tổ chúng ta nói gì với ngươi vậy lão tổ rất tò mò muốn biết tin tức bên trong lúc sau có thể che chắn hết thảy dù không che thì lão không có lá văn nghe trộm đó là minh hoàng lão tổ chứ không phải tôm tết gì minh hoàng lão tổ là tín ngưỡng là cột trụ trong lòng lão tổ long giới trước kia bắn ra bãi nước tiểu thành đời rồng rực rỡ tất cả nhiều phúc của minh hoàng lão tổ giọng minh hoàng lão tổ truyền ra sau này lâm phong chủ là khách quý của long giới toàn long giới dù là đám nhãi các ngươi cũng phải khách khí với lâm phong chủ nếu không thì chờ khi lão tổ lại thấy ánh mặt trời sẽ dạy lại các ngươi mang lâm phong chủ đi bảo khố mặc cho Long Phong chủ chọn lựa, không thể làm trái. Đi đi. Minh Hoàng lão tổ rứt lời. Trời long đất lầu, đối với hai người thì bốn phía như thời gian trôi đi. Trước mắt đã ở bên ngoài, lão tổ Long giới thộn mặt ra. Cái gì? Minh Hoàng lão tổ nói chuyện lão có nghe. Tên này là khách quý của Long giới, bọn họ cũng phải khách khí với người ta, quá kinh người. Đó là Minh Hoàng lão tổ, sao có thể cho lời hứa như vậy? Dù muốn phản đối cũng vô dụng. Minh Hoàng lão tổ đã mở miệng rồi, chẳng lẽ lão phản bác lại? lão tổ long giới nhìn lâm phàm rất muốn xem kỹ tiểu tử này làm cách nào mà dỗ minh hoàng lão tổ vừa lòng đẹp ý như vậy khi thấy đối phương cười với mình thì lão rất bất đắc dĩ nụ cười khiến người nhức đầu lão cười cười ha ha lâm phàm cũng cười nụ cười mang ý ngươi biết nên làm gì rồi chứ lão tổ long giới khách khí nói lâm phong chủ xin mời đi theo ta minh hoàng lão tổ đã mở miệng nếu lão còn nói gì thì đó là không nể mặt minh hoàng lão tổ không nể mặt lão tổ tức là muốn chết nhưng ngẫm tại bảo khố long giới sắp bị người tộc khác đi vào làm lòng lão đau nhói không còn cách nào nói gì được trước cánh cửa to hoa văn rồng lão tổ long giới hít sâu để mở cửa đá mời lâm phàm vào lâm phong chủ mời vào đây là từ trước đến nay lần đầu tiên long giới cho người ngoài vào bảo khố trong thứ nguyên đám lão tổ không ra mặt đều lưu luyến nhìn chằm chằm chuyện gì thế này sao để người ngoại tộc vào bảo khố ai ai biết đâu minh hoàng lão tổ mở miệng thì ngươi nói gì được một lão tổ nhỏ giọng nói các ngươi nói xem có phải vì thời gian lâu nên đầu óc của minh hoàng lão tổ hơi chậm chạp tất cả lão tổ ngây người nhìn lão tổ kia quả nhiên a à, ai đánh đầu ta lão tổ kia khá lớn tuổi lúc này đầu u một cục không biết bị ai đánh mà lão không kịp phản ứng sau đó lão tổ nghĩ đến một khả năng đáng sợ minh hoàng lão tổ ta biết sai rồi đừng đánh ta biết sai rồi còn ai đánh lão tổ nữa chắc minh hoàng lão tổ nghe được câu kia nên cốc đầu lão giọng minh hoàng lão tổ từ vực sâu vọng ra cổ đám nhóc các ngươi lâu không dạy dỗ đều vô pháp vô thiên măn ngoãn cho lão phủ các lão tổ run cầm cập sợ muốn chết lão tổ long giới ở một bên đề cử lâm phong chủ nhìn xem toàn là thứ tốt hay lấy cái này đi nơi này là bảo khố long giới bên trong có nhiều thứ rất quý giá thiếu một món sẽ làm lão đau lòng chết lâm phàm giơ tay lên bất mãn nói ngươi có cảm thấy phiền không vậy bản phong chủ mới đi vào chưa xem cái gì mà ngươi đã bảo bản phong chủ chọn cái này. Nếu long giới các ngươi không có lòng thì thôi, bản phong chủ không chọn nữa. Ngươi gì kỳ cục, vừa vào đã lải nhải, phiền chết người. Hắn rất muốn một bàn tay đập chết lão già này, rõ là sợ hắn tiền đồ tốt quá. Tiếc chứ gì, lão tổ long giới thầm rít vào, không chọn thì tốt, cầu còn không được. Tức rằng lão chỉ tưởng tượng vậy thôi, sao mà được. Lão tổ long giới đứng một bên, không dám nói nhiều nữa. Ta không nói nữa, lâm phong chủ xem từ từ, lão không dám làm trái ý chí của minh hoàng lão tổ chiêu 837, lâm phàm đứng đó ngước đầu thật là tài phú nhà phú ông đôi mắt hắn bị tài phú tràn ngập đây là bảo khố giàu nhất mà hắn từng thấy chữ vật giới chỉ của xích cửu sát viên chân cũng rất giàu nhưng so với long giới thì khác ra, không cùng đẳng cấp lâm phàm cười nói thật là nơi giàu có muốn chọn ra thứ tốt sẽ mất nhiều thời gian lão tổ long giới thì sụ mặt xuống mất hết niềm vui lòng đau đớn Tài phú sắp bị người cướp đi tim đau quá lão tổ long giới không rõ minh hoàng lão tổ nhìn chúng tiểu tử này ở điểm nào vì sao tốt với hắn như vậy không hiểu thật sự không hiểu một nơi chim hót hương hoa nơi này trang hoa đua nở có hai bóng người ở giữa bụi hoa hoa nương nương vuốt mặt hỗn loạn đau lòng hỏi phu quân không vui sao hỗn loạn lắc đầu nói không sao lão có thể nói thật là không vui đã tán giái thì dù hộp máu cũng phải tiếp tục người bình thường thật sự không chịu nổi mặt của hoa nương nương chỉ có phiêu thánh hỗn loạn là nhịn được tuy lão thích nhìn mặt nhưng nhiều lúc khuôn mặt đối với lão là tính giá cả cao thấp thường đi ở bờ sông sao có thể không ướt dày lần này lão bị hố nhìn thấy bóng lưng đã không kiềm được lửa miệt hồng hoang trong lòng đặt ra tiền cược cả đời khi phút cuối nhìn khuôn mặt thì lão nín thở nhưng lão không phải hạng người dễ đổi ý đã tán giái thì dù nuốt lệ cũng phải tán tới cùng hoa nương nương nằm trong ngực hỗn loạn vươn tay vút mặt lão phu quân là người đầu tiên nói lời đó với ta vì phu quân ta có thể từ bỏ mạng sống mắt hoa nương nương tràn đầy chiều mến tuy tu vi đỉnh cao đứng trên vạn người nhưng chưa bao giờ có chuyện như vậy đến với nàng phương thánh hỗn loạn mỉm cười trong nụ cười ẩn chứa bất đắc dĩ lão rất muốn tìm người tố khổ lần này té hố thật lần trước tìm lâm phong chủ phản nàn không phải nói mình hối hận mà nói là mình đã té hố lúc này lùi uy thế khủng khiếp từ xa ập đến trăm hoa chúng quanh nát bấy bay trong thiên điện đây là đại bản danh của hoa nương nương xung quanh có đại trận bảo vệ an toàn chỗ này dù đạo cảnh đến cũng phải xem mình có năng lực bài trừ đại trận không chẳng ngờ đại trận thoáng chốc tan vỡ thành cho một giọng thay thái từ xa truyền đến ha 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 nơi này vui thật rất xinh đẹp ta muốn phá đi hoa nương nương biến sắc mặt khi thế sắc bén bao phủ bốn phía ánh mắt xuyên thấu thiên địa nhìn phía xa ai đến đây cản rỡ đó là hai bóng người làm hoa nương nương ngạc nhiên là có đứa bé khủng bố nhất là nó nếu nhân bên cạnh đứa bé thì rất yếu chỉ có đại thánh cảnh đại trận ở trong tay đứa bé như tờ giấy hai tay trục bày vãi không chút sức chống cự hoa nương ngương cảnh giác nói phu quân hãy đi trước chờ ta đến tìm phơ thánh hỗn loạn ngây người nhìn hoa nương nương không nghe hiểu cái gì hoa nương ngương nghiêm túc nói phu quân đi trước đối phương rất mạnh chờ ta tìm phu quân còn một câu nàng chưa nói đó là nếu nàng có thể sống sơn mai trước mực thiêu hoa vẻ mặt hốt hoảng nói nương ngương đứa bé bên ngoài quá lợi hại nhiều người của chúng ta đều bị hắn xé nát Sơn Mai thấy đồng bạn bị đứa trẻ tàn nhẫn xé vụn, nội tạng thịt rơi đầy đất, cực kỳ khủng bố, tiếng la còn vang vọng trong đầu gã. Hoa Nương Nương giơ tay dẫn động thiên điện, "Các ngươi đi trước." Một luồng sáng kéo những người hầu trước mặt đến bên người nàng. Bọn họ chảy mồ hôi ròng ròng, người đẫm máu, có người bị đứt một tay, máu chảy ồ ạt. À. Rất là khủng bố, Sơn Mai kiên quyết nói, "Nương Nương, chúng ta không đi." Lã muốn ở lại cùng Nương Nương đánh lùi kẻ địch. Hoa Nương Nương nhìn đám người hầu, nhè đầu nàng lại nhìn hỗn loạn phu quân đi đi hỗn loạn rất muốn đi như lão không thể vì đó không phải suy nghĩ trong lòng lão hỗn loạn lắc đầu nói ta cũng không đi lời hỗn loạn này nói ra thì dù trời sụp xuống cũng sẽ không thay đổi điều kiện là làm bạn cả đời vậy thì cả đời dài ngắn không sao cả ha 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 các ngươi không đi được nên khí trong phạm vi nhanh chóng co rút tụ vào một điểm hình thành khuôn mặt khủng bố dữ tợn ở giữa hư không gương mặt kia rất tà ác kinh người vô cùng miệng đầy răng nhọn như ác ma. Chán hoa nương nương dị mồ hôi, các hạ rốt cuộc là ai? Khi thế của đứa bé quá khủng bố, làm trái tim lâu rồi không dao động của nàng phải đập nhanh. Đó là tín hiệu gặp cường địch, ngươi đánh chết các ngươi. Ngương mặt kia có rút xuống dưới, hai bóng người chậm rãi đi tới. Tâm tình của Liễu Nhược Trần khá tốt, đi theo đứa bé này thật là thần trắng giết thần, dù là ai đều sẽ chết thảm trong tay nó. Liễu Nhược Trần bỗng mặt biến sắc, mỉm cười nói, Ồ, là hỗn loại quân chủ đây mà mặt hỗn loạn không biểu tình khi thấy liễu nhược trần thì kinh ngạc kêu lên liễu nhược trần hỗn loạn không ngờ vặp lại đệ tử cũ của thánh đường tông ở đây hoa nương ngừa hỏi người phụ quân quen hỗn loạn nhíu mày nói ông đệ tử của tông môn ta nhưng biến mất lâu rồi không ngờ xuất hiện ở đây liễu nhược trần nhếch mép ha 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 hỗn loạn quân chủ vị này là phu nhân của ngươi thật là xấu chưa từng thấy hiện giờ nàng chẳng sợ ai cả dù là ai đều không thể mang đến chút tổn thương nào cho nàng có người tức giận quát xông về phía liễu nhược trần dám nhục nương nương tìm cái chết với tu vi đại thánh cảnh của liễu nhược trần tất nhiên không đánh lại người hầu kia nhưng trước mặt người hầu dường như xuất hiện một tấm hương lã đụng vào lơ lửng trong hoàn cảnh chân không chẳng có điểm rơi ta người hầu vùng vẫy nhưng không thoát ra được liễu nhược trần khinh thường nói cô con muốn giết ta thứ như con kiến không cần nàng ra tay đưa bé đứng bên cạnh cười ta hay hay chết cho ta Rút lời đều bé giơ tay lên năm ngón xiết lại uy thế kinh khủng bộc phát ra những cây gai đâm ra bao quanh người hầu chớp mắt bắn về phía người hầu hoa nương nương mặt biến sắc vươn tay thỏ vào trong uy thế hùng hồn chấn động đi ra hoa nương nương kéo mạnh lôi người hầu ra ngoài rồi ném ra sau lưng mình nàng thì lùi mấy bước một tay chắp sau lưng cổ tay rách ứ máu rất mạnh mặt hoa nương nương nghiêm túc mới rồi cứu người hầu ra nàng đã chịu thiệt có thể làm nàng bị thương thì không thể coi thường thực lực của đối phương được Đứa bé thải lưỡi liếm. Ánh mắt khiến người kinh dị, hay hay, người được rồi, ngươi bị thương. Sơn Mai hết hồn kêu lên. Nương nương, không ngờ nương nương bị thương, đứa bé này có lai lịch gì mà khủng bố như vậy, quá kinh người. Hoa nương nương giơ tay ngăn người hầu lại, không cho họ xung động. Không sao, đứng phía sau hết, đừng đến gần. Liễu Nhược Trần đã không còn là nàng ngày xưa, từ khi vô tình to bụng ra, nàng từng muốn chết, không ngờ trời ban đứa trẻ thần, cho nàng được thứ ngày xưa không dám mơ. Cường giả thì sao? ở trong tay hai nhi của nàng đều thu cực kỳ thê thảm dòng liễu nhược trần lạnh băng tràn ngập tức giận vô tận hỗn loạn quân chủ ngươi có biết lâm phàm viêm hoa tông ở đâu không nếu ngươi nói cho ta biết vị trí của hắn thì ta sẽ tha cho các ngươi khỏi chết hỗn loạn trả lời không biết hỗn loạn không biết liễu nhược trần trải qua cái gì mà có biến đổi như vậy quá kinh người giọng liễu nhược trần tràn ngập tức giận cái gì sau đó bình ổn lại nàng nghiền ngẫm nhìn hỗn loạn quân chủ ngươi từng cao cao tại thượng trong thánh đường tông Liễu Nhược Trần này là thánh nữ nho nhỏ, không được xem trọng, bây giờ thì khác. Các ngươi đều là cá nằm trong lòng bàn tay của ta. Ngươi quỳ xuống, hứa trung thành với ta thì ta sẽ tha cho ngươi. Nếu không sẽ chết, phiêu thánh hỗn loạn nhìn Liễu Nhược Trần, muốn ra giá. Nhưng cố kiểm nén, muốn nói lại thôi. Hoa nương nương lên tiếng, phu quân có lời gì thì nói đi, hỗn loạn lắc đầu nói. thôi, không nói. Thật ra lão muốn hỏi Liễu Nhược Trần là bao nhiêu tiền, như lão đã bán mình rồi có thể lấy ra bao nhiêu để mua nàng ta muốn đánh chết các người đứa bé nhít người uy khủng bố bao phủ thiên địa ập đến hoa nương nương biết đối phương rất mạnh ở lại đây đầu cứng thì không vài người sống ra ngoài được ầm ừ, ầm 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 bầu trời bị xé rách thực lực của đứa bé quá khủng bố ra tay làm chấn động hư không khuôn mặt hoa nương nương nghiêm túc nàng cảm nhận lực lượng của cự linh tộc trên người đứa bé liên tưởng cự linh tộc bị diệt tộc nàng biết có lẽ là bị đứa bé này tiêu diệt nếu đúng vậy thì chỉ có đi không thể ở lại, Long Giới, Lão lão tổ Long Giới lạnh lẽo, muốn chết, Lâm Phong chủ, cái này, tiểu tử, tử này hoàn toàn không khách khí với họ, vào bảo khố chọn mấy món, toàn là thứ tốt, dù là Long Giới cũng không có nhiều. Lâm Phàm quay đầu hỏi, sao vậy? Có vấn đề gì? Lão tổ Long Giới lắc đầu nói. Không có, lão có thể nói gì? Minh Hoàng lão tổ đã lên tiếng, lão rất muốn hỏi lại, ta có thể nói cái gì? Khi Lâm Phàm rời khỏi bảo khố, lão tổ Long Giới thở phào tuy bị lấy đi cũng nhiều như còn trong giới hạn chấp nhận được lâm phàm ở lại long giới một ngày không vội rời đi nao bại thiên nghe nói lão tổ mang huynh đệ bằng nhựa của mình đi bảo khố long giới chọn lựa thì ngây người huynh đệ bằng nhựa làm bằng cách nào mà khiến lão tổ dẫn hắn đi bảo khố đây là chuyện lớn bằng trời người bình thường không dám tin tưởng nao bại thiên đã nhìn ra bất giác huynh đệ bằng nhựa tạo nên mối quan hệ tốt đẹp với các lão tổ về sau không thể trêu vào đồ đệ của hắn chương 838, chi chi điểu mang theo ánh sáng màu lam bay tới bầu trời long giới thả tờ giấy xuống viên chân muốn hại ta khả năng lớn nhất là đăng tin trên chi chi điểu lâm phàm hơi mong nợi không biết viên chân sẽ nói thế nào có lẽ nói hắn là tội ác tài trời tội đáng muốn chết lâm phàm đọc nội dung chi chi điểu quả nhiên viên chân ra tay tà ma lớn nhất vực ngoại giới lâm phàm ta những tổn thương mau trọng của chính đạo sơn ta tà ma như thế nên bị giết viên chân này tại đây kêu gọi kẻ sĩ chính đạo thế gian cùng nhau thảo phạt người này trên chi chi điều có nhiều nội dung nhưng Lâm Phàm không đọc hết, đơn giản là tìm người cùng nhau giết hắn chứ có gì mới mẻ đâu. Giờ. Giờ ạ. À? Lâm Phàm đã hiểu, với năng lực của hắn có thể trở thành soạn giả cấp tông sư của chi chi Điểu là vì mấy người kia đầu óc mít đặc, nhìn Viên Chân viết xem, cái thứ gì, từ đầu tới đuôi đòi đánh đòi giết, không có chút tình cảm nào trong đó. Nếu Viên Chân viết bừa là Lâm Phàm vô tình nghiền chết trẻ nhỏ thì hắn đã phục năng lực kéo thù hận của đối phương, nhìn lại bài này xem, không ốm mà riêng trừ người bên viên chân sẽ tham gia vào đại quân thảo phật ra người bên ngoài sẽ không chung phe với tên khủng này có một bài viết hấp dẫn lâm phàm chú ý hoa cung bị một đứa bé phá diệt hoa nương nương không đánh lại đứa bé ma theo người hầu chạy trốn lâm phàm cao mày nội dung này thú vị hoa nương nương mà bị người đánh chạy trốn thật khó tin hoa nương nương là cường giả đỉnh cao nhất đạo cảnh ở vực ngoại giới thế nhưng bị đứa bé đánh chạy trốn khỏi đọc cũng biết nữ nhân mang theo đứa bé chắc là liễu nhược trần lâm phàm suy tư à ta được cơ duyên gì mà một hơi lên trời hơi bị kinh người hắn không nghĩ ra đứa bé từ đâu chui ra liễu nhược trần vì báo thù nên tìm người mượn tinh sinh con, làm ra quái thay vấn đề này đáng giá đào sâu có thể biết bên trong sâu xa thế nào lâm phàm đọc tiếp lại một bài hấp dẫn chú ý lâm phong chủ ta là hỗn loạn liễu nhược trần mang theo đứa bé kia rất mạnh đang tìm tung tích của ngươi phải cẩn thận đây là hỗn loạn đang bài không ngờ người này có tấm lòng thông báo cho biết tinh tình không tệ đầu ngón tay lâm phàm gõ mặt bàn thú vị đây hắn không sợ đang suy nghĩ cách giải quyết hắn cần đi chỗ chủ chính đạo một chuyến như liễu nhược trần nhảy ra luận vòng lâm phàm rất muốn xem nàng có thể làm ra chuyện gì trên chi chi đều có bình luận lâm phàm nhìn thoáng qua tạm thời không thấy người quen bọn họ đều ôm lòng tò mò với chuyện này hoa nương nương bị trấn áp đánh chạy thật sự rất kinh người không tin nói đứa nhóc kia có năng lực gì mà viêng gớm thế chắc vạp quỷ nhưng người sáng suốt thì biết chuyện này có thật cự linh tộc bị diệt tộc gây động tĩnh lớn nghe đồn cũng do một nữ và một đứa bé làm lâm phàm đứng lên hắn muốn rời khỏi long giới đi chính đạo sơn tên kia quá phiền lần đây cũng rảnh đến đó chắc có thể kiếm điểm còn về công pháp thì lâm phàm đã chọn một môn công pháp tạm được trong long giới đương nhiên so với thủy ma kinh thì trên lệch lớn không cùng đẳng cấp nhưng không sao hắn chỉ muốn tích lũy nội tình một môn công pháp không đủ thì lấy vài môn vài môn không đủ thì mấy chục môn lâm phong chủ ngươi sắp đi lão tổ long giới không ngủ được đứng ngồi không yên chờ ở bên ngoài lão tổ long giới sợ rồi giờ lâm phong chủ xoay người biến thành khách quý của minh hoàng lão tổ long giới đứng phía sau lão tổ nên dù là lão cũng không đắc tội nổi lâm phàm định bay lên thấy lão tổ đi tới thì cười hỏi như thế nào tức không nỡ để ta đi lão tổ long giới giật này mình câu này nhay không dễ chịu không nỡ lão cầu còn không được nhưng nếu nói thẳng ra thì không hay lão tổ long giới cười nói nụ cười hơi lúng túng đương nhiên rồi lâm phong chủ ngươi là khách quý của minh hoàng lão tổ long giới chúng ta lão phu không nỡ để lâm phong chủ đi đúng không lâm phàm phất tay hơi không đủ ngươi nhìn mặt của ngươi xem sợ đến mức đó hắn bay lên trời tẩn vào hư không biến mất lão tổ long giới lau mồ hôi chán rất là ngừng rốt cuộc đã đi không thì lão suốt ngày phập phòng lo sợ nhật thiên là đại đệ tử của lâm phàm địa vị tăng vùn vụt trong mắt ngao bại thiên ngao bại thiên nhận được tin của lão tổ huynh đệ bằng nhựa trở thành khách quý của long giới tin tức này làm gã không kịp phản ứng đang yên lành sao bò lên nhanh thế chớp mắt vọt lên đẳng cấp khách quý rồi vậy chẳng phải là gã không thể chờ người khi ở trước mặt huynh đệ bằng nhựa cũng phải nâng như đồ đệ của hắn ngao bại thiên bỗng thấy buồn đời rồng của gã không nên như vậy đồng tộc tìm đến đòi lẽ phải cho nhi tử của mình bạ thiên nó con nhà ta bị sao vậy tại sao bị nhi tử kia đánh mà ngươi không xử phạt nó nếu là lúc trước ngao bại thiên sẽ vỗ ngực nói Tông, giao việc này cho ta, còn bây giờ thì vã không có cách nào. Lại đây, ta nói cho ngươi biết, đừng nghĩ đến việc đó nữa. Sau đó Ngao Bại Thiên nói tình huống của huynh đệ bằng nhượng, đồng tộc giật mình tái mặt, sáng xịt chạy mất, lúc gần đi còn la lên, để ta trở về dạy lại thằng nhóc kia, như người mà ăn hiếp một người. Ngao Bại Thiên nhìn, lắc đầu, việc này đã không còn cách kéo lại, về sau không phải ai cũng có thể chọc vào nghiệt tử này. Chính Đạo Sơn, phải chơi cho đã mới được, Lâm Phàm xuyên qua hư không, bận rộn quá, bận tối mặt mà tối mày mà mộ liễu nhược trần còn cứng rắn nhảy ra cái tên viên chân cũng tìm mình báo thủ rất muốn ghét cặp hai người này cho rồi nhưng lâm phàm không để hai người này trong lòng không biết qua bao lâu lâm phàm đang oán trách sao chính đạo sơn xa quá thì nghe tiếng nói chuyện bên dưới đám tà ma yêu đạo các ngươi còn không bó tay chịu trói hôm nay chúng ta là đệ tử chính đạo sơn phải trừ ma vệ đạo mấy người trẻ tuổi ở bên dưới cầm binh khí tay sang bắn ra đánh nhau với một nam nhân người tỏa hơi thở âm u cảnh tượng rầm rộ đánh bụi bay mù mịt nam nhân âm u cười khẩy nói Đáng vật nhỏ các ngươi khi gã tấn công thì hơi thở hỗn tạp hóa thành lực lượng khủng bố ập đến mù múc đệ tử chính đạo sơn đụng mạnh vào cây cối tọc ra bãi máu ánh mắt kinh sợ dường như không ngờ tà ma này khủng bố đến vậy bọn họ đông người mà không đánh lại nam nhân âm u cười lạnh từng bước một đến gần đối phương hay hay đám vật nhỏ các ngươi nghĩ đông người là được sao ta chỉ chơi đùa với các ngươi nam nhân âm u khó xử phân vân nói chút nữa ta nên dạy dỗ các ngươi thế nào là cất thành từng miếng hay từ từ bẻ rãy vấn đề này khiến ta khó xử ngủ một bóng người từ trên trời giáng xuống đập mặt đất thủng cái hố sâu lâm phàm bày cổ nhìn người nằm dưới đất các ngươi là đệ tử của chính đạo sơn đệ tử cầm đầu không ngờ học máu nhìn lâm phàm không biết hắn là ai nhưng thoạt trông không phải trung phe với tà ma đệ tử cầm đầu gật đầu nói đúng rồi chúng ta là đệ tử của chính đạo sơn người sau lưng ngươi là tà ma vì tu luyện tà công đã tàn sát hơn một ba người hôm nay bị chúng ta bắt được nhưng không ngờ khụ khục đệ tử chưa nói hết câu lại ho ra máu nam nhân âm u bước chậm đến gần lâm phàm mắt lấp lóe tia trêu cực này vật nhỏ ngươi từ đâu đến không phải ta bị bọn họ bắt được mà là cố ý dụ bọn họ đến đây sau khi vực ngoại giới dung hợp tăng thêm nhiều người giết mãi không hết là lò tu luyện tà công tốt nhất nam nhân âm u đứng ở phía sau cười rất âm trầm đệ tử chính đạo sơn hét lên cẩn thận bọn họ thua rồi không ngờ tên này khủng bố như vậy quá kinh người nam nhân âm u ra tay định bẻ đầu lâm phàm xuống thoáng chốc biến cố diễn ra mù nam nhân âm u cúi đầu nhìn lồng ngực từ khi nào thủng lỗ to sau đó từ từ ngước đầu khó tin nhìn lâm phàm lâm phàm búng chán nam nhân âm u bùng một tiếng đầu gã bể nát một cục máu thịt bắn bốn phía các đệ tử chính đạo sơn hết hồn nhìn lâm phàm sau đó nở nụ cười bọn họ được cứu rồi không ngờ thực lực của đối phương mạnh như vậy giơ tay giết tà ma trong tích tắc chu ngọc minh ôm quyền vô cùng cảm kích nói huynh đệ tại hạ là đệ tử tam phẩm của chính đạo sơn chu ngọc minh đa tạ huynh đài cứu chúng ta ủa huynh đệ làm gì vậy lâm phàm tiến lên sờ sạ người bọn họ lấy chữ vật giới chỉ của họ chu ngọc minh kêu lên huynh đệ có gì từ từ nói đừng cười đầu của chúng ta được không chu ngọc minh hoang mang không hiểu nổi chuyện gì nữa đối phương giết tà ma là ân nhân cứu mạng trong mắt họ như rồi đối phương lột đầu của họ ra kỳ lạ đừng nhúc nhích bản phong chủ không giết các ngươi xem bộ dạng của các ngươi không tệ nhưng chủ chính đạo viên chân của các ngươi thì quá âm hiểm Bản phong chủ đến tìm nhìn xem y làm được gì lâm phàn rất quen thuộc thứ tự sưu tầm thắng lợi phẩm chu ngọc minh ngây ra nẩng đầu nhìn đối phương lã không ngờ đối phương tìm tông chủ viên chân của họ nhìn gì có gì lạ tông chủ các ngươi tu luyện tà công mà còn cắn ngược lại bản phong chủ tiện chưa từng thấy còn ở trên chi chi điều kêu gọi người đến thảo phạt bản phong chủ nhưng bản phong chủ không phải loại người thích làm phiền người khác các ngươi mau trở về nói cho viên chân biết rằng bản phong chủ đến lâm phàm lột sạch bọn họ không chừa quần đùi chu ngọc minh che thân dưới ngây ngốc nhìn lâm phàm tít ra hãy chừa cho chúng ta một bộ đồ chứ lâm phàm nếp bọn họ một cái đi thảm trên đường đến chính đạo sơn không vội đi liều mạng gần đây tông môn không có nhiều vùng đất mạo hiểm phải kiếm một ít về mới được chương 839, chính đạo sơn là thế lực lớn lấy chủ chính đạo viên chân dẫn đầu hình thành phạm vi thực lực to lớn thế lực đối địch với họ là ma thần xích cửu sát lâm phàm lẩm bẩm nếu viên chân biết bản phong chủ đến chắc sẽ rất hưng phấn lâu lắm rồi hắn không di rời tài phú ở nơi nào đó viên chân thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn tên giả đáng yêu kia thật là tràn đầy thân thiện ta à, lâm phàm nhìn bên dưới có đệ tử tụ tập hình như đang tu luyện đối với thế lực lớn mạnh như chính đạo sơn tất nhiên sẽ có vùng đất mạo hiểm ở gần để các đệ tử tu luyện bịch lâm phàm đáp xuống cửa vùng đất mạo hiểm đứng thẳng người mở công phát ra thân hình vươn cao người thước các đệ tử đang nói chuyện với nhau chuẩn bị vào vùng đất mạo hiểm thì bỗng nghe tiếng gầm rú làm bọn họ giật mình trận mắt há hốc mồm đập vào mắt là thân hình khổng lồ khủng bố quá cao quá vạm vỡ phát ra khí thế khiến họ giật mình và khủng hoảng lâm phàm bày cổ cười tươi hỏi các ngươi đều là các đệ tử của chính đạo sơn hắn rất thân thiện với những tiểu bảo bối này đệ tử chuẩn bị vào vùng đất mạo hiểm cảnh giác nhìn lâm phàng Ngươi là ai? Bọn họ hết hồn, không rõ người này là ai, bề ngoài quá kinh khủng, cảm giác rất mạnh. Lâm Phàm Vũ vào vách tường lối vào vùng đất mạo hiểm, bàn phong chủ hỏi các ngươi có phải là đệ tử của chính đạo sơn không? Trả lời có hoặc không, sao không nghe hiểu hả? Lực lượng khủng bố bùng nổ, nguyên vùng đất mạo hiểm rung rinh nứt rạn, cảnh này làm đệ tử chung quanh sợ hết hồn, mà xanh mét như thấy quỷ. Đúng. Bọn họ đều là đệ tử của chính đạo sơn, đối phương một cái bộc phát ra lực lượng rất mạnh, họ cảm nhận được, Lâm Phàm vung tay đuổi đám người kia mau biến khuất mắt, rất tốt. Các ngươi có thể đi, nơi này đã là của bản phong chủ. Trở về nói cho tông chủ viên cho các ngươi là bản phong chủ đến, chờ xem y thảo phạt bản phong chủ thế nào, còn về gây sự thì thôi đi. Dù sao có thủ với tông chủ của họ chứ không phải họ, hơn nữa đám người kia toàn tu luyện công pháp hạo nhân chính khí, khác với viên chân, một nam nhân trung niên bước ra. Cản rỡ, sao ngươi có thể vũ nhục tông chủ của chúng ta? Nơi này là vùng đất mạo hiểm của chính đạo Sơn, nam nhân trung niên là người dẫn đội nghe lời đối phương nói thì lộ vẻ mặt hơn giận giận vì lâm phàm nhục nhã tông chủ của họ lâm phàm ngước đầu lên hít mắt nhất chân dẫm mặt đất đất răng rác nứt dạng li ti lan ra bốn phương tám hướng đất lún xuống mọi người cảm giác đất dưới chân run bần bật lâm phàm khẽ hỏi ngươi nói cái gì các đệ tử chính đạo sơn sợ ngón tay run run sống lưng lạnh toát nếu lúc trước bọn họ chỉ cảm nhận một chút thì lúc này thật sự hiểu được thực lực của đối phương khủng bố đến mức nào không không Chúng ta về ngay, có đệ tử kéo nam nhân trung niên lại, không để gã xung động, đối phương quá mạnh, bọn họ không đánh lại nổi, hơn nữa đối phương không định giết họ đã là may mắn lớn. Đi, đám đệ tử nhanh chóng rút đi, không dám ở lại, bọn họ không dám tưởng tượng người này là ai mà dám quậy phá trong phạm vi chính đạo sơn, vùng đất mạo hiểm này tạo được. Lâm Phàm đứng ở cửa vào vùng đất mạo hiểm, mười ngón đâm mạnh xuống đất, lực lượng dọc theo đầu ngón tay lan tràn bao bọc vùng đất mạo hiểm, yêu thú trong vùng đất mạo hiểm rất nhạy bén chúng nào cảm nhận sâu trong lòng đất ẩn chứa lực lượng khủng bố phập mặt đất trong vùng đất mạo hiểm rung rinh lực lượng phá mở mặt đất bắn ra đâm xuyên chân thể yêu thú lâm phàm vừa lòng gật gù ồ không tệ tăng điểm tạm được không phải vùng đất mạo hiểm lợi hại gì cấp bậc bình thường nhưng dù vậy cũng cung cấp nhiều điểm cho hắn lên cho ta đã giết yêu thú trong vùng đất mạo hiểm rồi thì bắt đầu di chuyển vùng đất mạo hiểm lực lượng chuyển vào đôi tay vân xanh nổi cục cục răng rác mặt đất tan vỡ nguyên vùng đất mạo hiểm dung dinh bị búng tận gốc tu vi đột phá đến triệu thế cảnh thì lực lượng siêu khủng bố di chuyển vùng đất mạo hiểm nhỏ cỡ này dễ như chơi xong xuôi kiếm được một vùng đất mạo hiểm có thể đi chỗ tiếp theo lâm phàm bỏ vùng đất mạo hiểm vào chu vực giới chỉ tiếp tục chạy đi chỗ khác mục đích của hắn rất đơn giản dọn sạch vùng đất mạo hiểm của chính đạo sơn có thể di chuyển được bao nhiêu thì hên xui chính đạo sơn các đệ tử bận rộn há nhiều người đã xem bài trên chi chi điểu bọn họ tỏ vẻ khinh thường cảm giác đây là ô miệt. Tông chủ của họ là tồn tại như thế nào? Đó là người chính nghĩa đến mức tận cùng, sao có thể làm chuyện đó được, hoàn toàn bậy bạ. Không thể tin tưởng. Chính đạo Sơn chợt vang tiếng la kinh hoàng. Wow, chuyện gì vậy? Sao bọn họ không mảnh vải che thân chạy về? Cái gì? Sơn môn chính đạo Sơn có nhiều đệ tử thấy một đám sư huynh trần trùng vội vã từ bên ngoài trở về, phần thân dưới che bằng lá, trông rất buồn cười. Chu Ngọc Minh hét to. Tông chủ, nguy rồi, xảy ra chuyện lớn chu ngọc minh bất chấp ánh mắt của người khác nhanh chóng báo cáo tình huống có đệ tử quen biết với chu ngọc minh chạy lại hỏi sư huynh bị sao vậy miễn đầu óc còn bình thường sẽ không trần trù trong tông môn gây ảnh hưởng lớn nếu bị các sư muội thấy thì về xong đừng mơ có đôi có cặp chu ngọc minh vội nói sư đệ sự việc quan trọng không thể trần trừ ta cần nhanh chóng gặp tông chủ lớn chuyện ngươi không rõ lai lịch đã vào chính đạo sơn hơn nữa thực lực của đối phương rất mạnh nhưng mà sư huynh có gì từ từ nói bộ dạo sư huynh như vậy nếu bị nàng thấy thì trung ngọc minh phản ứng lại sư đệ nói có lý nếu bị sư muội thấy sẽ không có chút cơ hội dù sao trần chuồng là mất hết mặt mũi Chu ngọc minh thay đồ xong trần bị tiếp tục tìm tông chủ thì thấy tông chủ từ xa đi đến có chuyện gì viên chân luôn mỉm cười có mặt các đệ tử đi là tông chủ của chính đạo sơn phải để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đệ tử trung ngọc minh nâng cao tinh thần nói tông chủ có chuyện lớn mắt chu ngọc minh ẩn chứa xấu hổ làm đệ tử chính đạo sơn mà bị người lột sạch đổ mất luôn chữ vật giới chỉ lõm lại thật mất mặt viên chân nhớ mày thắc mắc hỏi ta à, chuyện lớn gì quanh chính đạo sơn chưa bao giờ xảy ra chuyện lớn gì viên chân không để bụng lời đệ tử này nói chu ngọc minh kể lại tình huống đệ tử mang theo các sư đệ phát hiện tà ma vương hạo ngay lúc đó xuất hiện một người bí ẩn hắn nói là đến tìm tông chủ bảo là tông chủ thảo phạt hắn trên chi chi điều giờ hắn đã đến đối phương đúng là kiêu ngạo nhưng thực lực rất mạnh ngươi như vậy đến chính đạo sơn nếu không nhanh chóng bắt lấy lỡ hắn làm ra chuyện gì thì quá đáng sợ lúc này có mấy bóng người từ xa lao tới tông chủ nguy rồi khi viên chân nghe chu ngọc minh nói mấy lời đó thì lửa giận đốt cháy trong lòng y đã biết ai đến không ngờ tên kia thật sự dám tìm đến những người bị lâm phàm đuổi ra vùng đất mạo hiểm vội vàng trở về tông chủ có có người đến thủy vân động đuổi chúng ta đi hắn còn di chuyển thủy vân động các đệ tử xì sầm nhào to cái gì không thể nào là ai vậy di chuyển luôn thì vân động đó là vùng đất mạo hiểm cho chúng ta tôi luyện kẻ nào to gan dám làm ra chuyện như thế trời ạ à, chuyện này chưa bao giờ xảy ra bọn họ giật mình đến không nói nên lời nếu đệ tử chính đạo sơn đi gây sự thế lực lớn khác thì họ còn tin nhưng giờ người ta tới chính đạo sơn của họ kiếm chuyện thì quá khó tin mặt viên chân không biểu tình trong lòng hừng hực lửa giận cái tên chết tiệt viên chân giơ tay lên thông báo xuống tiêu đệ tử nhanh chóng trở về tin được bóng dáng đối phương lập tức báo về rõ thưa tông chủ các đệ tử đáp nhanh chóng hành động viên chân rời khỏi hiện trường thông báo cho các lão tổ với sức một mình y rất khó bắt được đối phương nhưng nơi này là chính đạo sơn khi chính đạo ngưng tụ chờ đến lúc đó lôi kéo bộc phát ra lực lượng sẽ khủng bố đến tột độ đủ để nhìn áp đối phương nhãi danh đã đến chính đạo sơn thì đừng hòng rời đi trong lòng viên chân như chứa núi lửa tùy thời phun trào viên chân hận lâm phàm hơn tất cả mọi người ngang ngửa với xích cửu xác thuộc loại không thể cho thứ. Lần trước Huyền Mộc Nhất bị lão tổ đan giới cho bài học nhớ đời, đến nay chưa khỏi lại, nhưng khi nghe tiểu tử kia đến quậy Chính Đạo Sơn thì nén đau đòi tham gia, Viên Chân vỗ vai Huyền Mộc Nhất, đồng ý cho lão tham dự. Không phải y bị tinh thần của Huyền Mộc Nhất cảm động mà trong tình huống này có thêm một người tăng thêm một phần nắm chắc, giọng Viên Chân hờn giận, nhưng y vẫn giữ sự bình tĩnh, đi tìm tặc nhân, cho hắn nằm lại Chính Đạo Sơn, để hắn biết Chính Đạo Sơn không phải nơi càn quấy, đi là chủ Chính Đạo không thể nào nhai răng trận mắt biểu hiện rất là tà ác mấy vị cường giả đỉnh của chính đạo sơn lao đi phía xa tìm tung tích của lâm phàm lâm phàm lang thang khắp trốn ai không ngờ chính đạo sơn giàu vậy hắn đã càn quét ba chỗ vùng đất mạo hiểm thu hoạch phong phú lâm phàm bật cười chắc viên chân đã nổi khùng rồi hắn lấy tờ giấy vàng rực ra ghi lại sự kiện rồi truyền cho người xét diệt chi chi điều người xét diệt chi chi điều đã nhẹ lời với tông sư nhưng khi nhận được tin truyền về thì gây ra vội vàng xem ngươi rét duyệt chi chi điều sửng sốt cái gì tông sư đi chính đạo sơn tông sư đi chính đạo sơn làm gì còn dọn sạch vùng đất mạo hiểm của người ta cái này hơi dây vo. chương tám trong bốn ngươi. xen ra tạm thời không cần dụng độ viên chân lâm phàm đã có ý tưởng hắn vốn định đánh một trận với viên chân nhưng xem tình huống hiện giờ thì không cần làm như vậy đánh một trận không kiếm được nhiều ích lợi chẳng bằng dọn hết những vùng đất mạo hiểm có thể bứng đi lâm phàm cảm thán ai? làm siêu cấp đại sư huynh của viêm hoa tông càng là phong chủ của vô địch phong cuộc sống áp lực thật lớn nhưng hắn tràn đầy nhiệt tình đây là kiếm phúc lợi cho tông môn hơn nữa giúp ích rất lớn cho phát triển tương lai của tông môn cánh mũi lâm phàm hít hà ta người được phía xa có mùi của yêu thú phía xa có mùi yêu thú bay tới chỗ đó chắc là vùng đất mạo hiểm dù không phải thì cũng là chỗ tốt bây giờ điểm là thứ tốt hắn rất cần cũng cần công pháp mạnh mẽ nhưng muốn có công pháp mạnh rất là khó khăn cấm thể vào thủy ma kinh là công pháp hiếm có muốn tìm được công pháp năng ngửa trong vực mọi giới chỉ có thể nhờ vào vận may mùng hai chân lâm phàm gấp khúc vọt lên cao lao về phía xa hắn ở chính đạo sơn như cá vạp nước trà trộn không chút áp lực tâm lý viên chân là tông chủ của chính đạo sơn càng là chủ chính đạo tuy rằng tu luyện tà công nhưng không ai biết tia ở trong mắt mọi người vẫn là chính nghĩa với lâm phàm thì thích làm liền làng không ham tìm chứng cứ vạch mặt y suy nghĩ nhiều làm gì hắn lười tốn nước miếng lâm phàm lơ lửng trên cao nhìn xuống dưới không tệ lại một chỗ vùng đất mạo hiểm đó là một di tích chôn sâu dưới lòng đất một số kiến trúc cổ xưa nhô lên từ đất bùn tay lâm phàm rắn mặt đất cảm ứng động tĩnh trong di tích ưm, ừ. có nhiều yêu thú ẩn giấu bên trong còn có lực lượng rất thần kỳ chắc là cơ duyên không tệ trở lại cho đệ tử tông môn xem như được một hy vọng lâm phàm không cần những cơ duyên này không có ích gì với hắn nhưng sẽ đem đến tác dụng lớn cho đệ tử bình thường mục lâm phàm có năm ngón tay siết mạnh mặt đất rung rinh lâm phàm hét to một tiếng đi ra cho bản phong chủ đừng trốn lực lượng kéo di tích yêu thú ở bên trong bị hắn giết tu vi diệu thế cảnh đã rất mạnh sức chiến đấu thật sự của lâm phàm càng khủng bố kinh người không phải người bình thường có thể đối kháng dù là đạo cảnh nếu không phải đỉnh cao thì khó qua nổi mấy chiêu trong tay hắn tâm tình lâm phàm sung sướng bỏ di tích vào chữ vật giới chỉ có thể làm chuyện như vậy cũng chỉ có lâm phàm những người khác khó mà làm được trời dần tối lâm phàm lấy thiên hà vương đỉnh ra sung sướng nhảy vào trong nhàn nhã ngâm mình nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuy hắn đến kiếm chuyện với người ta nhưng không thể bỏ qua phẩm chất cuộc sống được, không biết hưởng thụ thì cố gắng đấu tranh làm gì, kết quả chỉ là công dã tràng. Tông chủ, trời đã tối, tên kia rốt cuộc chạy đi đâu? Huyền Mộc Nhất rất tức giận, bọn họ tìm một phòng lớn, nhìn vùng đất mạo hiểm bị rời đi hết, lòng hận muốn chết. Tất cả đều là vùng đất mạo hiểm, tài phú của chính đạo sơn, là then chốt các đệ tử có thể cường đại hay không? Giờ bị tặc nhân kia bứng tận gốc, chỉ để lại cái hố sâu to, chọc bọn họ tức điên sắc mặt viên chân bình tĩnh như không có chuyện gì nhưng trong lòng đã rực cháy lửa giận tức gì có thể bồng thay lâm phàm ra vạn mảnh lần đầu tiên có người dám đến chính đạo sơn gây sự còn làm ầm ĩ như vậy liên tục nhiều chỗ vùng đất mạo hiểm bị chuyển đi mất mát không thể đo lường tìm dù có phải đào ba thước đất cũng quyết tìm ra tên này chính đạo sơn quá lớn muốn tìm một người vô cùng khó khăn nhưng viên chân không tin tiểu tử này dám hành động thì chắc chắn sẽ có động tĩnh viên chân đã động sát ý hơn nữa nơi này là chính đạo sơn khi có khí chính đạo thêm vào đối phương tuyệt đối không đánh lại được sáng sớm lâm phàm còn ngái ngủ không có chút chuẩn bị đến địa bàn của người ta sẵn sàng tùy thời liều mạng ngược lại rất là nhàn nhã như đi nghỉ phép chi chi điều bay đi khắc phục ngoại giới nội dung hôm nay làm nhiều người giật mình trời ạ người này quá dữ dội liên tục lấy ba vùng đất mạo hiểm định dọn sạch chính đạo sơn sao các ngươi còn lần ra làm gì mau đi chính đạo sơn có chuyện gì còn hỏi không có mắt à tên này là tông sư viết đan giới chi chủ hắn xuất hiện ở chính đạo sơn chúng ta đi tìm hắn bắt hắn lại ngày ngày viết bài ta là thần giới chi chủ lập tức đi chính đạo sơn tìm tông sư trời ạ à, thần chủ cũng đi nữa sắp nghịch thiên rồi đao giới cũng hành động khi bài này đựng đọc vực ngoại giới sao động vô số cường giả rời khỏi nhà xuất phát đi chính đạo sơn rất nhiều cường giả rất kênh người một góc nào đó Người thành thật dạ ma nhìn nội dung trên chi chi điều cực kỳ không phục tên này đã lan lộn ra tiếng tăm rồi nhưng vẫn như trước kia tiện không giới hạn kích làm mấy việc như vậy dạ ma ngươi biết hắn mấy bóng người bên cạnh dạ ma rất mơ hồ hỗn tạp lúc ẩn lúc hiện như tùy thời sẽ biến mất bọn họ là ân sư dạy học của dạ ma một đám người kỳ lạ như ngươi mà không phải ngươi nói không là ngươi nhưng có đặc tính của con người dạ ma đáp oanh lông phong chủ của viêm hoa tông một người rất lợi hại dạ ma đã quen thuộc mấy người quái dị này tính tình tạng được miễn không chọc vào họ sẽ không có chuyện gì một bà lão bay lại, dạ ma, thấy mặt ta đẹp không? Nửa bên mặt bôi vẽ sặc rỡ, nửa bên mặt còn lại thì xương trắng âm trầm, cực kỳ khủng bố. Dạ ma trả lời, đừng hù ta. Suýt bị ngươi hù chết. Lão phục rồi, ta nói cho các ngươi biết, giờ ta và các ngươi chăm chỉ tu luyện, chờ khi ta tu luyện thành công thì các ngươi chuẩn bị tâm lý an đòn là vừa. Bà lão âm trầm nói. Ngươi muốn chết phải không? Nhiệt độ không khí giảm xuống, có nơi kết xương. Lầy. Ngươi làm gì, muốn giết ta a? À? nói cho ngươi biết, dạ ma này sợ chết. Sẽ xin tha. Nhưng ta càng giận ngươi hơn, chờ ta tù luyện có thành tựu là lúc ngươi quỳ khóc xin tha. Đừng có mà ngạo, dạ ma không thích nói dối. Một ngày không nói thật là lão khó chịu trong lòng. Lão nhân lúc trước dẫn dạ ma đến bay tới bay lui bảo, thi ẩu, đừng hù hắn, hối hận quá. Chúng ta tìm ngươi như vậy kế thừa y bát. Vốn tưởng là giả ngu nhưng giờ sen ra ngốc thật, sau này ra ngoài. Cách giao lưu của hắn khó mà sống sót, Dạ ma nhau mắt nhìn bọn họ, đừng nhìn lão trông già nhưng còn non khi so với mấy tên già kia, đều có thể làm tổ tông của tổ tông lão. Dạ ma nói. Các ngươi nói vậy khiến người khó chịu, theo ta thấy các ngươi rót hết lực lượng cho ta. Để ta biến mạnh hơn nữa thì sẽ không chết. Dạ ma luôn muốn biến mạnh hơn, đại vị tông chủ còn chờ lão, nhưng không biết tông chủ sao rồi. Tông chủ đi tôi luyện tìm hy vọng biến mạnh, rất có thể đã chết ở bên ngoài. Tông chủ hứa với lão là nếu mình chết sẽ cho lão kế thừa đại vị tông chủ. Quýt đi các bóng dáng nhìn dạ ma bị chọc tức không nói nên lời dạ ma không nói nữa tiếp tục sen chi chi điều lão muốn ra ngoài tìm la sát tông nhưng thực lực còn yếu trở lại cũng không được ích gì ở lại đây có thể biến mạnh hơn cơ sao không làm thoải mái lâm phàm mở mắt ra duỗi tay xem như ngẫu nhiên thả lòng một lần bình thường hắn vất vả tu luyện không bỏ qua cơ hội nào hôm nay thư giãn tốt lắm có thể tiếp tục hành động lâm phàm cất thiên hà vương đỉnh quan sát bốn phía tạm thời không có động tĩnh gì mù hắn biến mất trong thiên địa tiếp tục tìm vùng đất mạo hiểm của chính đạo sơn lóng viên chân đang lùng sục chính đạo sơn quá lớn là một giới vực nên rất khó tìm ra một người huyền mộc nhất đọc nội dung chi trì điểu nghiêm túc nói tông chủ cư giả thế lực lớn khác đều đến chính đạo sơn viên chân sửng sốt không phản ứng lại bọn họ đến làm gì huyền mộc nhất im lặng giây lát tiểu tử này viết đan giới chi chủ các cường giả đến muốn mang hắn đi viên chân đã hiểu đa giới chi chủ nóng sốt vượt sức tưởng tượng của mọi người cường giả mạnh nhất của các thế lực lớn đều muốn có soạn giả này nói là ép đối phương viết tiếp thì lý do hơi giả mục đích thật sự là muốn đối phương viết một bài về họ viên chân đã động sát ý tìm ra tên kia trước khi họ đến không cho phép ai dẫm lên vinh dự của chính đạo sơn phía xa xăm đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai khi chuyển đến đây thì âm thanh nhỏ lại như nhóm viên chân vẫn như nghe sấm nổ đi hắn ở đó đám người viên chân tăng tốc bắn nhanh như tia sáng chớp mắt biến mất trong tầm mắt huyền mộc nhất mặt biến sắc có linh cảm không may hướng kia hình như là hướng kia có một vùng đất mạo hiểm rất quan trọng là long mạch sơn của chính đạo sơn tốc độ của tông chủ nhanh như vậy chắc không đáng lo viên chân tăng tốc nhanh hơn bỏ mọi người lại sau lưng cảnh giới tu vi đều là đạo cảnh đỉnh nhưng về năng lực thì tông chủ rất mạnh thật lâu sau bọn họ thấy tông chủ lơ lửng tại chỗ không nhúc nhích vội lại gần tông họ vốn định hỏi gì nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt thì ngây người phía trước vốn là đèo dài nhất nô kéo dài nhưng giờ chỉ còn số sau huyền mộc nhất đen mặt trầm giọng nói long mạch sơn không còn viên chân đứng ngây tại chỗ ngón tay run run tức giận đến mặt đỏ thẫm